Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 51. Hắn đi một vòng rồi đến ngôi nhà nhỏ. Men theo con đường bí mật, đến đại địa linh mạch. Giống như những gì hắn dự đoán, Hoàng Phi Vũ Linh đang ở đó, như một bức tượng băng, bà ấy lặng lẽ ngồi xếp bằng, khí tức vô cùng yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn thế nào cũng giống một người đang bị bệnh, mà còn là kiểu bệnh tình nguy kịch, mái tóc bạc trắng, cực kỳ chói lọi. Hắn không nhìn thấy phân thân của Long Phi. Theo hắn thấy thì trong trận chiến ở biên quan phía Bắc, Long Phi đã thi triển cửu vĩ hóa cho nên chân thân phải gánh vác rất nhiều áp lực. Dù sao thuật phân thân của Long Phi vẫn còn nhiều khuyết điểm, không thể so sánh được với hắn, chân thân bị thương thì phân thân chắc chắn cũng gặp tai ương. Hiện giờ có phải bộ dạng của ta trông rất xấu xí không? Hoàng Phi Vũ Linh khẽ nói rồi mở mắt ra. Nụ cười của bà ấy trông vô cùng mỏi mệt, ánh mắt cũng trở nên mờ đục. Nếu như ví bà ấy như một đóa hoa thì đóa hoa này gần như đã khô héo, trên người không còn chút tinh thần nào. Tiền bối xinh đẹp tuyệt trần, làm gì có chỗ nào xấu chứ? Triệu Bân mỉm cười, đặt nhẹ tay lên vai Hoàng Phi. Hắn đang truyền tiên lực giúp Hoàng Phi xoa dịu những kinh mạch đã bị phế, khi tiên lực của hắn nội thị bên trong cơ thể của Hoàng Phi thì mới cảm thấy vô cùng sửng sốt. Đêm đó sau khi hắn rời đi thì Hoàng Phi nhất định đã trải qua một trận đại chiến kịch liệt đến mức làm tổn thương nội tình cùng căn cơ, nếu như không chữa khỏi thì còn có thể mất hết tu vi. Không khó để tưởng tượng trận đại chiến giữa Hoàng Phi cùng nữ soái là ma đã diễn ra như thế nào. Cũng không khó để tưởng tượng mặc dù Hoàng Phi thắng nhưng thắng trong tình trạng rất thê thảm, hắn suy đoán không sai, Hoàng Phi cùng nữ soái là ma đã từng chiến đấu với nhau, hơn nữa Hoàng Phi còn phải sử dụng đến cấm pháp khiến cho trạng thái bị suy yếu. Cường chế sử dụng chiến lực của cảnh giới thiên vư tuy có thể bức lui được nữ soái là ma nhưng chính Hoàng Phi cũng gặp phản phê cực mạnh, giờ phút này bà ấy còn sống cùng chính là một kỳ tích. Dứt lời hắn còn nhìn thoáng qua không gian bên trong chiếc nhẫn ma, môn chủ La Sinh môn bé nhỏ đang bị phong ấn ở trong quan tài băng ngọc, đêm đó nếu như không có môn chủ La Sinh môn giết đến thì hắn có thể đã chết trong tay của nữ soái tà ma, muốn xoay chuyển thế cục cũng khó. Cô ta sẽ đến lần nữa. Hoàng Phi yếu ớt nói, khóe miệng còn chảy ra máu tươi. Triệu Bân im lặng, biết nữ soái tà ma vẫn sẽ tìm hắn, trên người hắn có ấn ký do nữ soái tà ma để lại, lúc trước hắn không biết nhưng sau khi hắn có được căn nguyên huyết mạch bên trong cấm địa thì hắn liền nhận ra. Tuy vậy hắn cũng không xóa ấn ký đi, hắn còn đang chờ nữ soái tà ma tới tìm hắn, nếu như có thể hắn còn muốn dẫn cô ta đến núi bất tử. Sở Lam là cô của Vô Xương, hắn nhất định phải cứu. Đại hạ uy vũ. Trong lúc đang nói chuyện thì hắn bỗng nhiên nghe thấy những tiếng hô vang truyền đến. Thanh âm truyền đến từ đế đô, bóng người dày đặc đã tập trung ở hai bên đường, bầu không khí hết sức ồn ào huyên náo, tất nhiên là do mọi người đang nghênh đón Long Chiến vào thành. Biên quan phía Bắc đại thắng, đêm nay hoàng đế đại hạ Khải Hoàn quay về, vị hoàng đế đầu tiên đích thân ra chiến trường chính là một đại hán tử khiến cho muôn dân tôn kính. Đa tạ. Hoàng Phi Vũ Linh mỉm cười nói, bà ấy cũng đã nghe thấy tiếng hò hét. Nếu như bà ấy còn khỏe thì nhất định đã ra ngoài đón phu quân, nhưng với tình trạng của bà ấy bây giờ thì không thể ra ngoài được. Bà ấy là hoàng hậu của đại hạ, là thể diện của hoàng tộc, không thể để cho thiên hạ nhìn thấy tình trạng tồi tệ của mình. Bây giờ người không thể đánh lại hoàng đế. Triệu Bân vừa mở miệng lại đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Nói thật ra hắn rất muốn hỏi Long Chiến một chút. Thê tử của ông ta bị bệnh đến mức tay trói gà không chặt, ông ta rốt cuộc là cảm thấy vui hay buồn. Theo hắn thấy thì Long Chiến chắc chắn có chút nửa vui nửa buồn, thê tử của ông ta bị bệnh thì tất nhiên ông ta phải lo lắng, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ cảm thấy bản thân trở nên ưu việt hơn, ít nhất thì trên giường cũng không mất mặt. Đừng nói với chàng ấy là ta ở đây. Hoàng Phi hít sâu một hơi rồi âm trầm nói. Bà ấy là người thích sự yên tĩnh, bên ngoài lại đang quá ồn ào. Chủ yếu là, nơi này còn an toàn. Ta có thể giúp. Triệu Bân nói xong còn phủi phủi bụi trên bả vai. Triệu công tử trước giờ đều rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, chỉ cần giá cả thích hợp thì hắn cũng không ngại đánh hoàng đế một gậy, nếu như trả được nhiều bạc thì đừng nói là đánh một gậy, hắn còn có thể đánh Long Chiến thành kẻ ngốc, thậm chí nếu như Hoàng Phi không ngại thì hắn cũng có thể tiện tay hủy luôn một số linh kiện trên người ông ta. Hoàng Phi không nói chỉ liếc xẻo Triệu Bản tâm ngủ của Triệu Bân. Hoàng Phi đã đọc không bớt một chữ, cũng giống như nữ soái khi bà ấy suy yếu thì khả năng đọc làm ngữ cùng lực nên cực kỳ nhạy bén,
có thể đọc được hết sự thiếu liêm sẻ của tên nhóc này trở về là liên khiến ông lại luôn. Triệu Bân ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng thì đang nói thầm. Trong đôi mắt đẹp của Hoàng Phi nở rộ ngọn lửa, dường như đã khắc lên hai chữ, ngươi dám. Triệu Bân không để ý, chỉ tiếp tục truyền tiên lực. Lần này hắn còn bổ sung thêm một chút năng lượng huyết mạch. Căn nguyên huyết mạch mà hắn được truyền thừa mang theo một nguồn năng lượng kỳ bí có tác dụng trị thương thần kỳ, dùng nó để chữa trị khí lực của Hoàng Phi là tốt nhất. Chỉ có điều chính hắn cũng không biết nó có thể tái tạo lại nội tình căn cơ cho Hoàng Phi hay không. Lực huyết mạch. Hoàng Phi lẩm bẩm, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Bà ấy tuyệt đối không cảm nhận sai, hiện giờ bên trong cơ thể của Triệu Bân có mang một loại huyết mạch đặc biệt cổ xưa và cũng hết sức thần bí, bá đạo vượt qua cả bà ấy. Trước đó bà ấy không phát hiện, bây giờ phát hiện mới thấy sững sờ, hắn đến biên quan phía Bắc một chuyến chẳng những thăng cấp cảnh giới mà còn có được huyết mạch đặc biệt, là do giữa đường hắn tìm được cơ duyên hay là do cơ duyên tìm được hắn. Thú vị! Triệu Bân lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên. Chuyện thú vị mà hắn đang nói tới chính là lực huyết mạch của hắn, không ngờ nó thật sự có thể chữa lành vết thương cho Hoàng Phi Vũ Linh. Căn nguyên huyết mạch màu vàng khi chảy qua khí lực của Hoàng Phi liền khiến cho nội thương đều dần dần lành lại, tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch cũng nhận được vô số lợi ích, ngay cả ảnh hưởng từ việc bị phản vệ cũng chậm rãi tiêu tan. Chuyện này, Hoàng Phi thấy vậy thì không khỏi giật mình. Đây là huyết mạch đặc biệt gì mà lại thần kỳ đến như thế? Lại tới, Triệu Bân sắn tay áo, tinh thần tỉnh táo hẳn lên. Khi hắn ra tay lần nữa thì lực huyết mạch lại như đại dương cuồn cuộn tràn vào bên trong thân thể của Hoàng Phi, căn nguyên huyết. Mạch của hắn khiến cho toàn thân Hoàng Phi đều tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Ta, ngươi, nhẹ một chút, Hoàng Phi khẽ kêu rên không ngừng, hai mắt nhíu lại đầy đau đớn. Đã đau đớn lại còn kêu rên, đã kêu rên lại còn rất có tiết tấu. Kẻ không biết bọn họ đang ở đây chữa thương có khi còn tưởng rằng hai người bọn họ đang làm chuyện gì mờ ám. Triệu Bân ho khan một tiếng, chậm rãi truyền căn nguyên huyết mạch. Thật lòng mà nói hắn đang rất muốn tìm thứ gì đó để bịt miệng Hoàng Phi lại. Chỉ là chữa thương thôi mà sao bầu không khí lại trở nên ám muội đến như vậy. Những thanh âm phát ra khiến cho một thanh niên ngây thơ như hắn thật sự chịu không nổi, lúc bà ấy ở cùng Hoàng đế thì cũng như vậy sao? Mặc dù quá trình truyền căn nguyên huyết mạch đã chậm lại nhưng Hoàng Phi vẫn rất đau đớn. Những tiếng kêu rên khe khẽ của Hoàng Phi vẫn liên tục vang lên. Cho dù đau đớn nhưng kết quả vẫn rất thần kỳ, chỉ có thể diễn tả bằng một câu, đau đớn nhưng hạnh phúc. Hai người, đang làm gì vậy? Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nói. Lại có một người khác bước xuống, người đó chính là Long Phi. Sau khi Hoàng đế Khải Hoàn trở về, cô ta vì lo lắng cho mẫu hậu cho nên đã trở về hoàng cung trước nhưng không thấy mẫu hậu đâu, khi đến đại địa linh mạch thì lại nghe thấy tiếng của mẫu hậu, nhưng thanh âm truyền ra lại rất kỳ lạ, nếu như không muốn nói là khá ám muội. Chữa thương. Triệu Bân vừa nói vừa lau máu mũi. Nét mặt của Hoàng Phi trông rất xấu hổ. Long Phi không nói lời nào, trước tiên nhìn thoáng qua mẫu hậu sau đó mới liếc mắt nhìn người còn lại, chữa thương mà còn có thể chảy máu mũi sao? Là do thường ngày ngươi ăn nhiều đồ bổ cho nên bị thừa năng lượng à? Còn nữa, tại sao đang ở biên quan phía Bắc mà ngươi lại ra đi không nói lời từ biệt? Chính xác cũng không biết thì sao có thể nói trước được. Nếu như hỏi thì đây sẽ là câu trả lời của Triệu công tử. Đó chính là lời nói thật. Đêm đó môn chủ La Sinh Môn đã đích thân đến bắt hắn, cho đến khi hắn bị treo lên cây thì hắn cũng không biết là mình đã bị bắt đi đâu, nữ nhân kia đúng là sát thủ chuyên nghiệp. Chỉ bắt hắn chứ không rộng đến doanh trại, nếu như cô ta đại khai sát giới ở doanh trại thì chỉ có quỷ mới biết có bao nhiêu người sẽ gặp tai ương. Tu vi của ngươi, huyết mạch của ngươi, đôi mắt đẹp của Long Phi nheo lại, đã nhận ra chuyện không đúng. Mới cách đây không lâu cơ ngân chỉ mới đạt tới cảnh giới địa tạng tầng 7, trong cơ thể cũng không có huyết mạch đặc biệt, nhưng chưa đến 2 tháng thì hắn đã thăng lên cảnh giới địa tạng đỉnh phong, thậm chí còn có thêm huyết mạch bá đạo. Cô ta cũng là người có huyết mạch đặc biệt nhưng khi đứng trước mặt cơ ngân cũng không khỏi cảm thấy áp lực. Triệu Bân không trả lời, chỉ hơi nhíu mày. Hắn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Phi. Bên trong cơ thể của Hoàng Phi còn có một loại năng lượng khác, chính là năng lượng của chú ấn, hơn nữa năng lượng này còn cực kỳ quỷ dị. Khi căn nguyên huyết mạch của hắn dung nhập vào trong cơ thể của Hoàng Phi thì đã bị nguồn năng lượng này âm thầm hút đi không ít.
Phát hiện ra điều này, hắn liền vội vàng thu tay lại. Tại sao lại dừng? Thấy Triệu Bân thu tay lại, Long Phi liền ngạc nhiên. Cho dù đau đớn nhưng kết quả vẫn rất thần kỳ, chỉ có thể diễn tả bằng một câu, đau đớn nhưng hạnh phúc. Hai người, đang làm gì vậy? Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nói. Lại có một người khác bước xuống, người đó chính là Long Phi. Sau khi Hoàng đế Khải Hoàn trở về, cô ta vì lo lắng cho mẫu hậu cho nên đã trở về Hoàng cung trước nhưng không thấy mẫu hậu đâu. Khi đến đại địa linh mạch thì lại nghe thấy tiếng của mẫu hậu, nhưng thanh âm truyền ra lại rất kỳ lạ, nếu như không muốn nói là khá ám muội. Chữa thương. Triệu Bân vừa nói vừa lau máu mũi. Nét mặt của Hoàng Phi trông rất xấu hổ. Long Phi không nói lời nào, trước tiên nhìn thoáng qua mẫu hậu sau đó mới liếc mắt nhìn người còn lại, chữa thương mà còn có thể chảy máu mũi sao? Là do thường ngày ngươi ăn nhiều đồ bổ cho nên bị thừa năng lượng à? Còn nữa, tại sao đang ở biên quan phía Bắc mà ngươi lại ra đi không nói lời từ biệt? Chính xác cũng không biết thì sao có thể nói trước được? Nếu như hỏi thì đây sẽ là câu trả lời của Triệu công tử. Đó chính là lời nói thật. Đêm đó môn chủ La Sinh Môn đã đích thân đến bắt hắn, cho đến khi hắn bị treo lên cây thì hắn cũng không biết là mình đã bị bắt đi đâu, nữ nhân kia đúng là sát thủ chuyên nghiệp, chỉ bắt hắn chứ không rộng đến doanh trại, nếu như cô ta đại khai sát giới ở doanh trại thì chỉ có quỷ mới biết có bao nhiêu người sẽ gặp tai ương. Tu vi của ngươi, huyết mạch của ngươi, đôi mắt đẹp của Long Phi nheo lại, đã nhận ra chuyện không đúng. Mới cách đây không lâu cơ ngân chỉ mới đạt tới cảnh giới địa tạng tầng 7, trong cơ thể cũng không có huyết mạch đặc biệt, nhưng chưa đến 2 tháng thì hắn đã thăng lên cảnh giới địa tạng đỉnh phong, thậm chí còn có thêm huyết mạch bá đạo. Cô ta cũng là người có huyết mạch đặc biệt nhưng khi đứng trước mặt cơ ngân cũng không khỏi cảm thấy áp lực. Triệu Bân không trả lời, chỉ hơi nhíu mày. Hắn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Phi. Bên trong cơ thể của Hoàng Phi còn có một loại năng lượng khác, chính là năng lượng của chú ấn. Hơn nữa năng lượng này còn cực kỳ quỷ dị. Khi căn nguyên huyết mạch của hắn dung nhập vào trong cơ thể của Hoàng Phi thì đã bị nguồn năng lượng này âm thầm hút đi không ít. Phát hiện ra điều này, hắn liền vội vàng thu tay lại. Tại sao lại dừng? Thấy Triệu Bân thu tay lại, Long Phi liền ngạc nhiên. Triệu Bân im lặng, vẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng Phi, hắn còn mở thiên nhân nhìn sâu vào căn cơ của Hoàng Phi. Dường như có thể nhìn thấy một vết nứt màu đen, chính xác mà nói thì đó là dấu vết của một chú ấn cổ xưa, chính vết nứt đó đã âm thầm nuốt chửng căn nguyên huyết mạch mà hắn truyền vào, nhưng khi hắn vừa nhìn thấy thì vết nứt màu đen lai biên mét. Nhưng hắn có thể chắc chắn rằng vết nứt vẫn còn tồn tại ở đó. Trước, tiếp, tiền bối, trong cơ thể của người có chú ấn, thật lâu sau Triệu Bân mới đóng thiên nhãn lại. Chú ấn, Long Phi nghe thấy vậy thì liền sửng sốt nhìn về phía Hoàng Phi. Chú ấn. Hoàng Phi cau mày, vội vàng nội thị khí lực. Tuy nhiên sau khi nội thị khí lực thì bà ấy cũng không phát hiện có chỗ nào khác thường, ngoại thì vết thương thì không có dấu vết của chú ấn, nếu như có chú ấn thì bà ấy không thể không phát hiện được. Có phải ngươi nhìn nhầm rồi không? Long Phi nhỏ giọng nói. Chắc chắn là không nhầm, Triệu Bân hít sâu một hơi nói. Hắn vừa dứt lời thì bầu không khí liền rơi vào trầm mặc. Cho dù là Hoàng Phi hay Long Phi thì bọn họ cũng đều biết Triệu Bân không phải là người thích nói đùa những chuyện này. Nhưng nếu như chuyện này là sự thật thì đúng là rất quỷ dị. Đó là chú ấn gì và do ai thi chú mà cấp bậc cao đến mức ngay cả cường giả chuẩn thiên đỉnh phong cũng không phát hiện. Đừng nhúc nhích, Triệu Bân nói, một tay đặt lên vai Long Phi. Sau đó hắn liền truyền căn nguyên huyết mạch vào trong cơ thể của Long Phi. Khi lực huyết mạch chảy trong cơ thể của Long Phi thì lại đột nhiên biến mất, khiến cho hắn phải nhướng mày. Căn nguyên huyết mạch không tự nhiên biến mất mà là bị một năng lượng khác hút đi. Nói cách khác, bên trong cơ thể của Long Phi cũng có loại chú ấn này. Là kẻ nào? Sắc mặt của Hoàng Phi trong chớp mắt đã lạnh như băng. Kẻ thi chú đã khiến cho Hoàng Phi phẫn nộ. Triệu Bân uống một ngụm rượu, vẻ mặt trầm ngâm. Vì sao chú ấn này vừa gặp căn nguyên huyết mạch của hắn thì liền hút hết? Hơn nữa hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dấu vết chỉ trong chốc lát, là do chú ấn này có phản ứng đặc biệt với căn nguyên huyết mạch của hắn hay là do căn nguyên huyết mạch của hắn quá thơm ngon cho nên đã vô tình kích động chú ấn mở miệng cắn nuốt? Tiểu hồ ly, ngươi biết không? Long Phi nội thị đan điền hỏi cửu vĩ hồ. Cửu vĩ tiên hồ khẽ lắc đầu, hiển nhiên nó cũng không hề biết đến chuyện chú ấn. Mau dẫn hắn đi tìm phụ hoàng của con, Hoàng Phi nói.
Long Phi không chậm trễ, lập tức kéo Triệu Bân ra khỏi đại địa linh mạch. Hoàng Phi ở phía sau một mình trầm mặc, ánh mắt trở nên mờ mịt. Âm mưu, đây chắc chắn là một âm mưu. Kẻ thi chú rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thủ đoạn cao thâm như vậy? Nếu như ngay cả trong cơ thể của Long Chiến cũng có chú ấn này thì âm mưu đó rõ ràng rất đáng sợ. Triệu Bân và Long Phi lần lượt rời khỏi tiểu viện. Hai người đi đến Hoàng Cung tìm Long Chiến, thấy Long Chiến đã cởi bỏ mũ giáp. Từ khi trở về từ biên quan thì ông ta rất mỏi mệt, chỉ muốn được ngâm mình trong nước ấm rồi đánh một giấc ngon lành. Nhìn thấy Triệu Bân cùng Long Phi tới, Long Chiến liền nhướng mày. Đã hơn nửa đêm mà hai người này còn chạy tới đây để tán gẫu hay sao? Bái kiến Phụ Hoàng. Không cần đa. Mau xem thử đi. Long Chiến còn chưa nói hết câu thì Long Phi đã kéo Triệu Bân lên phía trước. Hành động vừa thô lỗ vừa khẩn trương. Hoàng Phi có thể nghĩ ra thì Long Phi cũng có thể nghĩ ra. Đây nhất định là một âm mưu. Như vậy thì Phụ Hoàng của cô ta cũng có thể đã trúng chiêu. Long Chiến sững sờ. Đây là tình huống gì vậy? Triệu Bân không nhiều lời vô nghĩa, ngay lập tức chuyển căn nguyên huyết mạch. Thấy vậy Long Chiến vừa cả kinh vừa bối rối. Tên nhóc này lấy đâu ra huyết mạch đặc biệt, hơn nữa còn là loại huyết mạch bá đạo đến như vậy. Trước đó khi ông ta gặp Cơ Ngân thì hắn vẫn chưa có căn nguyên huyết mạch, không có ai giải thích cho ông ta hiểu, hiện giờ Long Phi cùng Triệu Bân cũng không có thời gian để giải thích. Thế nào? Long Phi hỏi. Triệu Bân không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Không sai. Bên trong cơ thể của Hoàng đế cũng có chú ấn giống như Hoàng Phi và công chúa, chắc chắn là của cùng một kẻ gây ra, vừa gặp căn nguyên huyết mạch của hắn thì liền âm thầm cắn nuốt. Chú ấn này ẩn rất sâu, mặc dù hắn có thiên nhãn nhưng cũng không thể nhìn rõ manh mối. Người đi đâu đó, Long Chiến hỏi. Ta ra ngoài đi dạo một lát, Triệu Bân xoay người liền biến mất. Long Phi vẫn còn ở lại kể chuyện chú ấn cho Long Chiến nghe. Chuyện này khiến cho Long Chiến ngay lập tức tỉnh ngủ. Không ngờ trong cơ thể của ông ta lại có chú ấn. Ông ta đường đường là hoàng đế đại hạ mà lại bị kẻ khác đâm sau lưng. Triệu Bân đi thẳng ra khỏi cổng hoàng cung như một bóng ma. Trên đường đi hắn đã gặp không ít người, có cung nữ thái giám cũng có thị vệ hoàng cung, gặp ai thì hắn cũng thử quan sát, hầu hết mọi người đều không có chú ấn trong người, chỉ có một số ít người có chú ấn nhưng đều là những người có thân phận cùng địa vị đặc biệt. Hắn đi thẳng đến Linh Lung Phủ. Linh Lung hẳn là vừa tắm xong cho nên mái tóc vẫn còn ướt đẫm. Ồ, một vị khách hiếm hoi. Linh Lung vừa nói vừa lau tóc. Triệu công tử bước tới liền đặt lòng bàn tay lên bờ vai ngọc của cô ta. Trước, tiếp, Linh Lung là ai? Đệ tử của Hồng Uyên gặp cảnh này làm sao có thể không phát hỏa, nhưng khi vừa cảm nhận được lực huyết mạch của hắn thì cô ta cũng sửng sốt. Tên nhóc này rốt cuộc đã tìm được cơ duyên gì mà lại có được căn nguyên huyết mạch bá đạo đến thế? Tiền bối cũng có, Triệu Bân lẩm bẩm nói. Cái gì? Linh Lung nói xong liền đẩy tay Triệu Bân ra. Chú ấn, tiến cung đi, hoàng đế cùng công chúa đang đợi tiền bối. Triệu Bân chỉ để lại một lời rồi biến mất như một bóng ma. Lần này hắn đi thẳng đến Thiên Tông, ở đó vẫn còn nhiều bạn bè của hắn, chẳng hạn như Lâm Tà và Mục Thanh Hàn, hắn phải xem xét thử bên trong cơ thể của từng người một, nếu như ai cũng có chú ấn đó thì sẽ rất phiền phức. Trong cơ thể của ta có chú ấn sao? Triệu Bân đi rồi Linh Lung cũng ra khỏi phủ. Tối nay cô ta sợ là khó có thể yên giấc, nếu như nhất định phải vào Hoàng Cung theo như lời Cơ Ngân nói thì Long Chiến cùng Long Phi chắc chắn đang đợi cô ta với nét mặt rất khó coi. Cô ta thân là thống soái của mạng lưới tình báo cao nhất đại hạ, chuyện này chắc chắn cần cô ta phải phái người đi thăm dò, hơn nữa còn phải giữ bí mật tuyệt đối. Dưới ánh trăng, Triệu Bân tiến vào Thiên Tông. Có lẽ do trời đã khuya nên đường mòn trên núi cũng ít người qua lại. Khi đi ngang qua đỉnh Tử Trúc, Triệu Bân liền lên núi. Sư phụ Vân Yên của hắn đang ở đó, ngồi khoanh chân dưới gốc cây cổ thụ thiền định bế quan, chắc là đã bế quan được một thời gian cho nên trên vai đã có một lớp bụi phủ lên. Thấy hắn lên núi, Vân Yên mới chậm rãi mở mắt. Triệu Bân phất tay lấy ra một đoạn kiếm. Đó là kiếm của Vân Thương Huyền, trên lưỡi kiếm vẫn còn dính máu. Trong trận chiến ở biên giới phía Bắc, lão tướng Vân Thương Huyền đã tự nổ để mở ra một con đường máu cho đám hậu bối đi qua, cuối cùng chỉ để lại một đoạn kiếm này cho Triệu Bân tìm được. Ông nội! Vân Yên nhận lấy đoạn kiếm và bật khóc ngay lập tức. Dù đã sớm đoán được kết cục nhưng vẫn khó nén được nỗi đau.
Trong khi Vân Yên đang khóc thì Triệu Bân đã đặt tay lên vai của cô ta rồi truyền vào căn nguyên huyết mạch. Sau khi nội thị khí lực thì hắn phát hiện bên trong cơ thể của Vân Yên cũng có chú ấn giống như vậy. Ánh mắt của hắn lóe sáng. Những người có chú ấn trong cơ thể đều có thân phận không đơn giản. Và bọn họ còn có một điểm chung, đó chính là đều có huyết mạch đặc biệt. Sư phụ, xin nên bị thương. Đừng đọc tại web ăn cắp Triệu Bân để lại một câu rồi xoay người xuống núi. Đã đi thật xa hắn vẫn có thể nghe được tiếng nức nở của Vân Yên hai. Triệu Bân thầm thở dài, chính mắt hắn đã nhìn thấy cảnh tượng dân thương huyền tự nổ. Khi quốc gia lâm nguy, thế hệ trước vẫn rất oanh liệt, vẫn vì hậu bối, vì quốc gia mà không ngại tan xương nát thịt. Trên đời này làm gì có năm tháng tĩnh lặng, chỉ có người thay ta gánh vác nguy nan thì ta mới tìm được năm tháng tĩnh lặng đó thôi. Nếu như không có lớp tiền bối không màng sinh tử thì làm gì có thịnh thế phồn hoa cho thế hệ mai sau. Dưới ánh trăng, Triệu Bân đã đi lên đỉnh núi của trưởng giáo. Dương Huyền Tông đã ngủ, Triệu Bân giống như một tên trộm lặng lẽ lẻn vào. Ngươi đến đây để trộm thứ gì sao? Dương Huyền Tông có cảm giác rất nhạy, đã ngay lập tức mở mắt. Vừa nhìn thấy Triệu Bân thì hai mắt của ông ta đã sáng lên, tên nhóc này trở về từ khi nào? Sư bá lại đùa rồi. Triệu Bân nói xong liền truyền căn nguyên huyết mạch vào người ông ta. Cũng giống như Long Phi và Linh Lung, Dương Huyền Tông vừa cảm nhận được căn nguyên huyết mạch thì liền ngẩn ra, tên nhóc này tìm đâu ra huyết mạch đặc biệt. Thậm chí bên trong căn nguyên huyết mạch của hắn còn ẩn chứa nguồn năng lượng vô cùng lớn, chứng tỏ đây là một loại huyết mạch hết sức bá đạo. Trong lúc ông ta đang sững sờ thì căn nguyên huyết mạch đã chảy vào khắp cơ thể của ông ta. Triệu Bân không nói lời nào. Chỉ âm thầm mở ra thiên nhãn. Không ngờ Dương Huyền Tông cũng là một trong những nạn nhân. Ngươi, Dương Huyền Tông chẳng hiểu gì. Trong cơ thể của sư bá có chú ấn, Triệu Vân nói xong liền xoay người rời đi. Sau đó, hắn còn để lại một câu, Hoàng đế đang đợi người. Dương Huyền Tông có chút bối rối, chú ấn sao? Sau khi choáng váng ông ta lại vội vàng nội thị khí lực. Tất nhiên cho dù có nội thị khí lực hồi lâu thì ông ta cũng không tìm thấy dấu vết của chú ấn, nhưng ông ta không nghĩ rằng Cơ Ngân đang nói đùa, làm gì có ai rảnh mà hơn nửa đêm còn chạy tới đây nói đùa chứ. Nếu như không phải nói đùa thì đó chính là sự thật. Không cần suy nghĩ nhiều, ông ta lập tức rời khỏi Thiên Tông rồi đi thẳng vào Hoàng Cung. Bên này Triệu Bân đã biến mất trong bóng đêm. Hắn giống như một bóng ma đi ám tất cả mọi ngóc ngách của Thiên Tông, ví dụ như Linh Đan Các. Luyện khí các, cửa hiệu lâu đời. Đi đến đâu hắn cũng dùng căn nguyên huyết mạch để tìm chú ấn. Đi một vòng liền cảm thấy kinh hãi. Chú ấn không hề ít, đều ở trên những người có thân phận không tầm thường, hơn nữa còn có điểm giống nhau chính là huyết mạch đặc biệt. Thu thập lực huyết mạch, Triệu Bân lầm bam, tất cả những người bị chúng chú ấn đều có huyết mạch đặc biệt cho nên không khó để đoán ra mục đích này của kẻ thi chú. Chú ấn có khả năng cắn nuốt lực huyết mạch. Chậm rãi làm suy yếu người bị trưng chú ẩn, về phần muốn dùng lực huyết mạch thu thập được cho chuyện gì thì ằng chỉ có kẻ thì chú mới biết. Vấn đề chính là chú ẩn tại sao không lập tức cắn nuốt hết lực huyết mạch của người chúng chú ẩn. Như Long Phi và Long Chiến cho dù đã trúng chú ấn nhưng cơ thể vẫn bình thường khỏe mạnh. Phải biết rằng những người bị trúng chú ấn đều có thân phận không tầm thường, nào là Hoàng đế Đại Hạ, trưởng giáo Thiên Tông, Đồ Nhi Hồng Uyên. Thấp nhất cũng là đệ tử Thiên Tông. Đây là những gì mà Triệu Bân phát hiện ra, chỉ có quỷ mới biết được còn có bao nhiêu người chúng chú ấn mà hắn chưa phát hiện. Nếu như kẻ thi chú ra tay thì cả Triều Long Đại Hạ sẽ đảo điên. Đây là âm mưu đoạt quyền hay là vẫn còn có âm mưu đáng sợ hơn đằng sau? Người có tâm trí kiên định như hắn cũng không khỏi kinh sợ thủ đoạn của kẻ thi chú, kẻ đó đã bày ra một âm mưu quá lớn. Trong lúc đang suy nghĩ thì hắn đã đi lên đỉnh Thanh Vũ. Trên đỉnh Thanh Vũ rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng ngáy của man đằng. Màn đêm yên tĩnh đã bị tiếng ngáy như bò giống của man đằng phá vỡ, thậm chí tiếng ngáy của hắn ta còn khiến cho căn phòng rung lên, Triệu Bân nhìn thấy cũng sợ phòng của hắn ta sẽ bị chấn sập. Xem cho ngươi trước vậy. Triệu Bân xuyên tường vào phòng man đằng. Hắn ta ngủ rất say, không hề hay biết có người đã bước vào phòng mình. E rằng bị người ta lấy bớt phụ tùng trên người trong lúc ngủ cũng không biết. Sau khi xem qua, Triệu Bân xác định tên nhóc này an toàn. Có thể là do kẻ thi chú không coi trọng man đằng to con cho nên mới không thi chú lên người hắn ta. So với man đằng thì tiểu vô niệm không được may mắn như vậy,
trong cơ thể của hắn ta đã có chú ấn. Giống như Tiểu Vô Niệm còn có Lâm Tà và Tô Vũ cũng đều có chú ấn trong người, trong khi đó Dương Phong, Lăng Phi cùng Tử Viêm đều an toàn. Đáng chết, ánh mắt của Triệu Bân trở nên lạnh như băng. Kẻ thi chú đáng bị chém ngàn đao, đúng là vô đạo đức. Nói rồi hắn lại muốn xuyên tường vào phòng của Mục Thanh Hàn. Bang! Tiếng hắn va vào tường nghe vang vô cùng. Triệu công tử đập mặt vào tường không chỉ tạo ra âm thanh dễ nghe mà còn tạo ra cảnh tượng đẹp mắt. Sư tỷ đúng là sư tỷ, trên tường phòng có đầy cấm chế, thậm chí còn có dán không ít bùa chú, vách tường bình thường đã biến thành sắt thép khiến cho đầu của hắn đau vô cùng. Chỉ có điều chuyện đó cũng không ngăn cản được hắn. Trong phòng yên tĩnh, Mục Thanh Hàn đang ngủ. Triệu Bân như một bóng ma lặng lẽ bước đến bên giường. Tuy nhiên trước khi hắn kịp dùng đến căn nguyên huyết mạch thì Mục Thanh Hàn đã mở mắt ra, không phải là do Mục Thanh Hàn có cảm giác nhanh nhạy mà là do Triệu công tử đã dẫm chúng vào cấm chế trong phòng cho nên mới đánh thức nàng ta. Tại sao trong phòng này lại có nhiều bẫy đến như vậy? Tất nhiên là sợ ai đó đến trộm đồ rồi. Ngươi đến phòng ta làm gì? Nhìn thấy Triệu Bân, Mục Thanh Hàn vội vàng ngồi dậy dùng chăn bông che người, động tác quá luống cuống cho nên không che đậy chặt chẽ, còn để lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn, phản chiếu dưới ánh sao còn sáng lên lấp lánh. Tại sao không mặc y phục đi ngủ, Triệu Bân ho khan nói. Ngươi quản được sao? Đôi mắt đẹp của Mục Thanh Hàn bùng lên ngọn lửa, nàng ta ngay lập tức ném một cái gối ra sau đó lại càng che kín người hơn, hai gò má ửng hồng. Ở đâu ra lại có kẻ xông vào phòng người ta như một tên trộm vào giữa đêm rồi hỏi người ta tại sao lại không mặc quần áo y phục đi ngủ. Triệu Bân xấu hổ cười gượng, là do hắn quá lỗ mãng. Nhưng đã đến đây rồi thì hắn phải cố gắng ngăn cản không cho Mục Thanh Hàn hét lên. Hắn liền phất tay đưa nàng ta vào mộng đẹp, có một chút chuyện tự hắn biết là được rồi, không nên gây ra động tĩnh quá lớn. Sau khi xem xét thử hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mục Thanh Hàn an toàn. Hắn lặng lẽ rời đi, trước khi đi còn không quên đắp chăn cho sư tỷ, trời lạnh quá, lỡ bị cảm thì lại không tốt. Nếu Tú Nhi có ở đây thì cô ta chắc chắn sẽ hỏi, có trắng hay không? Đâu chỉ trắng, dáng người còn rất khá. Câu trả lời của Triệu công tử rất đơn giản dễ hiểu. Khi ra khỏi phòng, Triệu Bân chảy máu đầy miệng. Tối nay hắn đã dùng quá nhiều căn nguyên huyết mạch cho nên cũng cảm thấy hơi khó chịu. Huyết mạch bá đạo dẫn đến phản phệ cũng đáng sợ hơn bình thường, thậm chí phân thân của hắn ở khắp nơi cũng đều tiêu tán. Nói đến cùng thì căn nguyên huyết mạch của hắn cũng không phải là thứ có sẵn, khí lực của hắn vẫn còn trong quá trình thích ứng với nó. Trong giai đoạn này mà vọng động chân nguyên thì có thể dễ chịu được mới là lạ. Tình huống gì vậy? Trong thành Thiên Thu có rất nhiều thanh âm cả kinh vang lên. Mới vừa nãy phân thân của Triệu Bân ở trong thành đều nổ tung thành sương mù, tất cả lão tổ đều nhíu mày, hiển nhiên là chân thân của Triệu Bân đã xảy ra vấn đề. Triệu Bân xuất hiện trở lại ở phòng của Thanh Giao. So với phòng của Mục Thanh Hàn thì phòng của Thanh Giao không có quá nhiều cạm bẫy, hắn bước vào một cách thoải mái, sau khi chuyển căn nguyên huyết mạch thì hắn lại không khỏi nhíu mày. Không sai, Thanh Giao cũng là người bị trúng chú ấn. Triệu Bân ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ thiền định một mình, hai mắt lóe sáng. Là ai? Là chú ấn của ai? Đây là điều mà hắn muốn biết. Ân chú, Tử Y Hầu, nữ soái tà ma, hay là Quỷ Minh, Phô Mi đạo nhân và U Tuyền lão tổ. Hắn nghĩ đến những kẻ này đầu tiên, để thi triển được một loại chú ấn vừa tà ác vừa cường đại đến mức ngay cả Hoàng hậu Đại Hạ cũng không hề phát hiện ra thì kẻ thi chú chắc chắn có cấp bậc không thấp, đầu óc tính toán cũng hơn người bình thường, nếu như ngay cả Hồng Uyên cũng trúng chiêu thì sợ rằng Triều Long Đại Hạ sẽ phải đổi chủ. Cứu! Hắn nhất định phải cứu! Vốn dĩ hắn cũng không muốn nhúng chân vào vũng bùn này nhưng trong số những người trúng chú ấn cũng có bạn bè của hắn cho nên hắn không thể mặc kệ được. Hắn nhất định phải cứu được mấy người Thanh Giao, Tiểu Vô Niệm, Lâm Tà cùng Tô Vũ, còn có mấy người Dương Huyền Tông cũng có ân với hắn cho nên hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ván cờ này hắn phải tiếp tục đánh. Sau khi tĩnh tâm trở lại thì hắn lại khoanh chân thiền định. Dưới ánh trăng, dáng vẻ của hắn trông rất trang nghiêm. Ngay cả ánh sao cùng ánh trăng phản chiếu vào hắn đều tỏa sáng ánh vàng rực rỡ. Cho dù hắn đã gặp phản phệ nhưng khí lực vẫn chậm rãi thích ứng với căn nguyên huyết mạch góp phần xoa dịu thân thể của hắn. Lặng lẽ, bầu trời đã hừng sáng. Ánh sáng tràn ngập Thiên Tông mang đến cho ngọn núi này sự ấm áp bình yên,
nhưng ít có ai biết rằng tiềm ẩn bên dưới sự bình yên này đang có một con sóng dữ đang trực chờ nuốt chửng mọi thứ bất cứ lúc nào. Trên đỉnh Thanh Vũ, khói bếp lượn lời, Triệu công tử vừa vào bếp trẻ tài nấu nướng. Khi mọi người ra khỏi phòng thì nhất thời nhướng mày, không biết cái tên này trở về từ khi nào. Người khác thật không ngờ được. Trước, tiếp. Thế nhưng ánh mắt Mục Thanh Hàn nhìn Triệu Bân như bốc hỏa vậy, nàng ta nhớ rất kỹ mọi chuyện xảy ra vào đêm qua. Kẻ vô liêm sỉ nào đó nửa đêm nửa hôm chạy tới phòng nàng ta dạo chơi, còn làm nàng ta ngất xỉu. Có trời mới biết sau khi nàng ta ngủ say rồi, Triệu Bân đã làm những gì. Ta, là người có vợ. Triệu Bân tỏ ra thâm trầm, nghiêm túc nói. Nửa câu sau hắn vẫn chưa nói nốt, đừng nghĩ ta đê hèn như vậy. Mục Thanh Hàn tức đến bật cười vì câu nói này, có vợ thì tìm vợ đi chứ, chạy tới chỗ ta làm gì. Triệu Bân đối lý, vùi đầu nấu cơm. Lửa giận trong đôi mắt Mục Thanh Hàn càng lúc càng thêm đượm mà không có chỗ trút ra, chẳng lẽ nói thẳng ra trước mặt mọi người. Trời đất chứng giám, nàng ta lõa thể khi ngủ không phải là sở thích gì kỳ lạ mà là để tu luyện, có trời mới biết Triệu Bân sẽ chạy tới phòng nàng ta lượn lờ, rất là lúng túng đấy, biết không hả? Có chuyện rồi. Hai người này có chuyện rồi. Tô Vũ khoanh tay, cất lời mỉa mai. Đây là một câu thừa thãi, đến cả đại man đầu còn nhìn ra được. Hôm nay người chạy tới đỉnh Thanh Vũ ăn trực có vẻ nhiều. Trưởng giáo Thiên Tông tới nè, đồ đệ của Hồng Uyên tới nè, công chúa Đại Hạ cũng tới nè, làm mọi người thụ sủng nhược kinh, hoảng loạn lấy bát đũa. Ba người họ không đến ăn cơm. Ba người này tới tìm Triệu Bân, một số việc nào đó cần được nói chuyện đàng hoàng. Thanh Giao và mấy người kia rất biết phân biệt, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, kéo nhau tới đỉnh Tử Trúc. Chuyện Vân Thương Huyền Tử trận đã được lan truyền khắp Thiên Tông, sư thúc Vân Yên chắc hẳn rất đau lòng, phải đi thăm hỏi. Có bao nhiêu người chúng ấn chú, Long Phi không thừa lời, đi thẳng vào chủ đề chính. Nhiều lắm, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Ba người không ngắt lời, bởi vì biết câu nói của Triệu Bân vẫn còn chưa hết. Rốt cuộc có bao nhiêu người chúng ấn chú, ta vẫn chưa rõ, Triệu Bân xách bầu rượu ra, tiếp tục nói, chỉ biết những người chúng ấn chú đều có huyết mạch đặc thù, thân phận cũng không tầm thường. Lời này thốt ra, sắc mặt ba người cực kỳ khó coi. Đến cả Hoàng đế Đại Hạ cũng trúng chiêu thì chắc chắn là âm mưu lớn. Có biết là bùa chú của ai dùng không? Dương Huyền Tông hỏi. Triệu Bân khẽ lắc đầu, hắn cũng rất muốn biết, ngặt nỗi đạo hành còn thấp quá. Chuyện này phải tính kế lâu dài, lỡ như bứt dây động rừng, lỡ như đối phương nổi điên lên, vậy thì không chỉ đơn giản là chết một hai người nữa, mà sẽ là một trận huyết kiếp cuốn phăng cả Đại Hạ. Nào! Linh Lung nói rồi khoanh chân ngồi xuống. Trước, tiếp, Dương Huyền Tông thi triển bí pháp, bố trí che giấu toàn bộ đỉnh núi. Triệu Bân hiểu ngụ ý trong đó, hắn đứng sau lưng Linh Lung, tiện tay hiến một chút căn nguyên huyết mạch, nhẹ nhàng đưa vào cơ thể Linh Lung. Muốn tìm kẻ đã hạ chú, muốn phá được cục diện này, phải ra tay từ ấn chú. Hắn mở thiên nhãn, lặng lẽ quan sát. Một chút căn nguyên của hắn nhanh chóng biến mất, trong thời khắc căn nguyên biến mất, hắn có thể nhìn thấy ngọn lửa đen thui kia. Cũng chính là ấn chú, nhưng cũng chỉ lộ ra trong một khoảnh khắc. Thế nên mới nói, ấn chú chỉ thực sự lộ ra khi hút lấy căn nguyên. Và lại, người bị hạ bùa chú còn không cảm nhận điều gì, đây chính là chỗ kỳ dị của ấn chú này. Còn về việc tại sao Triệu Bân nhìn thấy ấn chú, thực ra cũng do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, thiên nhãn của hắn có khả năng thấu thị với tiền đề là người chúng ấn chú không hề che giấu, hắn có thể nhìn thấu căn cơ của đối phương. Thứ hai, căn nguyên của hắn rất đặc thù, tự động sở hữu khả năng cảm nhận thần kỳ, gắn liền với bản thể, nếu căn nguyên bị hấp thụ, hắn sẽ phát giác ra ngay. Thứ ba, hắn có võ hồn bản mệnh, đã vậy còn là võ hồn từng thoát biến nhiều lần, chí cương chí dương, rất nhạy cảm với các vật mang tính âm như ấn chú. Người đồng thời sở hữu cả ba điều này, e rằng nhìn khắp đại hạ cũng chỉ có mình hắn. Tia căn nguyên đầu tiên bị nuốt, hắn hiến ra tia thứ hai. Sau đó là tia thứ ba. Tia thứ tư, tia thứ năm. Mỗi một tia căn nguyên bị nuốt, hắn dồn hết nhãn lực nhìn trộm ấn chú, vết nứt đen thùi lùi kia rất tham lam, cứ thấy căn nguyên là cắn nuốt. Linh Lung không có điều gì khác thường. Triệu Bân có vẻ không ổn lắm, bởi đó là căn nguyên của hắn, cứ bị hấp thụ mất một tia là hắn sẽ ít đi một chút, mặc dù có thể dưỡng lại được, nhưng cần thời gian. Dù sao thì hắn và căn nguyên huyết mạch chưa thực sự dung hòa.
Với tiền đề như vậy, muốn nuôi dưỡng lại căn nguyên bị mất đi, hao tổn rất nhiều tinh lực. Họ nhìn như vậy suốt 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Triệu Bân từng thử không biết bao nhiêu lần. Cũng trong 3 ngày qua, không rõ hắn đã tiêu hao bao nhiêu căn nguyên. Nhưng nếu có thể tìm ra lai lịch của ấn chú, nếu có thể phá giải được chú pháp, tất cả đều đáng giá. Khi màn đêm lại ập xuống, hắn mới thu tay. Sau đó, hắn lấy giấy bút, vẽ lại vết nứt đen thui kia lên giấy. Có lẽ vì đã nhìn quá lâu nên hôm nay hắn trông thấy nó rõ rệt hơn hẳn, đến cả một số hoa văn kỳ dị trên ấn chú cũng có thể vẽ ra được, nhưng cũng chỉ là một phần rất ít ỏi. Đây đã là giới hạn của hắn rồi, ấn chú này quá thần bí, cấp bậc cũng rất cao, hắn chỉ có thể nhìn được chừng ấy thôi. Linh Lung đón lấy trang giấy, nhìn tới nhìn lui. Dương Huyền Tông và Long Phi cùng ghé qua đánh giá từ trên xuống dưới chủ pháp phê tâm. Lang Phi thì thầm Linh Lung khê lắc đầu, hoa văn của chủ pháp phê tâm có hình đầu lâu thứ này hiển nhiên không phải. Ấn chú thôn về, Dương Huyền Tông cất tiếng thăm rồi. Cũng không phải, Linh Lung vẫn lắc đầu, chú thôn võ có màu đỏ đậm. Anh bạn nhỏ, người có nhận ra không, Triệu Bân nhìn vào Tiểu Kỳ Lân. Kỳ Lân cũng lắc đầu, có lẽ nhánh thánh thú nhận ra được ấn chú, nhưng nó vẫn còn nhỏ tuổi, chưa thừa kế hoàn toàn mọi ký ức, chỉ nhìn một góc nên không thể nhận ra là chú pháp gì. Sau câu nói này, đỉnh núi im lặng rất lâu. Hoa văn ấn chú mà Triệu Bân vẽ ra cũng là một phần cực kỳ ít ỏi, rất khó phân biệt. Phải biết rằng trên thế gian có hàng ngàn hàng vạn chú pháp, nếu phải so sánh từng cái này nào cũng có phần tương đồng, huống hồ nhiều ấn chú họ còn chưa từng thấy bao giờ, thậm chí chưa từng nghe nói. Như thế đủ biết độ khó đến đâu. Cũng chính vì độ khó này mà cả bốn người càng thêm giật mình. Đây là kiệt tác của nhân tài nào vậy, đưa vào trong cơ thể mà không có cảm giác gì, dù là người có thiên nhãn như cơ ngân cũng không thể thấy rõ hoàn toàn, không nhận ra được là loại ấn chú nào, không biết ra tay từ đâu, muốn tìm người hạ chú càng giống như nằm mơ giữa ban ngày. Ấy vậy mà lúc này Hồng Uyên lại không ở đế đô. Ông ta còn sống hay không vẫn chưa rõ được kia kìa. Đến khuya, ba người kia mới rời đi, trước khi đi, mỗi người in một hình vẽ. Linh Lung đi tìm sư huynh và sư đệ, Dương Huyền Tông đi tìm Thái Thượng Trưởng Lão, toàn là người từ dòng chính, chí ít sẽ không bại lộ ra ngoài. Chuyện này can hệ quá lớn, không thể kinh động tới kẻ hạ bùa, phải âm thầm lặng lẽ mà điều tra. Còn về Long Phi, cô ta sẽ tới đại địa Linh Mạch. Mẫu hậu của cô ta cũng là một người hiểu nhiều biết rộng, chưa biết chừng bà ấy nhận ra được. Cô ta đi rất không đúng lúc, phụ hoàng cũng ở đó, đang cùng mẫu hậu của cô ta giản lược một vạn từ kia kìa. Cạc, đại bằng sải cánh bay cao, giống như một luồng sáng màu vàng kim xẹt ngang bầu trời. Triệu Bân khoanh chân ngồi trên mình nó, lặng lẽ thiền. Lại tiêu hao căn nguyên, thể phách cực kỳ khó chịu. Hắn đi về phía thành Thiên Thu, phải tìm Thương Khung Đàm Đạo, kinh nghiệm và vốn sống của ông ta cũng rất sâu rộng. Nếu có phân thân ở thành Thiên Thu, hắn cũng không cần chạy qua chạy lại như vậy, thế nhưng căn nguyên phản phệ, phân thân tiêu tán hết rồi, vẫn phải để bản tôn đích thân chạy tới. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bản tôn đi một chuyến cũng rất cần thiết. Rất nhiều người trong hoàng tộc và thiên tông đều trúng chú pháp, người của hắn ở thành Thiên Thu, ví dụ như người thừa kế ở Ma Vực, Bạch Gia và Mộ Gia, phải chăng cũng có. Nếu họ cũng trúng bùa chú thì ván cờ này lớn đến mức khó lòng tưởng tượng. Đùng, binh. Khi hắn đang đi thì tiếng nổ ầm ầm vang lên. Nghe âm sắc thì chắc hẳn là động tĩnh từ một trận đại chiến. Triệu Bân ngước nhìn lên, nhìn về phía khởi nguồn của âm thanh. Trước, tiếp, đập vào mắt hắn là một con đại điêu màu bạc bị thương nặng, trên lông dính rất nhiều máu, trên lưng đại điêu còn một người nữa, nói cho đúng hơn là một đứa trẻ nữa, tóc trắng, mắt vàng. Nhìn kỹ lại, đó không phải là tinh hồn sao? Ngày trước, người đứng thứ ba trong nội môn Thiên Tông, chính là nó đấy. Nghe đồn, tinh hồn được hồng tước của đại hạ nhặt về từ vùng đất ma. Vì nguyên do từ huyết mạch và công pháp nên nuôi thế nào cũng không lớn được. Đừng trông vóc dáng của nó, thực tế tuổi thật đã không nhỏ. Có thể dính dáng tới hồng tước, đâu phải nhân vật tầm thường. Bị truy sát, Triệu Bân liếc mắt nhìn qua, có thể trông thấy toàn thân tinh hồn toàn là máu. Nhìn qua sau lưng tinh hồn là có thể nhanh chóng chứng minh được suy đoán của hắn, một ông già áo tím đang cưỡi trên con báo đen mọc cánh, cực kỳ hung hãn, liên tục truy sát tinh hồn không chịu thôi.
Nhìn căn cơ của ông già áo tím kia, chắc hẳn là một cao thủ chuẩn thiên, và lại còn đạt đỉnh chuẩn thiên. Phụt! Đột nhiên, máu me bắn ra. Tinh hồn lại trúng đòn thêm lần nữa, cả người lẫn tỏa kỵ đều lao xuống khu rừng. Growl! Ông già áo tím điều khiển báo đen đuổi theo. Sau đó là những tiếng nổ đi đùng ồn ào, khỏi phải nói, hai người này khai chiến trong núi rồi. Lão già chết tiệt này, ai đụng gì tới ông, tinh hồn nóng nảy, không ngừng chửi bới. Có lẽ vì biết gặp nạn khó tránh, vậy thì phải chửi cho đã miệng. Nửa đêm ra ngoài dạo chơi gặp ngay phải lão già này, chẳng nó chẳng rằng đã đòi đánh cậu ta, biết tìm ai để đòi lý lẽ đây. Lão già áo tím cười khẩy, không hề tức giận. Chửi đi, cứ chửi tiếp đi, đợi lão phu bắt được sẽ xé cái miệng ngươi ra. Một chưởng của ông ta mang theo khí thế hung mãnh. Tất nhiên tinh hồn không cản được, bị một chưởng hất bay ra ngoài, cây cổ thụ bị gãy đổ rạp, sau cùng còn làm một vách đá ầm ầm đổ sập, đá vụn văng khắp nơi, nhuốm đầy máu của cậu ta. Tới khi đứng dậy, cậu ta đứng không vững nữa. Trước khi ra ngoài, cậu ta nghĩ rất tốt đẹp, ta đáng yêu như vậy, xem ai nỡ đánh ta. Sau khi ra ngoài, cậu ta mới biết nhân thế hiểm ác, những kẻ vô liêm sỉ nhiều như lá mùa thu, nửa đêm không ngủ, đuổi theo một đứa trẻ như cậu ta, điên cuồng đánh suốt dọc đường. Đùng, lão già ác tím lập tức tới nơi, mỉm cười nham hiểm ông ta chính là kẻ vô liêm sự đấy đấy, đánh con nét cực kỳ hăng hái luôn. Tất nhiên, ông ta phụng mệnh tới đây, cấp trên dặn rồi, chỉ mặt điểm tên đời tinh hồn. Hết cách rồi, ai bảo tên này là một nhân tài. Kẻ đứng thứ ba, à không, thứ tư ở Thiên Tông, lại còn là người thừa kế đặc thù, sách về luyện đan dược thì vừa đỡ tốn công vừa hiệu quả cao. Nói thật lòng, ông ta đã canh chừng ở bên ngoài Thiên Tông và Đế Đô vài tháng rồi, cuối cùng cũng đợi được tinh hồn ra ngoài. Ai phái ông tới đây, tinh hồn lạnh lùng hỏi. Lão phu muốn đến thì cứ đến, cần gì phải nói với ngươi, lão già áo tím cười khẩy. Thế ông, rốt cuộc có nói hay không? Không đợi tinh hồn nói thêm, một âm thanh khác đã vang lên. Tất nhiên là Triệu công tử cùng với phong thái ngời ngời của hắn, bước ra từ trong bóng tối. Cơ Ngân! Lão già áo tím trông thấy mà đột ngột lùi về sau. Không phải ông ta sợ Cơ Ngân, mà là sợ thuấn thân tuyệt sát của Cơ Ngân. Khác với ông ta, đôi mắt của tinh hồn cực kỳ lấp lánh. Xem ra hôm nay cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng, còn có thể gặp được người quen ở đây nữa. Chưa từng có lúc nào cậu ta thấy Cơ Ngân mà thân thiết đến vậy, chỉ thiếu nước quỳ xuống xưng huynh gọi đệ. Mẹ kiếp, đến rất đúng lúc, chúng ta đều là người của Thiên Tông, người xếp thứ nhất ta xếp thứ tư, người bảo vệ ta với. Ai phái ông tới đây, Triệu Bân mỉm cười nhìn lão già áo tím. Lão già áo tím nhíu chặt hàng lông mày. Ban nãy đối thoại cùng tinh hồn, ông ta vẫn còn phong độ lắm, bây giờ Cơ Ngân mới hỏi một câu, ông ta đã run sợ mà chẳng có dấu hiệu nào. Đây là một kẻ khó xử lý, bất kể là kỳ lân hóa hay thiên nhãn thuấn thân đều đủ khiến ông ta chịu thiệt. Keng! Nhắc đến thuấn thân tới luôn. Triệu Bân chẳng buồn lãng phí thời gian, xách kiếm ra tuyệt sát. Điều khiến hắn bất ngờ là lão già này còn có quân bài bí mật, hắn ta tu luyện huyết thai hộ thể, chính vì huyết thai ngăn cản mới tránh được một kiếp, bay ngược ra sau đó quay đầu chạy mất. Cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên mà phải làm tới mức như ông ta thì ra mặt dày hơn tường thành rồi, khiến Triệu công tử còn thấy không quen. Ta đáng sợ đến thế à? Dù sao cũng phải đọ vài chiêu rồi hẵng đi chứ. Chạy đi đâu? Triệu Bân nhanh như cắt, tung chiêu đại la thiên thủ. Lão già áo tím kia mặt mũi vặn vẹo, đột ngột quay người, vung một nắm đấm. Trưởng quyền va đụng, ông ta bị chèn ép đến mức lảo đảo. Ông ta đã đánh giá thấp sức mạnh của Cơ Ngân rồi, kém một cảnh giới nhưng vẫn đánh cho cánh tay ông ta nứt hết xương cốt, cánh tay kêu lên răng rắc, có trời mới biết bao nhiêu kinh mạch đã nứt. Không đúng, huyết mạch đặc thù. Lão già áo tím thầm nghĩ, cực kỳ ngạc nhiên. Các tình báo liên quan tới Cơ Ngân ở chỗ ông ta rất nhiều, nhưng không hề nhắc tới huyết mạch. Trước, tiếp, nhìn khí huyết của Cơ Ngân thì còn là huyết mạch không tầm thường. Sao lại không tập trung hả? Triệu Bân điềm tĩnh nói, Chu Tiên Quyết của hắn đã rạch vỡ không trung. Lão già áo tím gắng gượng đứng vững, vung trưởng đánh bay kiếm mang của Chu Tiên Quyết. Soạt! Triệu Bân nhanh như tia chớp, dùng tới phong lôi quyết. Định không chết thì không thôi chứ gì. Lão già áo tím thét lên, tiện tay xách ra một cây huyết đao.
Thế nhưng, không đợi ông ta tấn công, toàn thân Triệu Bân đã phát ra ánh hào quang vạn trượng. Đúng vậy, là thể ánh sáng. Thể ánh sáng của Triệu công tử cũng khá chói mắt đấy. Lão già áo tím rên rỉ, vì không kịp đề phòng nên hai mắt đen thui. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Triệu Bân lao tới, vung kiếm phá luôn đan điền, phế bỏ tu vi của ông ta. Tiếng kêu la vô cùng thảm thiết. Lão già áo tím ầm ầm đổ xuống đất. Tinh hồn trông thấy mà nuốt nước bọt ừng ực. Cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên đó, chưa đến ba chiêu đã bị phế bỏ rồi. Kinh ngạc thì kinh ngạc chứ cậu ta cũng không chấn động lắm. Nghĩ tới chuyện người nào đó giết hàng trăm vạn quân thì đây chỉ là chuyện nhỏ xíu xiu thôi. Triệu Bân thu kiếm, đặt một tay lên đầu lão già áo tím, dùng thuật soát hồn. Á! Tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương. Lão già áo tím khó lòng kháng cự, bị soát hồn tới mức thất khiếu chảy máu. Ân chú! Triệu Bân lầm bầm, là người của ân chú. Người này phụng mệnh của ân chú tới bắt tinh hồn. Bắt cậu ta làm gì chứ? Tất nhiên là để luyện đan. Có được huyết mạch đặc thù để dẫn đan thì sẽ luyện ra được đan dược phẩm cấp cao. Tiếc rằng người này xui xẻo quá, đụng phải hắn đi ngang qua, thế là hao tổn một đại tướng. Đánh ta cho người đánh ta này. Tinh hồn cực kỳ nóng tính, túm lấy lão già áo tím mà đấm đá túi bụi. Triệu công tử giơ tay xách cậu ta sang một bên, điện đà khua khoảng toàn bộ tài sản của lão già ức tím, sau đó mới xách tinh hồn ra, đạp tiếp đi tạp chết ông ta thì thôi. Tinh hồn cũng thành thật, đạp rất hăng hái. Đường đường cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên mà bị cậu ta đạp tới tắc thở. Không ở trong thiên tông, chạy ra đây làm gì, Triệu Bân nói rồi lôi ra một sợi dây thừng. Bên ngoài mát mẻ mà. Tinh hồn nói rồi vô thức lùi về sau. Vừa lùi tên này vừa quay đầu chạy, bởi vì nụ cười của người nào đó không bình thường. Có chỗ này mát mẻ hơn nè. Triệu Bân thò tay, ấn đầu cậu ta. Sau đó, tinh hồn bị trói nghiến như con gà. Đại trưởng lão ma ra nói rồi, có lẽ lai lịch của tinh hồn liên quan tới ma vực. Đêm nay trùng hợp gặp được, tất nhiên phải bắt về nghiên cứu một phen. Dậu đổ bìm leo, đâu đáng mặt anh hùng, tinh hồn mắng hắn. Triệu Bân chẳng buồn để tâm, tiện tay quăng tinh hồn lên lưng đại bằng. Cùng lúc đó, hắn còn hiến ra một chút căn nguyên huyết mạch. Một hồi nhìn trộm không thấy ấn chú khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Ở Thiên Tông, sức chiến đấu và huyết mạch của tinh hồn được xếp vào bảng xếp hạng rồi, đến cả Tô Vũ còn bị dính ấn chú. Thế mà tên này tránh được một kiếp. Cạc, đại bằng lại sải cánh, liệng ngang qua bầu trời. Triệu Bân vẫn ổn, còn tinh hồn thì bị trói chặt cứng mà cũng không chịu yên phận. Cậu ta giãy giụa kịch liệt như một con ấu trùng, lớn tiếng chửi mắng, bị Triệu công tử bịt miệng lại. Đợi khi tiến vào núi bất tử, tinh hồn mới chịu ngừng. Dãy núi này có vẻ kỳ lạ, ẩn giấu không ít càn khôn. Nhìn kìa, lại đưa một người khác tới. Bên ngoài thành Thiên Thu, vài ông già đang ngồi trò chuyện, thấy Triệu Bân quay về nên lục tục đứng dậy. Mỗi lần tên này ra ngoài đều bắt được thứ gì đó. Bắt được người nào đó đem về. Tóc trắng mắt vàng, trông như con nít. Nếu lão phu nhìn không sai thì chắc là tinh hồn xếp hạng thứ tư ở Thiên Tông. Tìm tên này lâu lắm rồi đây. Mấy ông già túm tụm lại, rì ra rì rầm, giống như người xem xiếc khỉ, đảo mắt từ trên xuống dưới. Thậm chí có vài người không thành thật còn thỉnh thoảng nhéo nhéo tay chân của tinh hồn. Đúng là một hạt giống tốt để tu luyện võ đạo. Tinh hồn nhìn trái ngó phải, bị soi mói đến mức toàn thân lạnh toát. Cậu ta rất chấn động khi thấy trong núi ẩn giấu cả một tòa thành. Nhìn xem, mấy người này toàn là truyền thừa của ma vực đúng không? Trước, tiếp, thánh tử của Thiên Tông mà lại dính dáng tới truyền thừa của ma vực. Những điều này, Thiên Tông có biết không? Tinh hồn, kiếm nam, Mộ Chiêu Tuyết và U Lan chạy tới, trông thấy cậu ta mà khẽ nhướng mày. So với họ thì Huyễn Mộng bình thản hơn nhiều. Đại trưởng lão đã dặn rồi, ông ấy mời tinh hồn tới làm khách, tiếc rằng tiểu tử này rất tinh danh, lúc nào cũng mất dấu. Thực tế chứng minh, công việc đòi hỏi kỹ thuật như bắt cóc người khác vẫn cứ phải Triệu Bân ra tay mới suôn sẻ được, ra ngoài một chuyến đã bắt được người về rồi. Còn có cả đệ tử Thiên Tông. Tinh hồn khá mờ mịt, tất nhiên cậu ta nhận ra được Kiếm Nam, Mộ Chiêu Tuyết, U Lan và Huyễn Mộng. Ba người kia đến từ đỉnh Thanh Vũ, Huyễn Mộng lại cùng khóa với cậu ta, sao có thể chơi cùng với truyền thừa của ma vực chứ? Không ai giải thích cho nỗi nghi hoặc của cậu ta.
Có phải người nhà ông không? Triệu Bân xách bầu rượu, nhìn đại trưởng lão Ma ra. Đại trưởng lão không nói gì, lão ta cùng các lão bối truyền thừa ma vực vây quanh tinh hồn xem xét. Đáng tiếc là không nhìn ra được điều gì. Thế nên, đành phải mời lão tổ xuất sơn thôi. Thương Khung đang ngủ ngon thì bị đám đông gọi dậy, ông ta vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, mặt mũi xa sầm. Nhưng khi nhìn thấy tinh hồn, đôi mắt của ông ta xẹt qua chút kinh ngạc, giơ tay xách tinh hồn lên rồi ngửi ngửi cậu ta như một con cún, ngửi tới mức tinh hồn cảm thấy cuống quýt. Lão tổ, đại trưởng lão Ma ra gọi một tiếng đầy thăm dò. Thương Khung không đáp, sau khi hít ngửi một phen, ông ta xách tinh hồn đi mất. Có kịch hay, Ma tử trầm ngâm. Nhìn thái độ của lão tổ Thương Khung là biết tinh hồn và ma vực có quan hệ không đơn giản. Chưa biết chừng nó cũng là lão tổ của nhất mạch, nếu đúng là như thế thì Thành Thiên Thu quá may mắn rồi. Người mang huyết mạch đặc thù tập trung dưới chân núi. Triệu Bân thu hồi ánh mắt, lời này vọng khắp Thành Thiên Thu. Đám đông không hiểu gì nhưng vẫn làm theo Ma tử, Phượng Vũ hai lần đều đi hết. Sắp phát báu vật à, Kiếm Nam xoa xoa tay, cười khà khà. Từ phát báu vật, Triệu Bân lôi hắn ta ra đầu tiên, chia cho một ít căn nguyên. Không khó để nhận ra thần sắc của hắn rất khé coi. Kiếm Nam trúng chiêu rồi, trong cơ thể có ấn chủ. Đêm đau tai san ăn rắn. Chuyện tốt đi thành đôi, dường như chuyện xấu cũng đi thành đôi. Mộ Chiêu Tuyết phu sướng phụ tùy, trúng chiêu nốt, U Lan an toàn, Phượng Vũ và Ma tử ở phía sau cũng an toàn. Đang làm gì thế, đám đông ngờ vực. Tìm ấn chú, Triệu Bân không giấu giếm, kể lại hết chuyện về ấn chú. Nghe vậy, ai nấy giật mình kinh hãi. Nếu như không có Triệu Bân nói ra thì cũng không ai biết đại hạ đang có biến cố lớn như vậy, rốt cuộc ai là kẻ thi chú mà ngay cả hoàng đế đại hạ cùng với trưởng giáo Thiên Tông cũng không thoát được, thậm chí còn có thêm vô số cường giả quan trọng khác của đại hạ cũng trúng chiêu. Đây là âm mưu đoạt quyền sao? Âm mưu một lần nuốt trọn cả đại hạ. Nói không chừng khi bọn họ ra ngoài lần nữa thì đại hạ đã đổi chủ rồi. Chuyện này xem ra rất trọng đại. Ai nghe xong cũng không khỏi phiền muộn. Điều khiến Triệu Bân nhẹ nhõm hơn một chút là trên cơ thể của những người thuộc ma vực không có dấu vết của chú ấn. Còn có người của Bạch gia, Tư Không gia, Mộ gia cũng đều không có chú ấn. Cũng có thể nói những người chúng chú ấn đều là người của Hoàng tộc và Thiên Tông. Có vẻ như kẻ thi chú cũng không nắm quyền kiểm soát tuyệt đối, tạm thời chỉ có Hoàng tộc cùng Thiên Tông gặp tai ương. Có thể nhìn ra là chú ấn gì không, tất cả các trưởng lão đều hỏi. Chỉ có thể phát hiện ra chừng này, Triệu Bân lấy ra đồ văn của chú ấn. Lớp người già xúm lại truyền tay nhau xem nhưng ngay cả lão tổ Bạch gia cũng lắc đầu. Triệu Bân thu lại bức họa rồi đi tìm Thương Khung. Thương Khung đã treo tinh hồn lên cây trong khi ông ta đứng dưới gốc cây khoanh tay đi qua đi lại. Tinh hồn đường đường là đệ tử mạnh thứ tư Thiên Tông nhưng cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Lúc trước tránh được một hồi tử kiếp. Không ngờ bây giờ lại dẫm phải bẫy. Ông có nhận ra chú ấn này không? Triệu Bân dừng lại rồi đưa đồ văn ra. Thương Khung chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua một cái nhưng sau đó lại giật mình quay đầu chụp lấy đồ văn, trong đôi mắt già nua lộ ra sự kinh ngạc. Ma chú ám hắc, mới nghe ông ta lẩm bẩm. Xem ra tìm ông là đúng rồi, hai mắt Triệu Bân sáng lên. Đúng là lão già đã sống 8.000 năm có khác. Sau đó hắn lại hỏi, nó có lai lịch như thế nào? Trước, tiếp, không biết, Thương Khung khẽ lắc đầu, ngày xưa ma quân đã từng bị trúng chú ấn này. Sau đó kẻ thi chú đã bị đánh thành bụi. Ông biết cách hóa giải không? Triệu Bân vội vàng hỏi. Đơn giản, Thương Khung tiện tay ném đồ văn đi rồi nói, tìm ra kẻ thi chú rồi đánh chết là được. Lớn cả rồi. Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi, Triệu Bân đen mặt lại, nếu như ta có thể tìm được kẻ thi chú thì còn tới đây tìm ông nói nhảm hay sao? Để lão phu về tra bí quyển, Thương Khung thâm trầm nói. Câu này nghe mới giống tiếng người, Triệu Bân nhấp một ngụm rượu nói. Thương Khung đã đi tra bí quyển. Trên thực tế là ông ta đang đi tĩnh tâm suy nghĩ. Làm gì có bí quyển nào có nhiều kiến thức hơn ông ta, phải biết rằng ông ta là một lão già đã sống 8.000 năm. Triệu Bân đã nhìn thấu nhưng không nói ra. Ít nhất thì Thương Khung cũng đã nhận ra chú ấn này. Nói thật, hắn chưa bao giờ nghe nói đến thứ gọi là ma chú ám hắc, nhưng chỉ cần nghe tên là đã biết đó là một loại bùa chú rất quỷ dị tà ác. Ma quân đúng là đáng sợ,
bị chúng chú ấn mà vẫn mạnh mẽ giết được kẻ thi chú chắc chắn đã chết rất buồn bực. Khốn kiếp, thả ta xuống. Tinh hồn kịch liệt giãy giụa, lại mắng chửi ầm lên. Triệu Bân định thần, chậm rãi cởi dây trói cho tinh hồn. Hai chân của tên nhóc này rất mau lẹ, mới vừa thả nó xuống là nó đã chạy biến đi mất. Triệu Bân cũng mặc kệ. Hắn nhìn thấy tinh hồn chạy đi cũng không thèm để ý. Chạy đi, ta cho ngươi chạy trối chết. Nếu như ngươi có thể chạy ra khỏi núi bất tử thì ta mang họ của ngươi luôn. Thật vậy, khi tinh hồn rời khỏi thành Thiên Thu thì liền không biết phải đi đâu. Sư bá, đây là ma chú ám hắc sao? Bên này, Triệu Bân đã thông qua phân thân ở Thiên Tông báo cho Dương Huyền Tông biết về chuyện chú ấn. Ma chú, ám hắc, Dương Huyền Tông nghe xong thì không khỏi nhíu mày. Cũng giống như Triệu Bân, ông ta cũng chưa bao giờ nghe qua loại chú ấn này. Vì chưa từng nghe qua cho nên tất nhiên cũng chẳng biết cách hóa giả ngu vi, lai dai. Trước, tiếp, Triệu Bân lên núi gọi Kiếm Nam. Không cần hắn gọi thì Kiếm Nam cũng đã tự vác xác đến, đã biết mình trúng chú ấn thì tâm tình có thể tốt mới là lạ, nói không chừng trong lúc ngủ còn có thể xuống quỷ môn quan bất cứ lúc nào. Tĩnh tâm ngưng khí. Triệu Bân nói xong liền truyền căn nguyên huyết mạch vào trong cơ thể của hắn ta. Kiếm Nam cũng phối hợp, chuyện liên quan đến tánh mạng hắn ta nào dám không để tâm. Cũng như lúc trước, căn nguyên huyết mạch của Triệu Bân đã bị vết rách chú ấn nuốt chừng. Hắn lại truyền ra luồng căn nguyên huyết mạch thứ hai rồi nhìn chằm chằm vào chú ấn. Hắn đang muốn thử dùng căn nguyên huyết mạch truy tìm kẻ thi chú. Căn nguyên huyết mạch của hắn rất khác biệt, tự mang cảm giác lực, có lẽ thật sự có thể truy tìm ra kẻ thi chú. Chỉ có điều, hắn đã thử nhiều lần nhưng cũng không truy ra được thứ gì. Vẫn là câu nói đó, đây không phải là căn nguyên huyết mạch bẩm sinh của hắn, vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp với khí lực của hắn. Cho dù có tự mang cảm giác lực thì cũng vô cùng yếu ớt, muốn tìm được kẻ thi chú bằng cách này thì khó như lên trời. Nếu như cho hắn đủ thời gian để dung hợp căn nguyên huyết mạch thì có lẽ là hắn sẽ làm được. Bởi vì khí lực của hắn càng thích ứng với căn nguyên huyết mạch thì cảm giác lực lại càng mạnh lên. Nhưng đối phương chắc chắn sẽ không cho hắn thời gian. Trong 3 ngày hắn đã vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn không có gì tiến triển. Tới ngày thứ tư hắn mới rời khỏi thành Thiên Thu để mang tinh hồn trở về. Mặt mày của tinh hồn tái mét, ngoan ngoãn để Triệu Bân dắt đi, nó đã chạy khắp nơi suốt mấy ngày mà vẫn không tìm được đường ra, vừa nhìn thấy cơ ngân thì đã ngay lập tức ôm lấy thân thiết, vẫn là ở trong thành tốt hơn. Ngươi thật sự là Triệu Bân sao? Câu này không biết tinh hồn đã hỏi bao nhiêu lần trên đường đi. Lúc trước khi nó còn ở trong thành Thiên Thu thì người trong thành đã gọi cơ ngân bằng cái tên này. Triệu Bân không nhiều lời, chỉ nhẹ gật đầu. Tinh hồn hít sâu một hơi, mặc dù nó đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không kìm được sự bàng hoàng, cái tên này quá táo bạo, Tử Y Hầu đi khắp thiên hạ tìm hắn mà hắn lại dám trà trộn vào Thiên Tông, hơn nữa lại còn trở thành thánh tử Thiên Tông. Nếu như tin tức này truyền ra đại hạ thì không biết sẽ có bao nhiêu người kinh hãi. Còn có câu chuyện cuộc đời hắn trong soát hồn đại trận nữa. Thật không biết cái tên này đã làm như thế nào mà có thể qua mặt được soát hồn đại trận. Ở đây an toàn hơn bên ngoài, Triệu Bân nhấp một ngụm rượu rồi nói. Đã nhìn ra, tinh hồn gật đầu nhìn trái nhìn phải, bên trong núi bất tử có ẩn giấu huyền cơ, bên trong thành Thiên Thu cũng tiềm tàng càn khôn, bảo địa bậc này thì ngay cả cường giả thiên võ đến đây cũng không làm gì được. Khi bọn họ trở về đỉnh núi thì thương khung đã đợi sẵn. Ngoài thương khung còn có Tư Không Kiếm Nam và Mộ Chiêu Tuyết. Tiểu Bất Phàm cũng ở đó, nó cũng là người trúng chú ấn, vì lý do này mà Đao Vô Ngân rất lo lắng, ông ta vốn đã cảm thấy rất áy náy với đứa trẻ này, nếu như Tiểu Bất Phàm có gì sơ suất, thì sau này ông ta không biết phải ăn nói với thê tử của mình như thế nào. Hửm, vừa nhìn thấy Tiểu Bất Phàm thì hai mắt của tinh hồn đã sáng lên. Kích thước của hai bên tương xứng. Trạng thái của hai bên cũng giống nhau. Đều chưa trưởng thành. Tiểu Bất Phàm cũng khá tò mò về tinh hồn. Hai bên vừa gặp đã có thể nói chuyện với nhau. Đã tìm ra được cách chưa? Triệu Bân nhìn Thương Khung hỏi. Cho ta xem căn nguyên huyết mạch của ngươi, Thương Khung nói. Triệu Bân không nhiều lời, liền đẩy căn nguyên huyết mạch lên lòng bàn tay. Thương Khung giống như một con cún ghé sát vào căn nguyên huyết mạch của Triệu Bân đánh hơi. Một lúc lâu sau mới thấy ông ta lên tiếng. Căn nguyên huyết mạch của ngươi tự mang cảm chi lực sao? Có lẽ đó là một loại đặc tính của huyết mạch này,
Triệu Bân nói. Thảo nào ngươi lại có thể nhìn thấy ma chú ám hắc, Thương Khung nói rồi không ngửi nữa. Không cần Triệu Bân nói tỉ mỉ thì ông ta cũng có thể đoán được một chút, tuy nhiên chỉ dựa vào cảm chi lực của căn nguyên huyết mạch thì cũng không thể nào nhìn ra ma chú ám hắc, còn cần phải có thiên nhãn thấu thị cùng với võ hồn tinh túy. Thật trùng hợp, Triệu Bân lại sở hữu cả ba. Có thể dùng căn nguyên huyết mạch truy ra kẻ thi chú, Thương Khung nói ra phương pháp, ma chú ám hắc được chia thành chủ chú và phụ chú. Chủ chú ở trong cơ thể kẻ thi chú, phụ chú ở trong cơ thể người bị yểm chú, kẻ thi chú thông qua chú ấn hấp thụ căn nguyên huyết mạch, chỉ cần tìm được ngọn nguồn hấp thụ căn nguyên huyết mạch thì ngươi có thể tìm được kẻ thi chú. Căn nguyên huyết mạch của ngươi tự mang cảm chi lực, e rằng cũng chỉ có ngươi tìm được. Triệu Bân âm thầm lắc đầu. Nếu như có thể truy ra thì ta cũng không phiền đến như vậy. Vậy thì cũng không còn cách nào. Ngày xưa làm sao ma quân tìm được kẻ thi chú? Trước. Tiếp, ma quân là cường giả vượt qua cảnh giới thiên võ, có rất nhiều cách để tìm được kẻ thi chú, Thương Khung nói, ngươi không thể tìm được kẻ thi chú bằng cách của ngài ấy nếu như ngươi không ở đẳng cấp đó. Có cách nào để phá bỏ chú ấn mà không cần tìm ra kẻ thi chú không? Gần như là không thể, Thương Khung lắc đầu khoanh tay nói, phụ chú được khắc sâu bên trong căn cơ của người bị yểm chú, nếu như ngươi hấp tấp động tới nó thì nhẹ nhất là làm tổn hại căn cơ. Nặng hơn thì còn có thể khiến cho người đó bỏ mạng. Hơn nữa chú ấn này ẩn quá sâu, ngay cả ngươi cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút, ngươi nên hiểu được nếu như phá hủy nó không đúng cách thì sẽ gây nên hậu quả gì. Nếu không giải được chú ấn này thì sẽ có hậu quả gì, Đao Vô Ngân ngập ngừng hỏi. Nếu như kẻ thi chú muốn thì hoàn toàn có thể hút những người bị trúng chú ấn thành thây khô, Thương Khung chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra thì sắc mặt của Đao Vô Ngân đã trắng bệch. Ngươi không cần quá bi quan, Thương Khung lại nói, cục diện này mặc dù không dễ phá nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Yểm nhiều chú ấn như vậy thì kẻ thi chú cũng phải chịu khổ sở, hấp thụ một loại căn nguyên huyết mạch thì không có vấn đề gì nhưng nếu như hấp thụ quá nhiều loại căn nguyên huyết mạch thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề xung đột huyết mạch, làm không tốt còn có thể bị tẩu hỏa nhập ma, tất nhiên cũng có thể bỏ mạng. Đã là chú ấn tà ác thì tất nhiên sẽ mang theo nguy hiểm trùng trùng. Nguy hiểm đó không chỉ đối với người chúng chú mà còn đối với kẻ thi chú. Lời giải thích của Thương Khung rất dễ hiểu. Cho dù có ăn được nhiều đến đâu thì cũng phải có khả năng tiêu hóa mới được. Đã không tiêu hóa được mà còn muốn ăn nhiều thì tất nhiên phải chịu khổ sở. Đao Vô Ngân im lặng đến đáng sợ. Triệu Bân cũng trầm mặc không nói. Đạo lý bên trong thì ai cũng có thể hiểu nhưng nếu như chú ấn không được giải thì mạng của người chúng chú sẽ mãi mãi nằm trong tay của kẻ thi chú. Nếu như kẻ thi chú mạnh lên và bắt đầu ra tay thì sẽ có rất nhiều người chịu tai ương. Làm sao để tăng tốc độ dung hợp căn nguyên huyết mạch, Triệu Bân hỏi Thương Khung. Ngươi thông minh tài trí như vậy mà còn đi hỏi vấn đề này sao, Thương Khung vặn vẹo cổ nói. Triệu Bân ho khan một tiếng, câu hỏi này đúng thật có chút ngu ngốc. Quá trình dung hợp căn nguyên huyết mạch cần thời gian rất dài để thích ứng hoàn toàn với khí lực. Hơn nữa cho dù có dung hợp hoàn toàn thì sức mạnh cũng có sự chênh lệch không nhỏ với căn nguyên huyết mạch bẩm sinh. Dù sao thì hắn cũng nhận được căn nguyên huyết mạch này quá trễ. Có một loại hoa tên là hoa huyết linh bảy màu, có chút tác dụng đối với việc dung hợp căn nguyên, Thương Khung vuốt râu nói với vẻ mặt âm trầm, nhưng loại hoa này không dễ tìm, ở thời đại này hầu hết đều đã tuyệt tích. Ma điện có hoa huyết linh bảy màu, đại trưởng lão Ma ra xen vào. Thương Khung liếc mắt nhìn đại trưởng lâu. Cái tên nhóc khiến kiếp này, lão phu đang ra về thần bé mà người lại dám nhảy vào và mặt. Tìm được ma điện còn khá hơn tìm mẻ vàng, tam trường lão Ma Sơn cười gượng nói. Lời này không có ai phản bác. Đã tìm bao lâu mà cũng chưa tìm được ma điện. Ngoài ra còn có ma quật cũng ẩn rất sâu. Sự nghiệp thống nhất năm dòng truyền thừa vẫn còn chưa tìm được hai dòng cuối cùng, đúng là đáng xấu hổ. Triệu Bân thầm thở dài rồi lẳng lặng xuống núi. Trước khi đi hắn còn lôi theo kiếm nam, hắn vẫn phải xem xét chú ấn tiếp. Do ta quá đẹp trai nên bị kẻ khác ghen ghét. Kiếm nam không ngừng thở dài, không biết là kẻ đáng chết nào đố kỵ với nhan sắc của hắn ta mà lại yểm chú ấn ghê tởm này lên người hắn ta, nếu như hắn ta chết đi thì thê tử của hắn ta chẳng phải sẽ rất thương tâm sao. Triệu Bân quay đầu liếc nhìn kiếm nam từ trên xuống dưới, rất muốn ném hắn ta vào hố phân. Cứ yên tâm lên đường đi. Thê tử của ngươi để đó ta chăm sóc. Chạy đi đâu? Ở bên kia, Thương Khung đang quát lớn.
tinh hồn muốn chuồn đi lần nữa nhưng đã bị Thương Khung bắt lấy. Có không ít trưởng lão đi theo, bọn họ rất muốn biết tinh hồn có quan hệ gì với ma vực. Chắc chắn phải có quan hệ gì đó. Thương Khung rất chắc chắn về điểm này. Điều khiến cho ông ta khó hiểu chính là vì sao tinh hồn lại có trạng thái như vậy, chẳng lẽ là do huyết mạch của nó có vấn đề? Ông ta đã nghiên cứu suốt nửa tháng. Nhưng sau khi nghiên cứu một thời gian dài thì ông ta cũng không phát hiện ra nguyên nhân gì. Triệu Bân ở bên kia cũng giống như vậy, hao tổn rất nhiều căn nguyên huyết mạch cũng không thể truy ra kẻ thi chú. Nhưng vẫn có tin tức tốt đến. Tin tốt chính là bọn họ đã tìm ra ma điện. Chính xác mà nói thì chính ma điện đã tìm tới bọn họ thông qua mạng lưới tình báo của ma cung với mục đích cầu cứu. Không sai, đó chính là một lời cầu cứu. Đều là truyền thừa của ma vực, chẳng lẽ ma cung lại thấy chết không cứu? Tìm các ngươi thật lâu. Ma cung nhận được tin đồng nghĩa với việc Thành Thiên Thu cũng nhận được tin. Trưởng lão của ba mạch vô cùng phấn khích, thường ngày hay nội chiến nhưng đến thời điểm quan trọng thì vẫn phải đoàn kết với nhau. Đi thôi. Tối đó, cả đoàn người ngựa cùng rời khỏi núi Bất Tử. Thế trận không nhỏ, tất cả các cao thủ đứng đầu của Thành Thiên Thu đều ra quân. Ngoài Triệu Bân, Ma Tử và Thương Khung ra thì tất cả đều là cảnh giới chuẩn thiên, họ còn mang theo vũ khí chiến tranh, loại vũ khí gây nổ này có thể tạo ra sức tàn phá cực mạnh. Đây là tác phong trước giờ của bọn họ, một là không đánh, một khi đánh thì sức chiến đấu phải đè bẹp hoàn toàn đối thủ. Có biết thế lực phương nào đang tấn công Ma Điện không? Lão tổ Mộ gia hội trưởng là Ma gia, trong thư không nhắc đến, đại trường lập nhún vai. Chắc không phải là Nhật Quốc đấy chứ, Triệu Bân khoanh tay hỏi. Đó cũng là điều mà mọi người thắc mắc. Sao huyệt của Ma Điện ở Đông Hải, Nhật Quốc cũng ở Đông Hải. Hai thế lực này đụng nhau mà không gây ra động tĩnh mới lạ. Không nói đến Nhật Quốc thì thôi, nhắc đến mấy chữ này thì các cao thủ Thành Thiên Thu lại càng thấy phấn khích hơn. Nếu như thật sự là Nhật Quốc đang tấn công Ma Điện, bọn họ cũng không ngại úp sọt luôn một mẻ lớn trong chuyến này. Đông Hải nằm ở phía đông của Đại Hạ. Một vùng biển rộng mênh mông vô tận. Cũng giống như Nam Vực, Đông Hải có rất nhiều đảo nhỏ, chứa đựng nhiều truyền thừa cổ xưa. Ma Điện và Nhật Quốc là một trong số đó. Đặc biệt là Nhật Quốc, đám này rất không chịu an phận, dăm bữa nửa tháng lại chạy đến biên cương của Đại Hạ kiếm chuyện, gây ra không ít tội ác. Trong lịch sử, Đại Hạ đã từng phái quân Ngự Long và quân Xích Diễm chinh phạt nhưng ngặt nỗi Đông Hải quá rộng lớn, số lượng đảo quá nhiều nên không tìm thấy Nhật Quốc. Dưới ánh trăng, một chiến thuyền băng băng trên Đông Hải. Hiển nhiên đây là thuyền của đám người Triệu Bân, phải nói là một đường phong trần mệt mỏi. Hoa huyết linh bảy màu. Triệu Bân lẩm bẩm suốt dọc đường. Đại trưởng lão đã nói, Ma Điện có hoa huyết linh bảy màu, hy vọng là vẫn còn. Mặc dù nó không có tác dụng nhiều đối với việc dung hợp căn nguyên nhưng có vẫn tốt hơn không? Cuối cùng cũng có thể đánh trận lớn rồi. Ma Tử đứng bên cạnh xoa tay hầm hè, hai mắt sáng long lanh. Hung hổ trong người hắn ta cũng bị chủ nhân ảnh hưởng, tràn ngập ý chí chiến đấu. Nó hấp thụ thú nguyên nên kích thước đã tăng trưởng khổng lồ như ngọn núi. Mặc dù thực lực vẫn còn kém xa trạng thái đỉnh cao nhưng năng lượng cũng bàng bạc. Triệu Bân đã xem xét thử, biết với sức mạnh hiện tại của hung hổ có thể giúp Ma Tử triển khai hung hổ hóa. Ma Tử vượt đường xa đến đây là để rèn luyện. Từ khi có được thái thượng hung hổ, hắn ta chưa từng dùng hung hổ hóa, lần này vừa đúng lúc. Sao có thể không đem ra luyện được? Kiếm thời gian rảnh, chúng ta cùng luyện. Ma Tử tối nay hào khí ngút trời. Cũng có thể là do sức mạnh của hung hổ đã cho hắn ta sự tự tin tuyệt đối. Đừng có chơi dại. Triệu Bân nhấp một ngụm rượu, dáng vẻ rất oai phong. Đương nhiên, có vẻ như hắn cũng có tư cách nói câu đó. Để đánh nhau với Ma Tử trong trạng thái hung hổ hóa, hắn chẳng cần phải dùng đến kỳ lân hóa. Huyết mạch nghịch thiên mà hắn có được không phải trò đùa, nếu thật sự phải đánh tay đôi thì hắn có thể đánh hắn ta thành đống thịt nhão ngay. Mặt Ma Tử hơi tối lại. Tối thì tối nhưng hắn ta không thể không phục, theo sau đó là tiếng suýt xoa, tặc lưỡi và cảm thán. Nhớ năm xưa hắn ta và Triệu Bân cũng coi như là ngang tài ngang sức. Từ khi kết đồng minh, ai kia cứ như gặp thời, lên như diều gặp gió. Hắn ta có dốc hết sức theo cũng không theo kịp. Người cùng thời với hắn mà gặp hắn thì đều phải ngược. Biết tìm chỗ thật đấy. Ở cách đó không xa, trưởng lão của ba mạch tụm lại, vây quanh xem tới xem lui bản đồ.
Nếu không nhờ Ma Điện chi viện, đúng là không dễ tìm, vùng biển này rộng đến vậy, lại có nhiều đảo đến thế, nếu tìm từng đảo một thì biết đến năm nào tháng nào. Thương Khung cũng rất cầu tiến. Lúc ông ta đến có mang đến một chồng bí văn, lúc này ông ta đang vùi đầu đọc sách, thỉnh thoảng còn ngước mắt lên nhìn Triệu công tử một cái. Ông ta đang tra cứu thông tin huyết mạch của Triệu Bân, với lý do hay ho này, ông ta còn lấy được một ít máu của người nào đó. Phải nói đấy thật sự là một loại huyết mạch kỳ lạ. Chỉ có 2-3 giọt máu thôi mà chứa đựng rất nhiều tinh nguyên. Xoạt xoạt, Đông Hải dưới ánh trăng vô cùng đẹp. Rất nhiều thuyền thương gia nối đuôi nhau phóng nhanh qua. Ngoài ra còn có những người hoạt động về đêm, kết bè kết phái, hơn nữa còn đằng đằng sát khí, một cái tên được dành riêng để gọi bọn họ là hải tặc, chuyên giết người cướp của. Trên đường đi, bọn Triệu Bân đã gặp mấy tốp. Không khó để dự đoán kết cục. Hải tặc cướp bóc quanh năm cũng có lúc bị cướp. Người như họ cướp còn sạch hơn cả hải tặc, nếu không phải vì chẳng có thời gian thì họ nhất định sẽ tìm cho ra sào huyệt của đối phương, mới đến tận gốc, xem như là thay trời hành đạo. Không biết đến lúc nào, các cao thủ đã tụ tập lại hết trên mũi thuyền. Tận sâu dưới biển có mùi máu tanh sộc lên, mặt biển cuồn cuộn đã bị nhuốm đỏ, nghe kỹ thì dường như còn có thể nghe thấy tiếng nổ và la hét chém giết, không cần phải hỏi cũng biết là đằng đó đang có đánh nhau quyết liệt. Tăng tốc lên, đại trưởng lão Ma ra hét lớn. Cần gì ông ta phải nói, các trưởng lão cầm lái cũng đã xắn tay áo. Đúng là Nhật Quốc thật rồi. Đại trưởng lão Ma Sơn cầm kính viễn vọng, cố trông về phương xa. Khi tiến lại đủ gần, dường như ông ta có thể nhìn thấy rất nhiều chiến thuyền đậu trước một hòn đảo, cũng có thể nhìn thấy được cờ treo trên chiến thuyền đang phần phật trong gió, tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhận ra biểu tượng trên lá cờ. Chính vì nhận ra nên các cao thủ mới đồng loạt lấy đầu nghề ra. Trận thế không nhỏ đâu. Triệu Bân cũng đang quan sát, hắn quan sát bầu trời trên đảo, bầu trời đen kịt, đầy những ghế ngồi bay. Để cướp được Ma Điện, trời mới biết Nhật Quốc đã phái bao nhiêu cao thủ đến, Ma Điện không ngốc, còn biết tìm quân chi viện, nếu như không có chi viện thì nhất định bọn họ sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Cảnh tượng thật quen thuộc. Lão Tổ Bạch ra vuốt râu, nói với vẻ buồn bã. Ngày xưa nhà họ Bạch của ông ta cũng bị bao vây tấn công như vậy, và cũng liều chết cứu viện. Số họ chưa tận nên gặp được quý nhân như Triệu Bân. Vận may của Ma Điện lúc này cũng không tồi, có quân của ba nhánh đang đánh đến. Vèo. Triệu Bân để lại một phân thân rồi dẫn đầu xuống thuyền trước. Hắn khoác áo choàng đen, âm thầm lẻn vào trong. Chi viện thì chi viện nhưng cũng phải vào trong đảo xem tình hình trước đã. Nếu Nhật Quốc chỉ điều một chi đội đến thì có thể đánh trực diện, nhưng ngộ nhỡ trong đảo còn có cao thủ của những thế lực khác thì không thể đánh trực diện được, dù sao thì đấy cũng không phải là địa bàn của bọn họ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn nhẹ nhàng lên vào trong như một bóng ma và tình hình trên đảo thật sự còn phức tạp hơn những gì trong tương lượng của hắn. Ngoài cao thủ của Nhật Quốc ra còn có cao thủ của thế lực khác nữa. Kẻ thì cu cua han, thì tóc của hắn, tộc. Cũng kỳ lạ thật, cứ trận nào lớn thì nhất định sẽ có bóng dáng của thi tộc, cũng không biết là thi tộc mời Nhật Quốc hay là Nhật Quốc mời thi tộc nữa, nhưng hễ hai bên mà chung đụng với nhau thì chắc chắn là không có chuyện gì tốt lành cả. Cục diện phía Ma Điện cũng khá lúng túng. Có thể thấy thấp thoáng tận sâu trong núi là một ngôi thành cổ. Bên ngoài thành cổ được bao phủ bởi một tầng kết giới của pháp trận thủ hộ. Mặc dù nó rất mạnh và kiên cố nhưng lại không chống đỡ nổi sự oanh tạc điên cuồng của thi tộc và Nhật Quốc. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, tối nay kết giới sẽ bị nổ tan, đến khi hai bên đổ vào thành, Ma Điện nhất định sẽ bị san bằng thành bình địa. Cũng may thế trận của Nhật Quốc và thi tộc không mạnh lắm. Nói đối phương không mạnh lắm là vì cảnh giới chuẩn thiên của hai bên không nhiều như dự đoán. So với lực lượng vây đánh nhà họ Bạch ngày đó thì bọn họ vẫn còn kém xa. Vậy thì có thể bắt đầu chiến được rồi, cho một tốp qua đánh lén thì ít nhất cũng có thể tiêu diệt được một nửa, cộng thêm cao thủ của Ma Điện trong thành. Có thể đánh, vào trong đi. Triệu Bân truyền tin cho mọi người qua phân thân. Đáp lại hắn là tiếng gầm của hổ. Ma tử đã dùng hung hổ hóa. Tiếp đó, tiếng nổ liên tục vang lên. Triệu Bân quay lại nhìn thông qua phân thân rồi nhướng mày. Hắn có phản ứng như thế là vì có rất nhiều tòa kỵ bay đến từ bốn phía quanh chiến thuyền của bọn họ, trên mỗi tòa kỵ đều có một cao thủ đang đứng. Ngoài ra còn có rất nhiều chiến thuyền xuất hiện trên biển, là thi tộc và cả Nhật Quốc,
bọn họ cũng đang nhằm vào các cao thủ thành Thiên Thu, sóng biển bỗng vỗ mạnh ầm ầm. Đã đánh giá thấp các ngươi rồi, Triệu Bân lẩm bẩm. Hiển nhiên, Nhật Quốc và Thi Tộc đã có phòng bị từ sớm, bố trí trước thiên la địa võng trên biển từ lâu, chỉ đợi cứu binh xa lưới. Vậy mà trước đó quân chi viện lại không hề phát hiện ra, chưa kịp cứu viện ma điện là chân đã nhảy xuống hố rồi. Nếu không phải hắn đi thăm dò trước thì chắc hắn cũng sẽ tưởng đâu ma điện thông đồng sẵn với đám người kia, gài bẫy người của mình nữa. Không đỡ nổi. Triệu Bân không nhìn nữa, biến mất trong bóng tối. Lúc xuất hiện trở lại thì hắn đã ở trong rừng, biến ra rất nhiều phân thân, lấy ra rất nhiều xe nỏ. Mục tiêu phải bắn đầu tiên là Thi Tộc, vì bọn họ đều có con rối bằng xác chết, giết một tương đương diệt ba. Ầm, bùm. Tận sâu dưới Đông Hải, một tiếng nổ rền vang. Phóng mắt ra là thấy ngay cảnh đánh tập thể quy mô lớn. Các cao thủ thành Thiên Thu đánh nhau quyết liệt với Nhật Quốc. Trong đó, có một nhân vật hăng hái nhất là Ma Tử. Hắn ta triển khai hung hổ hóa thật sự rất bá đạo, lao nhanh trên mặt biển, liên tục lật đổ chiến thuyền của Nhật Quốc, các cao thủ trên không cũng nối đuôi nhau rơi xuống, cả người và tọa kỵ đều té ngã. Thái thượng hung hổ vẫn còn sống sao? Đối phương ai cũng thốt lên kinh ngạc. Nếu lời đồn không sai, lúc ở Di Chỉ Ma Vực, Ma Khôi và hung hổ đã bị Cơ Ngân tiêu diệt rồi, vậy hung hổ này từ đâu ra? Còn vật chủ của nó, là thánh tử của ma ra sao? Không ai cho họ được đáp án, cũng không kẻ nào có thời gian trả lời. Ma Tử bùng nổ thần uy, các cao thủ thành Thiên Thu cũng không phải dạng vừa, đặc biệt là lão tổ Bạch Gia, nội công vô cùng thâm hậu. Nếu không phải là cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao, chẳng ai không chịu nổi một chưởng của ông ta, mà dù cho là cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao thì cũng hiếm có người là đối thủ của ông lão này, ông ta không chỉ có cấp bậc cao mà sức chiến đấu cũng rất đáng sợ. Ba ca. Đối phương lại dùng tiếng chim rồi, nhiều cao thủ dâng lên hơn. Hình như từ đó có ma lực, người ta nghe xong không chỉ có thêm tinh thần mà còn hừng hực nộ khí. Các cao thủ thành Thiên Thu là minh chứng rất tốt, rõ ràng bị đánh hội đồng nhưng lại bộc phát khí thế vô cùng, sát khí đằng đằng, ý chí chiến đấu ngút trời. Đối thủ có quá nhiều cường giả, nhưng cao thủ cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao lại không được bao nhiêu. Sau một hồi xung phong liều chết, quân lính tan rã. Là do bọn họ đã đánh giá thấp lực lượng của đám quân chi viện, không ngờ lại có nhiều cảnh giới chuẩn thiên đến thế, có ma gia, ma sơn, rồi còn có thêm cả ma cung. Thế này là ý gì? Là ba nhánh đã hợp nhất rồi sao? Hay là để chi viện cho ma điện, ba nhánh này đã tạm thời liên minh với nhau? Giết! Bất kể là ai cũng đừng mong đến chuyện sống sót trở ra. Người dẫn đầu của Nhật Quốc lấy bùa truyền tin ra, kêu gọi thêm cao thủ. Lên! Các cao thủ của thành Thiên Thu hét lớn, dường như họ không sợ điều chi. Chủ yếu là vì ấm ức, họ từ một nơi xa xôi chạy đến Đông Hải nhưng vừa đặt chân xuống đã bị mắc bẫy, hơn nữa, đối phương còn là Nhật Quốc. Thế thì bọn họ không ngại gây nên sóng gió lớn ở Đông Hải. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt, máu bắn khắp nơi. Mặt biển cuồn cuộn bị nhuốm đỏ máu. Ầm, uỳnh. Trên biển ồn ào thì trên đảo càng náo nhiệt hơn. Có nhiều ngọn núi sừng sững xung quanh thành cổ ma điện, trên mỗi đỉnh núi có đặt hai chiếc xe nỏ, chúng đang bắn vào kết giới bảo vệ rất quyết liệt, còn các tòa kỵ trên không trung thì liên tục đảo quanh, đao quang kiếm ảnh, bí thuật huyền pháp ùn ùn kéo tới. Mục đích chỉ có một, là bắn thủng kết giới. Có lẽ vì Nhật Quốc và Thi Tộc đang mải tập trung về phía ma điện nên không ai chú ý đến Triệu Bân và càng không biết bên trong rừng cây tối đen đã bố trí rất nhiều xe nỏ, trước mỗi chiếc xe đều có phân thân của Triệu Bân. Chờ bắn nỏ. Còn bản thân Triệu Bân thì lại lên đến ngọn núi mà các cao thủ Thi Tộc đang tụ tập. Vào thời khắc quan trọng, phân thân và bản thể phối hợp với nhau, cường nở một khi bắn pha điện cường bản thể sẽ đi thu chiến lợi phẩm một đường giết qua là có thể tiền đi một nửa Thi Tộc đến quỷ môn quan nghe theo hiệu lệnh của tai bắn. Đến thời điểm đã định, một phân thân của Triệu Bân phất cây cờ nhỏ lên rồi hạ mạnh xuống, tiếng nổ lập tức vang lên không ngừng. Cường nỏ nối đuôi nhau vút qua vù vù trên bầu trời tăm tối giống như mưa ánh sáng. Hả? Các cao thủ của Thi Tộc vẫn đang mải mê công phá kết giới đột ngột quay lại. Đập vào mắt họ là cảnh cường nỏ dập trời. Chuyện này, các cao thủ Thi Tộc trợn tròn hai mắt, trong mắt cũng co lại. Bọn họ biết rất rõ vũ khí chiến tranh đáng sợ đến mức nào, ai mà trúng đòn thì chỉ có thảm. Rút! Rút mau! Tiếng la hét đột ngột vang lên. Vọng khắp núi.
nhưng đáng tiếc, giờ đã quá muộn, cường nỏ rơi xuống như mưa bão với khả năng đâm thủng cực mạnh, rất nhiều người bị đâm chết, dù cho không chết thì cũng không sao, trong cường nỏ có lượng lớn bùa nổ, nếu bùa nổ vẫn không thể nổ chết được thì vẫn còn kim độc, dù sao đi nữa thì cũng có một loại hợp với bọn họ. Nếu bị chúng đòn nặng mà vẫn không chết, còn lại sẽ giao cho Triệu Bân. Ầm ầm ầm, một ngọn núi đang yên ổn bỗng bị nổ tan tành. Trong cảnh đất đá văng tung tóe, chỉ có quỷ mới biết được có bao nhiêu người bị nổ tung, máu tươi phun đầy trời, thịt nát rơi đầy đất, những kẻ khống chế đều bỏ mạng cho nên đám thi khôi cũng ầm ầm ngã xuống, đấu pháp của Triệu công tử hoàn toàn không có sơ hở. Nói đến Triệu công tử, hắn đã dương cung cài tên giết tới, không nhiều lời vô nghĩa lại rút kiếm ra cắm thẳng xuống mặt đất. Phân thân bên ngoài đã tập trung năng lượng đủ cho hắn thi triển siêu cấp thiên lôi trận, mặt đất nứt ra phóng lên từng luồng lôi điện, bất cứ kẻ nào đứng trong phạm vi công phạt đều chịu tai ương. Phụt, phụt, thi tộc rơi vào thảm cảnh, rất nhiều kẻ bị thiên lôi trận chém thành từng mảnh. Đó là một cảnh tượng đẫm máu, xương máu quay cuồng trên bầu trời, không chỉ thi tộc không phản ứng kịp mà ngay cả đám cường giả Nhật Quốc cũng sững sờ, đợi khi bọn chúng phản ứng lại thì thi tộc đã thương vong thảm trọng. Trước đó bọn chúng đã bị cuồng oanh loạn tạc, sau đó còn chúng đại chiêu quần công, những kẻ có thể đứng được đã chẳng còn lại bao nhiêu. Viện quân, cường giả ma điện ở trên đường thành thấy vậy thì đều lấy kính viễn vọng ra quan sát. Tuy nhiên khoảng cách quá xa, xương máu cũng quá nồng đậm khiến cho bọn họ không thể nhìn thấy được rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người khoác hắc bào như một sát thần cầm theo thanh kiếm đẫm máu đang đoạt mạng của đám thi tộc, bất cứ nơi nào hắn đi qua đều có kẻ sẽ ngã xuống. Đây hoàn toàn không phải là đại chiến mà là đơn phương tàn sát. 3K. Kèm theo những tiếng quát tháo, bốn phương tám người đều có bóng người tràn đến chém giết, đây là thế lực thứ hai muốn nuốt trọn ma điện, đã nhún chân vào vũng bùn này rồi thì cũng phải trả giá đắt. Phụt. Triệu Bân xông đến nhanh như chớp, lại chém đầu một cường giả thi tộc khác. Xong việc hắn lại phi thân về phía sau, trong nháy mắt đã không thấy thân ảnh đâu, chính vì hắn đã thi triển thuật triệu hoán ngược. Đợi cường giả Nhật Quốc giết tới thì đã không còn thấy hắn đâu nữa. Trận này đánh rất hay, cường giả thi tộc xem như đã không còn sức tham chiến, giảm bớt áp lực cho ma điện. Lập được công lao lớn tầm này thì ma điện cũng phải mang hoa huyết linh bảy màu đưa cho hắn, làm thành canh uống thì hương vị chắc chắn không tồi. Hắn đã độn thổ ra khỏi hang động u ám. Đám cường giả Nhật Quốc đang phẫn nộ chia quân ra khắp núi rừng điều tra. Trên không trung có rất nhiều thú cưỡi đang bay lượn. Con nào cũng đang gầm giống. Chờ ta uống chút thấm giọng cái đã. Triệu Bân nhấp một ngụm rượu, thông qua phân thân quan sát tất cả, cường giả Thành Thiên Thu và cường giả Nhật Quốc đang chiến đấu hết sức kịch liệt, trời đã về đêm, những ánh lửa tạc ra sáng rực lạ thường. Trong những ánh sáng rực rỡ đó còn nhiễm màu đỏ của máu tươi. Cũng may đội hình cường giả Thành Thiên Thu không nhỏ, trong một thời gian không thể chết được. Triệu Bân không nhìn nữa mà nhảy ra khỏi sơn động. Từ phía chính diện có một tia sáng màu đen phóng tới, chính xác mà nói thì đó là một mũi tên đen không biết do kẻ nào bắn ra mà có lực sát thương rất mạnh, ma sát khiến cho không khí cũng tạc ra ánh lửa. Có thể tạo nên uy thế như thế thì kẻ bắn tên chắc chắn phải là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong. Keng! Triệu Bân vung kiếm chém bay mũi tên. Trong nháy mắt hắn cũng phi thân ra phía sau. Hắn vừa phi thân ra phía sau thì ở vị trí hắn đứng trước đó đã có một luồng kiếm quang màu đen từ trên trời chém xuống khiến cho mặt đất bị khoét ra một rãnh lớn. Chuyện còn chưa kết thúc, hắn còn chưa kịp định thần thì đã thấy một tia sáng màu đen khác phóng về phía mình. Dường như đó là một ấn ký tạo thành xiềng xích lóe ra u quang kỳ lạ khiến cho tinh thần của hắn đau đớn tột cùng. Hiển nhiên đó là một loại bí pháp chuyên đánh vào tinh thần và võ hồn. Hắn từng bước định thân. Tung ra một trường hóa diệt xiềng xích. Lúc này, hắn mới nhìn thấy kẻ ra tay lạc trong bóng tối phía trước có một người đàn ông trung niên áo tím bước ra tay cầm một cây cung lớn màu đen, không cần nói cùng biết đây chính là kẻ đã bắn ra mũi tên lúc này. Hai kẻ còn lại cùng lần lượt xuất hiện một lão già một mắt cùng với một gà vạm về một bên cầm huyết kiếm một bên cầm kim đạo, cả hai đều là cường giả chuẩn thiên định phong và đều mang quốc gỗ, bạn chúng từng bước tiến lên ép Triệu Bân vào vách đá. Trước. Tiếp. Vẫn còn chó ở đó sao? Triệu Bân thầm nghĩ, không nhìn ba kẻ kia mà lại liếc mắt nhìn về một hướng cách đó không xa. Trong bóng tối vẫn còn có kẻ thứ tư đang ẩn thân, nếu như hắn đoán không sai thì đó là một cường giả có cảm chi lực rất mạnh, một loại thiên phú cực kỳ độc đáo,
nếu không thì kẻ đó cũng không thể tìm được chỗ mà hắn ẩn thân chỉ trong thời gian ngắn. Là do hắn đã xem nhẹ đối phương, đúng là nhân tài đông đúc, ngọa hổ tàng long. Ngươi là người của thế lực nào? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Lời nói vừa dứt thì đầu của người đàn ông trung niên đã lăn xuống đất như một quả dưa hấu. Thuấn thân tuyệt sát, một kiếm nhanh gọn. Đây chính là câu trả lời, nếu như đối phương còn không biết hắn là người của thế lực nào thì cũng có thể yên tâm lên đường. Người đàn ông trung niên chết trong buồn bực, đến tận lúc đầu lìa khỏi xác vẫn không hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Tốt xấu gì thì cũng nên nói chuyện chứ sao lại động cái là chém bay đầu người ta thế. Ngươi, Cơ Ngân. Lão già một mắt cùng gã vạm vỡ liền biến sắc, đột ngột lùi về phía sau, ngoài Thánh Tử Thiên Tông thì làm gì còn ai có thể thi triển thuấn thân tuyệt sát. Chính vì không ngờ tới cho nên bọn chúng mới trở tay không kịp. Chuyện này bọn chúng không ngờ tới mà cũng không hiểu nổi. Thánh Tử Thiên Tông lại đi chạy đến Đông Hải cứu viện Ma Điện, đây là tình huống gì chứ? Phải biết rằng Cơ Ngân là kẻ thù của Ma Điện, Thánh Tử Ma Điện đã chết ở trong tay của Cơ Ngân. Keng! Trong lúc hai người còn đang kinh hãi thì Triệu Bân đã nhanh như chớp xuất kiếm thi triển Lôi Phong Quyết đâm thẳng về phía gã vạm vỡ. Gã vạm vỡ liều mạng vũ động kim đao chống đỡ. Tuy nhiên, ngay lúc gã vạm vỡ chú ý quan sát Triệu Bân thì đã trúng phải ảo thuật thiên nhãn của hắn. Mặc dù chỉ trong chớp mắt nhưng cũng đã đủ để gã vạm vỡ mất mạng. Một kiếm của Triệu Bân đã đâm tới, tránh khỏi kim đao của đối phương rồi đâm thẳng vào ấn đường của hắn ta khiến cho máu tươi phun ra chói mắt. Tuyệt sát. Vẫn là một kiếm tuyệt sát. Đánh trận với Triệu công tử, bất cứ thời khắc lơ đánh nào cũng có thể là vạn kiếp bất phục. Ba ca. Lão già một mắt chân nguyên ảo ạt, chém một nhát kiếm cách khoảng không, cũng chẳng biết là giận dữ hay sợ hãi, tiếng hét này có đôi phần run rẩy. Triệu Bân chẳng buồn nhìn, nghiêng người né được, còn tiện tay tóm lấy cổ tay của lão già một mắt, nhẹ nhàng quơ lão ta lên, bịch một tiếng nện xuống nền đất. Trước. Tiếp. Với sức mạnh đạt đỉnh địa tạng của hắn hiện giờ, dù là cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên hứng chịu cũng sẽ thương gân động cốt. Lão già một mắt chính là ví dụ tốt nhất, chân nguyên hộ thể vững chắc vỡ tan tành trong nháy mắt, xương cốt già nua trong cơ thể cũng kêu lên răng rắc, lão ta phun một búng máu cao hơn hai trượng. Bao nhiêu năm rồi chưa được đau đớn đến vậy? Đi nào! Triệu Bân nhún gối, quăng lão già một mắt văng lên trời. Sau đó... hắn còn dùng Chu Tiên Quyết đuổi theo và chém lão ta. Lão già một mắt chưa kịp tiếp đất, cũng chưa kịp khôi phục sự tỉnh táo đã bị Chu Tiên Quyết chém chết tươi. Vòng cung màu đỏ rực kia cực kỳ chói mắt dưới ánh trăng. Hai kẻ phía trước chết rất buồn bực, kẻ này chết cũng không vui vẻ gì. Đường đường là cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên, căn cơ hùng hậu, đối diện với một tiểu bối địa tạng mà đến quân át chủ bài còn chưa kịp dùng đã bị tiễn lên đường xuống Hoàng Tuyền rồi. Tiền bối. Vội vàng đi đâu thế? Sau khi tiêu diệt lão già một mắt, Triệu Bân lao vào khu rừng tối tăm, nhanh như cắt. Giết được ba người, còn một người nữa. Cũng chính là võ tu loại cảm nhận rất cao siêu kia. Có kẻ này nhìn chằm chằm, hắn trốn đâu cũng không được, phải tiêu diệt thôi. Đợi khi đuổi theo vào rừng, hắn mới nhìn rõ bóng dáng người đó, là một lão già lùn tịt, đầu cực kỳ to, trông như con quỷ đầu to ấy, toàn thân trùm kín áo đen như một bóng ma. Đi lại giữa bóng tối mà chân tay vẫn cực kỳ nhanh nhẹn. Soạt, lão già lùn sủn chạy trốn, chẳng buồn quay đầu lại. Trời đất chứng giám, trước đó lão ta muốn lao ra trợ chiến đấy, nhưng vẫn chưa ra khỏi khu rừng thì ba đồng đội đã bị tiêu diệt rồi. Tốc độ bị hạ gục quá nhanh khiến lão ta không kịp trở tay, thế thì còn đánh đấm gì nữa, chạy thôi. Xét về cảm nhận, lão ta có thiên phú rất độc đáo. Nhưng xét về khả năng chiến đấu thì lão ta kém hơn hẳn. Cứu ta! Lão ta vừa trốn vừa gào thét. Cũng khỏi cần lão ta gào thét, cả đống nhân lực cũng hiểu ý mà lao tới. Trước đó nơi này có động tĩnh, các cường giả ở xung quanh chỉ cần không bị mù đều có thể trông thấy. Bốn phương tám hướng toàn là nhân mã đen ngòm, tòa kỵ phi hành trên trời cũng đen thui một mảng. Cơ Ngân, hắn là Cơ Ngân của Thiên Tông. Tiếng gào của lão già lùn vang vọng khắp hòn đảo. Cơ, Ngân, cường giả của Tiểu Nhật nghe thấy mà lập tức sững người. Họ chắc chắn không nghe nhầm, lão già lùn đang hô tên của Thánh Tử Thiên Tông. Thế nên nhiều người bỗng mờ mịt. Cơ Ngân tới cứu Ma Điện, thế này là thế nào chứ? Người của Ma Điện cũng mờ mịt không kém gì,
họ loáng thoáng nghe thấy rồi, ai nấy đưa mắt nhìn nhau. Các dòng truyền thừa khác của ma vực tới chi viện, họ có thể hiểu được, chứ cơ ngân tới cứu là vì nguyên do gì, chẳng lẽ vì giết thánh tử nhà họ nên áy náy, chạy tới giúp họ thoát khỏi bể khổ chứ? Thiên thủ đại la. Ở bên này, Triệu Bân đã đuổi kịp lão già lùn, vung trưởng từ trên trời úp xuống. Lão già lùn đột ngột đứng lại, hai tay chống trời, giữa những ngón tay có triện văn hiện ra, thậm chí còn có hoa văn bí ẩn lưu chuyển giúp lão ta đỡ được một trưởng của Triệu Bân. Để đỡ một trưởng này, bộ xương già của lão ta suýt nữa đã rụng liềng xiềng, cánh tay nứt vỡ, xương đùi nổ tung, máu me bắn ra như hoa vậy. Người có năng lực cảm nhận cao siêu cũng giống như Thích Khách vậy, là một kiểu võ tu rất cực đoan, khả năng cảm nhận siêu đỉnh, chứ nếu phải đánh nhau thì dở tệ vô cùng. Ba ca. Trên bầu trời vang lên tiếng quát giận dữ. Cường giả của tiểu Nhật lao tới, từ trên trời chém xuống đao mang dài 10 trượng. Tiên lực của Triệu Bân dồi dào, nhanh chóng mở thiên cháo hộ thể. Đùng. Đao mang va vào thiên cháo, ánh lửa bắn ra khắp nơi. Triệu Bân sừng sững bất động chứ người kia thì bị hất văng ra ngoài, bàn tay nắm đao cũng nổ thành một làn khói đỏ. Cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên còn chẳng ăn thua chứ nói gì mà người mới chớm chuẩn thiên như hắn. Hắn còn khá khẩm, đám người phía sau có người không biết lượng sức hơn, nghĩ rằng cảnh giới chuẩn thiên là đỉnh lắm, tự nhận công pháp vô địch, mặt dày đòi tấn công, nhưng gặp ngay phải chiêu rồng thần vẫy đuôi của Triệu Bân, bị quật cho ngũ tạng tổn thương, liên tục phun ra máu tươi và mảnh vụn của nội tạng, bị hất vào trong rừng, qua một hồi lâu cũng không thấy ló đầu ra. Phụt! Lão già lùn lại phun máu, bị nhát kiếm của Triệu Bân chém đứt một tay. Vì điều này mà Triệu Bân cũng dính đòn, bị một cường giả của tiểu Nhật đâm xuyên từ sau lưng. Cút! Triệu Bân thét lên đầy đanh thép, dòng điện vọt ra khỏi cơ thể, chỉ cần một chiêu đã hất bay người đó, đến cả một thanh niên tóc đỏ đến sau cũng chịu trận, bị khí huyền hoàng chém lật người, bộ giáp nặng nề màu đen tuyền bị chân khí thái dương chọc ra một lỗ máu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn lại đuổi kịp lão già lùn, dùng võ hồn điều khiển roi đánh hồn, roi quất đùng đùng khiến lão già lùn đang chạy trốn mà thất khiếu chảy máu, bước chân không vững, cắm đầu xuống đất. Soạt! Triệu Bân lao tới, tiện tay xách lão già, cũng tiện tay dán một đống bùa nổ lên người lão ta, sau đó quăng lên không trung, vừa vặn gặp ngay đám cường giả tiểu Nhật đang từ trên trời hạ xuống. Đôi bên tiếp xúc thân mật với nhau. Bùa nổ ể nổ tung, lão già lùn tan xương nát thịt ngay tại trận, dư chấn của vụ nổ khiến cả đám người năng đầy trời. Triệu Bân EU banh mốt son cóc, không dừng lại. Quay người chui vào đội hình của đối phương quá hùng hậu toàn cao thủ chuẩn thiên và đạt định chuẩn thiên, hắn phai tam thoi ne bót. Ghi ớt, đoàn người đen thui ùa vào sơn cốc từ bốn phương tám hướng. Sau đó là một loạt những tiếng nổ, chấn động làm ngọn núi rung rung lắc lắc. Tiếng nổ tới nhanh mà đi cũng nhanh. Không phải là không đánh nữa, mà là không thấy bóng dáng cơ ngân đâu. Phụt, khi xuất hiện lần nữa, Triệu Bân ho ra một búng máu. Nói đối phương ngọa hổ tàng long đúng là không sai, âm thầm luyện ra khá nhiều cao thủ, chỉ cần không chú ý đã bị thương nặng. Cánh tay của hắn suýt nữa rời ra, vết kiếm trên lưng lúc này còn lấp lánh ánh sáng, chắc hẳn là võ tu hệ dùng độc, chất độc màu tím hóa thành từng sợi in vào xương cốt của hắn, điên cuồng ăn mòn kinh mạch của hắn. Triệu Bân thét một tiếng trong lòng, căn nguyên tràn trề, tiên lực cuồn cuộn, cưỡng ép tẩy luyện thể phách, tiêu diệt thứ chất độc kỳ dị này, tiện thể chữa lành vết thương. Tìm cho bổn vương. Trên đỉnh một ngọn núi, âm thanh lạnh lẽo này được truyền đi. Triệu Bân từng liếc mắt nhìn sang, đó là một người đàn ông trung niên mặc áo bào giao long, chắc hẳn là vương hầu một phương của tiểu Nhật, tạm xưng là vương hầu tiểu Nhật, cũng là thống soái cao nhất trong lần vây hãm ma điện này. Lệnh truyền xuống, có thêm nhiều cường giả chạy ra, giả soát theo kiểu cuộn thảm. Trong đó ẩn giấu không ít võ tu loại cảm nhận. Còn về việc có bao nhiêu đạo hạnh trong lĩnh vực cảm nhận thì khó nói lắm, dù sao thì nhân tài cảm nhận cao siêu vô cùng hiếm hoi. Chỉ xử lý một ma điện mà điều động cả quân đội, Triệu Bân lầm bầm, vô thức liếc mắt nhìn về phía ma điện, đôi mắt thoáng nheo lại. Nước tiểu Nhật điều động đội hình lớn đến thế, cả thi tộc hiệp lực trợ chiến, điều động thêm quân đội, chuyện này hiển nhiên không đơn giản. Chưa biết chừng bên trong ma điện có món bảo vật nào đó, hơn nữa còn là bảo vật cực lớn, nếu không, nước tiểu Nhật và thi tộc cũng không nóng lòng như vậy. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, tiêu diệt ma điện là giả, dường như cướp báu vật mới là thật. Hắn không nghĩ nhiều,
lại ẩn mình vào bóng tối. Hắn giống như một u linh, xuất quỷ nhập thần, có tiềm năng làm thích khách, cứ đi đến đâu, hoặc ít hoặc nhiều sẽ có kẻ mất mạng, trước giờ chưa dùng tới nhát kiếm thứ hai, tung đòn là tuyệt sát. Nhiều người đang đi thì thủ cấp chuyển nhà, đến cả kêu rên cũng không kịp. 3K. Vương Hầu Tiểu Nhật phẫn nộ, đối phương chỉ có một người mà làm họ rối như tơ vò. Nếu thống soái Đại Nguyên và thống soái Hắc Long ở đây, chắc họ sẽ không có biểu cảm gì. Đây mới là gì chứ, so với đại quân hàng trăm vạn, các ngươi mới chỉ là quậy phá nho nhỏ thôi. Nhất định phải cầu nguyện nhé, cầu cho đêm nay đừng có sấm sét, nếu không, các ông sẽ bị nướng cho trong mềm ngoài khét đấy. Hửm. Đi tới một chỗ, Triệu Bân bỗng ngước mắt nhìn lên. Đập vào mắt hắn, trên bầu trời có mây mù đang dần tích tụ, mà ở sâu trong đụn mây, dường như ẩn chứa một con ngươi khổng lồ, nhìn kỹ lại thì bên trong vằn đầy tơ múa, lấp lánh thứ ánh sáng yêu dị mà ma tính, đến cả hắn trông thấy mà tâm trí cũng trở nên hoảng loạn. Đó không phải là một con mắt thật sự, chắc hẳn là một bí pháp cổ xưa, có thể biến ra một con mắt to đùng trên bầu trời. Đó là Đại Nhật Thiên Nhãn. Thương Khung ngẩng đầu nhìn lên, truyền lời cho hắn qua phân thân. Ông ta giảo hoạt thật, tất cả mọi người đều tham chiến, chỉ có ông ta trốn chạy trong nhàn nhã, nấp vào một hòn đảo nhỏ gần đó. Cách một tầng mây u ám, có thể nhìn thấy đôi mắt to đùng kia. Ông ta nhiều kiến thức, vừa trông thấy đã hiểu. Tiểu Nhật Thiên Nhãn này có năng lực gì? Triệu Bân buột miệng hỏi, còn tự giác đổi chữ đại kia thành chữ tiểu, vương triều Đại Nhật trong mắt thiên hạ tới chỗ hắn cũng biến thành nước Tiểu Nhật, mà hắn gọi cực kỳ quen miệng. Đại cái đầu ngươi, tiểu đi cho ta. Thương Khung nhấp một hớp rượu, xúc miệng rồi mới thong dong nói, truy đuổi, định vị. Triệu Bân không đáp lời, hai con mắt đảo lên đảo xuống đảo trái đảo phải. Khỏi cần Thương Khung nói, hắn cũng nhận ra được, bốn phương tám hướng đều có mây mù, sát khí đằng đằng, cả đám cường giả đang vây tới, hiển nhiên đã vây kín hắn rồi. Con mắt trên trời kia xem ra còn hữu dụng hơn võ tu cảm nhận. Cơ Ngân, ngươi không chạy được đâu. Tiếng giống giận dữ như sấm sét, vang vọng khắp màn đêm. Triệu Bân không ngó ngàng, cất bước lao thẳng lên trời như một luồng sáng, cắm vào màn đêm. Các cường giả nước Tiểu Nhật cưỡi trên tòa kỵ phi hành mà đến bị hắn hất văng, đợi khi đứng vững, Triệu Bân đã bay đủ cao, xông tới Tiểu Nhật Thiên Nhãn, chọc thử một cái lỗ xem ngươi còn truy đuổi và định vị thế nào. Nói chọc là chọc. Hắn thu kiếm long kiếm, sách cung bá vương, dương cung như vầng trăng, mũi tên sấm sét bay ngược lên trên. Thế nhưng, điều khiến hắn nhớn mày là mũi tên sấm sét bá đạo đi xuyên qua Tiểu Nhật Thiên Nhãn, dường như con mắt to đùng kia là hư ảo. Đòn tấn công của hắn hoàn toàn vô dụng. Đó là vẻ bề ngoài do bí thuật phản chiếu ra thôi, đánh nó cũng vô dụng, Thương Khung nói, muốn phá được bí pháp này, phải tìm thấy kẻ thi triển. Có mấy lời vô dụng, ông hoàn toàn có thể nói trước mà, mặt mũi Triệu Bân xa sầm, lão tử bay lên cao như thế, phong phạm người người, chuẩn bị thi triển thần uy rồi, ông còn nhắc như thế. Lão Phu cũng vừa mới nghĩ ra thôi, Thương Khung tỏ ra trầm ngâm. Ông ta vừa mới nghĩ ra cũng không sao, vùng trời đó náo nhiệt rồi. Con người mà, không thể bay quá quá sẽ biến thành bia bắn di động. Triệu công tử hiện giờ chính là một bia bắn di động, đứng dưới Tiểu Nhật Thiên Nhãn, hắn không có chỗ trốn, cường giả đuổi tới đen ngòm một khoảng, đánh ra toàn là đao mang kiếm ảnh, trưởng ấn quyền ảnh dập trời. Kẻ nào căn cơ tốt còn hợp sức đóng băng khoảng trời ấy, dưới lớp băng có sấm sét gào thét, có phù văn lưu truyền. Có dòng điện dạo chơi, toàn là những bí thuật với uy lực không tầm thường. Trước, tiếp, Triệu Bân nghiến răng, dùng phân thân tập trung sức mạnh, dùng tới thiên cháo hộ thể cực lớn. Cho dù là vậy cũng không chống trụ nổi với bao nhiêu đòn tấn công như vậy. Thiên cháo bá đạo bị nổ tung trong chớp mắt, có trời mới biết bao nhiêu đao mang kiếm ảnh chém lên cơ thể hắn, suýt nữa đã phay hắn ra làm tám mảnh. Máu vàng lấp lánh rơi xuống như mưa. Trong lúc rơi xuống biến thành khói vàng, chút ngập nhân gian. Giết! Thấy Triệu Bân bị thương, tên trùm sỏ nước Tiểu Nhật lập tức vung kiếm chỉ lên trời, không cho Triệu Bân cơ hội nghỉ lấy sức. Đêm nay là một ngày đẹp trời. Tiêu diệt Thánh Tử Thiên Tông, cơ hội ngàn năm có một. Đùng! Chân nguyên cuồn cuộn khắp trời, cả đống bí thuật chỉ chờ được đánh ra. Thương Khung từ đằng xa nhìn lại mà ho khan một tiếng, có phải ông ta hại Triệu Bân không nhỉ? Đâu chỉ là hại, mà là tai hại vô cùng. Với tính tình của Triệu Bân,
đợi khi đánh xong trận này, nhất định phải tìm Thương Khung nói chuyện cho đàng hoàng. Còn về việc nói trên giường hay nói trên cây, chắc phải xem tâm trạng của Triệu công tử rồi. Ép ta chơi lớn hả? Triệu Bân quát trong lòng, cố gắng mở thể ánh sáng. Trong thoáng chốc, thể phách của hắn lóe lên hàng vạn luồng sáng. Khoảnh khắc này, dường như hắn không còn là con người nữa mà là một vầng thái dương chói lọi, chiếu sáng cả vùng trời u ám, mang ánh sáng đến cho bóng tối. Cường giả nước tiểu Nhật đồng loạt rên rỉ, đến cả tòa kỵ phi hành dưới chân cũng không ngoại lệ, bị chói đến mức hai mắt tối thui, không chỉ tối mà còn đau nhức nữa. Cứ 9 người thì có 10 người cùng với tòa kỵ phi hành chảy máu mắt, quá nửa không đứng vững, cả người và tòa kỵ cắm đầu lao xuống, bí thuật sắp tung ra cũng lập tức mất hết uy lực. Thậm chí đến cả tiểu Nhật Thiên Nhãn cũng phải rên rỉ. Nói cho đúng hơn là người thi triển bí thuật này đang rên rỉ. Tiểu Nhật Thiên Nhãn truy đuổi và định vị nên nó luôn nhắm vào cơ ngân, phen này Triệu Bân dùng thể ánh sáng, người thi triển bí thuật cũng trúng chiêu, điều này khiến hai mắt Thương Khung lóe mắt. Hóa ra, tiểu Nhật Thiên Nhãn hư ảo sợ thể ánh sáng à? Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Thiên lôi trận. Trước. Tiếp. Triệu Bân hét ầm lên, vung kiếm chỉ về phía đối phương. Với hiệu lệnh của hắn, lời thốt ra là thiên lôi xuất hiện, lôi quang ngập trời biến thành đao kiếm, điên cuồng chém xuống. Phụt, phụt, phụt. Cảnh tượng đẫm máu cũng nhanh chóng hiện ra. Cường giả nước tiểu Nhật gặp nạn rồi. Hai mắt họ vừa mới đen thui vì ánh sáng quá chói, quá nửa rơi xuống đất, số ít còn lại vẫn đang chao đảo, nhưng chưa kịp đứng vững đã gặp ngay đao kiếm lôi quang, bị chém cho máu thịt tung bay, từng bông hoa máu nở rộ khắp bầu trời, những tiếng hét thảm thiết chẳng khác nào tiếng gào của ác quỷ dưới địa ngục. Chậc chậc chậc. Với tư cách là người khoanh tay đứng nhìn, Thương Khung chỉ biết chặt lưỡi. Thể ánh sáng và thiên lôi trận đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Bao nhiêu cường giả thế kia mà bị một mình Triệu Bân đánh cho tan tác, nếu hắn dùng kỳ lân hóa hoặc có thể mượn nhờ thiên uy, chẳng phải cảnh tượng còn hoành tráng hơn sao? Lần nữa nào? Triệu Bân hét lên như sấm sét, lại vung kiếm Long Uyên thêm lần nữa. Đúng vào lúc này, phía bên cạnh đột nhiên xuất hiện một luồng kiếm khí đen ngòm từ đâu chém tới, tuy chỉ là một luồng kiếm khí, nhưng hàm chứa kiếm ý rất mạnh mẽ, dù là Triệu Bân cũng cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Kiếm khí còn chưa thấy đã cảm thấy tâm trí đau nhức. Không nghĩ gì nhiều, hắn vội vàng thu kiếm, chắn ngang kiếm trước mặt. Cùng lúc đó, kiếm khí phóng tới, chém ngay lên thân kiếm Long Uyên không lệch tí nào, âm thanh va chạm leng keng, tóe ra ánh lửa trắng lóa cả mắt. Long Uyên là một binh khí tốt, có thể kháng đòn tấn công, chặn đứng được kiếm khí chém tới, nhưng Triệu Bân có vẻ không dồn đủ lực, cánh tay hứng chịu dư chấn nên gân cốt vỡ nát, hắn bay ra ngoài như một bao cát. Điên cuồng phun máu. Vẫn chưa hết. Không đợi hắn đứng vững, một người man tóc tai rũ rượi đạp trên không trung mà đến. Có lẽ vì thân thể quá nặng nề nên gây ra tiếng nổ đùng đùng. Một chưởng của kẻ này dũng mãnh và bá đạo, đánh nát chân nguyên hộ thể của Triệu Bân. Phụt. Triệu Bân lại phun máu, âm thanh nứt vỡ của xương cốt trong cơ thể rõ đến mức có thể nghe được. Hắn vốn chưa hề ngừng lại, bây giờ hứng chịu đòn tấn công này nên càng bay xa hơn. Đập vào một hòn đảo nhỏ, khiến đỉnh núi ấy ầm ầm đổ sụp. Con rối cảnh giới thiên và tử xác chết, Thương Khung nhìn chằm chằm vào người man xưa tác rủ rượu thần thái độ đần và đôi mắt vô hồn kia hiển nhiên không phải vật sống. Vài ba giây sau, hai mắt ông ta nheo lại không đúng là con rối thiên về thực ra cũng không có gì khác biệt lắm. Con rối xác chết cũng là một loại con rối, chẳng qua phải thêm thuật trầm quan con rối mạnh hay không mạnh phải tùy thuộc vào nguyên liệu để luyện chế tức là thi thể. Người man tóc tai rũ rượi kia chắc hẳn đến từ một thi thể của cao thủ thiên võ, và lại lúc sinh thời còn là cao thủ không hề tầm thường, theo ông ta thấy, chắc hẳn đã đạt đỉnh thiên võ rồi, còn là đỉnh cao thiên võ của tộc Man. Chắc chắn là người của tộc Man. Đồ đằng trước ngực của người kia chính là minh chứng rõ nhất. Thân xác bá đạo như thế, e rằng cũng chỉ người của tộc Man mới có được. Đó là, vua Man đời thứ ba. Đại trưởng lão Ma Gia trông thấy mà không khỏi kinh ngạc. Mạng lưới tình báo của Ma Gia phủ khắp thiên hạ, dính dáng tới mọi thế lực truyền thừa, tất nhiên cũng không thiếu tộc Man. Các đời vua Man chỉ được vài người, nhưng toàn là những kẻ mạnh mẽ nhất. Ví dụ như vua Man đời đầu, được công nhận là người mạnh nhất ở thời đại đó. Vua Man đời thứ ba làm sao có thể yếu ớt được?
Ông ta không thể nào ngờ rằng thân xác của vua Man đời thứ ba ở nước Tiểu Nhật, đã vậy còn bị luyện thành con rối. Kẻ thao túng đang ở đâu? Lão Tổ Bạch Gia nhìn quanh bầu trời nhưng không thấy kẻ đang thao túng vua Man đời thứ ba ở đâu. Nói gì tới ông ta, tới cả Thương Khung cũng không tìm được, chỉ biết rằng kẻ thao túng đang ở khu vực này. Trước đó kẻ thao túng mới là người phóng kiếm khí đen ngòm hất bay Triệu Bân, là một kẻ giỏi đánh lén. Đùng! Khi đám đông nhìn sang, vua Man đời thứ ba đã xách theo chiếc rìu sải bước chạy thẳng về hòn đảo nhỏ nơi Triệu Bân rơi xuống, sững sừng và hung hãn. Tuy là xác chết, nhưng cơ thể mạnh mẽ dù bị chôn mấy nghìn năm vẫn giữ được căn cơ của cao thủ thiên võ. Thiên võ cũng chia ra mạnh yếu. Vị này không phải là cao thủ thiên võ tầm thường. Có thể làm vua Man thì toàn là kẻ tàn nhẫn. Growl! Hung hổ ma tử lao thẳng tới, chặn đường ông ta. Triệu Bân liên tiếp bị thương nặng, phải để hắn nghỉ ngơi trong chốc lát mới được. Vua Man bá đạo nhẹ nhàng vung trưởng lên hất bay hung hổ ma tử, thể sức mạnh kiên cố của hung hổ suýt chút nữa bị hủy hoại ngay tại chỗ, giống như một ngọn núi lớn đổ sập xuống biển, tạo ra từng đợt sóng dữ. Giết! Không đợi hung hổ ma tử nhảy ra, cường giả nước Tiểu Nhật đã lao tới. Nhân lúc nó ốm, kết liễu nó sớm. Về cơ bản là ý nghĩa này đấy. Nếu có thể bắt tiếng là tốt nhất, nhưng họ đã đánh giá thấp hung hề, cùng đánh giá thấp ma tử, toàn là những kẻ giải chịu đèn vợt lên từ dưới lòng biển, gầm một tiếng chấn động trời xanh, dùng rồng thần vẫy đuôi hất bay đảm cường giả. Trước, tiếp, ở bên này, vua Man đời thứ ba đã tiến lên đảo, dẫm bẹp một đỉnh núi. Mà Triệu Bân cũng đã bỏ dậy, lảo đảo một hồi mới đứng vững, khóe miệng không ngừng trào máu, liếc mắt nhìn vua Man đời thứ ba đã biết đây là người của tộc Man. Cũng biết đây không phải cao thủ thiên võ tầm thường. Hắn từng gặp vài con rối thiên võ rồi, chỉ có trường hợp này là mạnh nhất, chỉ nhìn căn cơ đã thấy không hề thua gì vua Man đời đầu và vua Âm Nguyệt. Thế nên đây có thể cũng là một đời vua Man, chỉ không biết vị này là đời thứ mấy, nhưng bất kể là đời thứ mấy, khi còn sống cũng là sự tồn tại có thể ngạo nghễ với đời. Hắn tưởng rằng chỉ có thi tộc mới làm mấy trò đào mộ bới xác, phen này nhìn lại mới biết nước Tiểu Nhật cũng làm ăn nhanh nhẹn lắm. Đào cả mộ của vua Man, còn luyện thành một con rối. Không đánh nổi, Triệu Bân bay về sau mà trốn. Cho dù hắn dùng kỳ lân hóa cũng không đánh lại nổi vua Man này. Hắn cũng biết điều lắm chứ. Không đánh được vua Man không có nghĩa là hắn không đánh được kẻ điều khiển vua Man. Nếu đã là con rối thì sẽ có kết nối cùng kẻ thao túng, cũng chính là một tia sáng mảnh hơn sợi tóc. Người bình thường không nhìn thấy, thiên nhãn thông thường cũng không nhìn ra. Nhưng thiên nhãn của hắn là ngoại lệ. Trùng hợp làm sao, hắn trông thấy rõ ràng. Kẻ thao túng đang ở ngay hải vực này. Vậy thì phải tìm ra, trước đó tên này còn dám đánh lén, đợi khi tìm ra rồi, phải đánh kẻ đó thành cho mới xong chuyện. Đùng! Vua Man đời thứ ba đuổi theo Triệu Bân ra khỏi hòn đảo. Vua Man mà, từng là người gánh vác tộc Man, tất nhiên là phong thái ngời ngời, hai bàn chân duỗi trống, nện xuống đất tạo âm vang đùng đùng. Chỉ riêng sức mạnh từ thân xác này, chẳng mấy ai chịu nổi khi bị ông ta dẫm phải. Thế mới nói, Triệu công tử là một nhân tài, chịu đòn cực giỏi, dính phải một trưởng của vua Man đời thứ ba mà vẫn sinh long hoạt hổ, nhảy tới nhảy lui như một luồng sáng. Tình cảnh đêm nay không thích hợp. Nếu là ở ngày thường, nếu ở nơi không có người, hắn không ngại tung chiêu để đánh cùng vua Man một trận, đây cũng là viên đá mài, có thể rèn luyện tâm cảnh của hắn khi chiến đấu. Tiếc thay, hôm nay hoàn cảnh không ổn lắm, không thích hợp để liều lĩnh. Không chết được đâu. Thương Khung cầm kính viễn vọng nhìn tới nhìn lui. Tên đó sống dai như con rắn ấy, chỉ cần hắn không đối đầu trực diện với vua Man đời thứ ba thì không mất mạng được. Ông ta đang đợi Triệu Bân tìm ra kẻ thao túng. Thương Khung rất muốn biết nhân tài cỡ nào dám đào cả mộ của vua Man. Đùng, binh. Khi ông ta nhìn sang, động tĩnh trên mặt biển có vẻ hoành tráng hơn hẳn. Tựu chung lại, khu vực này chia làm ba chiến tuyến. Thứ nhất là phía Ma Điện. Trước, tiếp. Thứ hai là phía cường giả của Thành Thiên Thu. Thứ ba chính là phía của Triệu công tử, hắn vừa chạy vừa trốn, đằng sau là vua Man đời thứ ba vừa đuổi vừa đánh, bởi vì ông ta là con rối, không dùng được bí pháp, rất khó đánh trúng hắn. Triệu Bân không phải tên ngốc, hắn không đứng im cho ông ta đánh đâu. Vua Man không dùng được bí thuật không có nghĩa là cường giả nước Tiểu Nhật không dùng được, không ít người từ xung quanh vây lại,
đòi đánh phối hợp với vua Man, mà phối hợp ở đây chỉ là thi triển thuật phong cấm. Không cần quá lâu, vài ba khoảnh khắc là được, đủ cho vua Man đánh hắn thành cho rồi. Phong. Nói tới là tới, bốn cao thủ chuẩn thiên lần lượt chia ra bốn góc, đồng loạt niệm ấn quyết. Dứt lời, gầm trời rung lên bần bật, hoa văn trận pháp dày chi chít khắc lên tầng không, nhanh chóng siết chặt lại. Triệu Bân như nhảy vào đầm lầy, tốc độ giảm mạnh, không đợi hắn phá được cầm cố, một đợt phong ấn khác đã ập tới, sau đó là đợt thứ ba, đợt thứ tư. Mấy thứ này chẳng đáng kể gì. Chủ yếu là vị phía sau hắn đã xách dìu chạy tới. Phá! Triệu Bân khẽ quát lên, dùng phân thân tập trung sức mạnh để tạo ra thiên cháo hộ thể khổng lồ, cộng thêm rồng thần vẫy đuôi cỡ lớn, cưỡng ép phá được cầm cố, chỉ thoáng chốc đã thoát ra khỏi vùng trời đó. Hắn vừa mới trốn đi, vua Man đã ập tới, nhát dìu của ông ta thật là bá đạo. Triệu Bân run rẩy, nếu dính phải đòn tấn công này, hắn sẽ bị chém thành hai nửa mất. Ngươi cũng biết tìm chỗ đấy. Triệu Bân cười khẩy, hắn đã thông qua tia sáng không thể nào nhìn ra kia mà tìm thấy vị trí của kẻ thao túng. Vì tìm tên này mà hắn tốn quá nhiều sức, bởi vì tia sáng kia thoát ẩn thoát hiện, hắn cho rằng kẻ thao túng đã bày bố thuật che giấu, đến mức cứ đuổi theo một hồi lại mất dấu. Nhưng lần này hắn trông thấy rất rõ. Kẻ thao túng không ở trên mặt đất, cũng không ở trên không trung mà ẩn mình dưới đáy biển. Phong. Cường giả nước tiểu Nhật lại lên tiếng, đồng loạt dùng phong cấm. Chịu thiệt một lần nên Triệu công tử sẽ không mắc bẫy lần thứ hai, không đợi cấm chế ập đến đã trốn đi trước. Nếu phong ấn của đối phương cũng được tính là đòn tấn công thì lần này họ đánh hụt rồi. Soạt. Triệu Bân thay đổi phương hướng, từ trên trời xả xuống. Nhìn từ phía xa, đó là một luồng sáng vàng, tùm một tiếng rơi xuống đại dương. Đùng. Vua Man đời thứ ba đuổi theo sát nút. Sau đó là từng đợt sóng lớn cuộn trào dữ dội. Dưới lòng biển có trận chiến, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ. Triệu công tử tìm được kẻ điều khiển con rối, chẳng nói nhiều lời, lập tức khai chiến. Đúng như hắn dự đoán, kẻ thao túng không phải võ tu tầm thường mà là một cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên hàng thật giá thật, nói cho đúng hơn là một cao thủ thiên võ bị tụt tu vi xuống đạt đỉnh chuẩn thiên. Dạng nhân tài như này hắn cũng từng gặp vài lần, xét về khả năng chiến đấu hay căn cơ, không phải cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên nào cũng bị được. Kẻ từng làm cao thủ thiên võ, phong phạm vẫn còn sờ sờ ra đó kìa. Cường giả nước tiểu Nhật trông chừng bốn phía, chỉ đợi cơ ngân lao ra sẽ tuyệt sát. Một bóng người nhanh chóng vọt ra khỏi đáy biển. Không phải Triệu Bân, mà là một ông già tóc trắng, nhúm râu nhỏ dưới mũi trông rất đứng đắn. Đúng vậy, là ta chính là người điều khiển vua Man. Thế nhưng, vốn gì phải là một người ngời ngời khi chất, lúc này lại cực kỳ nhếch nhác, nhất là gương mặt kia giống như bị va vào bàn tay của người ta sau đó còn va vào bàn chân của người tại một bên là dấu bàn tay, một bên là dấu bàn chân, tuy không đối xứng, nhưng cực kỳ bề mắt cường giả nước tiểu Nhật trông thấy, lập tức nhận ra là ái. Trước, tiếp, nước tiểu Nhật có bốn đại thiên sư hộ quốc, mà người này chính là đại thiên sư đứng đầu. Không ngờ lão ta lại đến chỗ này, hóa ra là lão ta đang âm thầm thao túng vua Man đời thứ ba. Sao đại thiên sư lại có thể rớt xuống thế hạ phong được? Sau khi thắc mắc thì các cao thủ nước tiểu Nhật lại chuyển sang kinh ngạc. Trông dáng vẻ thê thảm của đại thiên sư thì rõ ràng là lão ta đã bị đánh, mà bị ai đánh cơ chứ? Nhất định là cơ ngân rồi. Chạy đi đâu? Nhắc đến cơ ngân thì cơ ngân liền xuất hiện, hắn cầm Long Uyên xông ra khỏi mặt biển. Theo sau hắn là vua Man đời thứ ba, cầm diều chiến trên tay, vô cùng bá đạo. Cảnh tượng đó rất thú vị. Triệu Bân đuổi theo đại thiên sư, vua Man đời thứ ba lại đuổi theo Triệu Bân, nhưng người xấu hổ nhất vẫn là đại thiên sư. Sao lại không thể nhắm chuẩn được nhỉ? Triệu Bân lẩm bẩm, hết lần này đến lần khác. Hắn đang nói đến việc thiên nhãn của mình không thể ngắm chính xác vào đại thiên sư, hắn đang muốn di thiên hoán địa để bẫy người ta cơ. Mượn tay của vua Man tấn công đại thiên sư. Nếu kế hoạch chu toàn thì có thể bẫy chết được đại thiên sư chỉ với một đòn. Nhưng hắn không cách nào nhắm chuẩn được đối phương. Hay nói cách khác, trên người đối phương có một lớp ánh sáng kỳ lạ bao phủ, có tác dụng đánh lệch hướng của thiên nhãn. Nếu như hắn không thể nhắm chuẩn thì di thiên hoán địa sẽ có sai sót lớn, không chỉ tiêu hao thị lực mà còn gây ra rắc rối nếu chuyện không thành. 3K. Đại thiên sư nghiến răng nghiến lợi. Tốt xấu gì lão ta cũng từng là cảnh giới thiên võ,
thế mà bây giờ lại bị một tên cảnh giới địa tạng truy sát, nhìn gương mặt già nua kia xem, trông khiếu trọ ghê, một hồi đen một hồi tím, không biết vì tức giận hay là vì xấu hổ, bị đuổi giết như thế trước mặt hậu bối của nhà mình thì còn đâu là mặt mũi nữa. Không được, lão ta phải tìm cơ hội lật lại tình thế mới được. Khi đến một vùng biển, lão ta đột ngột đứng lại, vung cánh tay lên, một con rồng nước phóng từ dưới biển lên, gào thét. Rồng nước là do bí pháp tạo nên, đôi mắt to của nó rất không an phận, còn có cả lôi điện phóng ra, cái miệng to lớn vừa há ra là đã xuất hiện một vùng kiếm khí đen ngòm. Một con rắn tí hi mà cũng muốn ăn ta sao? Triệu Bân hét lên lạnh lùng, dùng hồn ngữ lôi điện, chém lên đầu rồng. Đại thiên sư vung một tay lên trời, biến ra cả bầu trời sao, những vị tinh tú lấp lánh lại có khả năng hủy diệt, ánh sao ngưng tụ lại thành kiếm quang bá đạo, tấn công toàn bộ những đối tượng có mặt trên vùng biển đó. Biết cũng nhiều đấy. Triệu Bân cười lạnh lùng, không nhìn bầu trời đầy sao mà chém một tia khí huyền hoàng về phía đại thiên sư. Bí pháp không tồi, bầu trời đầy sao rất đẹp nhưng hắn lười phá bí pháp, trực tiếp đánh người thi pháp chẳng phải nhanh hơn sao. Để xem tinh quang đánh chết ta trước hay ta chém chết ngươi trước đây. Đại thiên sư đã run sợ, bay lên trời bỏ trốn. Lão ta bấm ấn quyết bằng một ngón tay, ngưng tụ ra một màn chắn màu đen phía trước người, mặc dù đã chặn được khí huyền hoàng chém đến nhưng vẫn bị chấn động đến mức phải hừ lên khó chịu và lùi về sau. Cũng chính vào giây phút đó, đôi mắt già nua của lão ta dường như đã nheo chặt lại, nhìn Triệu Bân chằm chằm. Huyết mạch đặc biệt sao? Chắc chắn lão ta không nhìn sai, cơ ngân đúng là có huyết mạch đặc biệt. Chuyện này khác xa so với những gì ghi trong tình báo, có huyết mạch đặc biệt thì thôi đi, còn mạnh đến mức không thể tin được, tu vi cảnh giới địa tạng mà khí huyết lại vô cùng dồi dào, không ngờ còn vượt cả lão ta. Hả? Triệu Bân khẽ thốt lên. Không ngờ khí huyền hoàng mà hắn dùng có thể phá tan ánh sáng kỳ lạ trên người đại thiên sư. Có trò vui rồi đây. Sau khi nhận ra điều này, hắn lại triệu hồi khí huyền hoàng, ém trên kiếm Long Uyên rồi đuổi chém đại thiên sư khắp nơi. Hắn không quan tâm có thể làm lão ta bị thương đến mức nào, với khả năng của hắn thì cũng không thể giết chết được đại thiên sư trong thời gian ngắn. Đánh bại thì dễ nhưng giết thì khó, chỉ cần có thể phá được ánh sáng kỳ lạ đó thì chuyện gì cũng dễ nói. Có thể mượn tay vua man, tiêu diệt lão ta. Đúng vậy, khí huyền hoàng rất hữu dụng. Ánh sáng kỳ lạ của đại thiên sư đã bị thủng khắp nơi. Lão ta chạy rất nhanh, thần tốc như Triệu Bân mà cũng không thể bắt kịp được. Các cao thủ nước tiểu Nhật đứng xem đến mặt mày tái mét. Cơ ngân mạnh đến đâu mà lại đuổi đánh đại thiên sư suốt cả quãng đường dài cơ à? Phải biết rằng, đại thiên sư không phải cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao bình thường. Lão ta có tu vi lùi từ cảnh giới thiên võ xuống, sao lại đánh không lại cảnh giới địa tạng? Đánh không lại là phải thôi. Thương khung vuốt râu, lão ta là khán giả trung thực. Tên nhóc Triệu Bân đó có thực lực thâm hậu lắm, không có huyết mạch đặc biệt cũng có thể đánh nhau với cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao nên càng không cần nói đến lúc có huyết mạch đặc biệt hỗ trợ. Không phải nói quá nhưng hiếm có ai dưới cảnh giới thiên võ mà hạ được Triệu Bân. Nếu như tên nhóc này mà sinh ra cùng thời của bọn họ thì có thể tranh cao thấp với cả ma quân bất diệt. Giết! Các cao thủ nước tiểu Nhật không thể nhìn thêm nữa, ào ào chạy qua hỗ trợ. Ánh mắt Triệu Bân rực sáng, hắn không đánh ai hết, chỉ nhằm vào mỗi đại thiên sư, ai bảo lão ta có thể điều khiển được vua man làm gì, nhìn về phía sau, vua man còn đang cầm diều chiến, đuổi đánh hắn nữa mà. Để đỡ phải chịu khổ, hắn cần phải tiêu diệt đại thiên sư. Hợp lực tiêu diệt. Trước. Tiếp. Các cao thủ nước tiểu Nhật hét to, âm thanh phá tan cả vòng trời, lão già mặc mãng bào xông lên trước là hăng nhất, nắm một tia sáng mở trong tay, nhằm thẳng về phía giữa hai chân mày của Triệu Bân. Triệu Bân thấy lão ta thì rất phấn khích, chính lão già này là người đã suýt chém đứt cánh tay của hắn lúc còn ở trên đảo. Bùm. Trong ánh sáng chớp nhoáng, hắn tung một chưởng dập tắt ánh sáng u ám, từ trên trời lao xuống. Lại giáng một chưởng bay bay ông già mãng bào, sau đó trở tay chém một kiếm đánh lui thanh niên tóc đỏ. Rồi một quyền xuất hiện ngay sau đó, cực kỳ khí phách, đòn này phá nát nửa thân thể của một cao thủ tiểu Nhật vừa mới tiến lên. Vì điều này, hắn cũng phải trả giá, bị trúng một đao trên lưng, vết thương sâu đến tận xương, ngực cũng bị trúng một ngón tay, chọc thủng một lỗ máu, lúc này máu còn đang phụt ra. Nghiêm trọng nhất là hộp sọ, suýt chút là bị người ta chém vỡ. Một đám vô dụng. Triệu Bân hét lên đầy đanh thép,
cầm kiếm Long Uyên trong tay với vẻ thản nhiên. Cảnh tượng đó nhìn từ ngoài vào thì khá là đã mắt, hắn giống như một con sư tử xông vào đàn dê, cả đám người bị đánh lui, rơi xuống biển, khí huyết màu vàng dâng lên cuồn cuộn, hơn nữa còn có ánh lửa toát ra từ bên trong, nhìn sao cũng thấy giống một ngọn lửa vàng ruộm. Vua Man đời thứ ba đã đánh đến, một cú chém tới. Các cao thủ nước Tiểu Nhật thấy vậy thì nhanh chóng lùi về sau để nhường chỗ cho vua Man. Lúc họ lùi về sau còn không quên dùng phép giam cầm, chỉ mất chưa đầy một giây, đã có đến mấy chục phong ấn được thực hiện trên người Triệu Bân. Lần này, Triệu Bân không cố phá ràng buộc. Hắn liếc mắt, nhìn chằm chằm đại thiên sư của nước khác. Cái nhìn đó của hắn khiến đại thiên sư lập tức xón ra quần và có dự cảm không lành. Dự cảm của lão ta rất chính xác. Vào giây phút dìu của vua Man giáng xuống, Triệu Bân đã biến mất, đại thiên sư lại đột ngột xuất hiện ngay ở chỗ hắn vừa biến mất, hắn đã dùng phép di thiên hoán địa, dùng phép này để gài bẫy thì bách phát bách trúng. Không. Hai mắt đại thiên sư lồi ra, con người có rút lại, mặc dù không biết làm cách nào mình lại ở đây nhưng chỉ một khắc này cũng chính là tử kiếp, khoảng cách gần như thế thật sự đã không thể nào tránh nổi. Một dìu của vua Man đời thứ ba đã hạ xuống, chém đại thiên sư làm đôi. Phụt, máu tươi chói mắt phun ra. Đại thiên sư Nhật Quốc đã bị bể đôi như một quả dưa hấu đơn giản gọn gàng. Lão phụ cùng cảm thấy chua xét thay người, thương khung thở dài. Đây là lần thứ hai mà ông ta nhìn thấy cảnh tượng này. Ngày trước lúc phù nhân bị kẻ khác khống chế thì Triệu Bân cùng đã sử dụng đấu pháp này. Đường đường là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong mà lại bị chính thi khôi của mình tiêu diệt, thật sự rất chua xót. Bịch, tõm. Đại thiên sư táng thân, thi thể rơi xuống biển. Kẻ thao túng đã chết cho nên vua Man đời thứ ba cũng ngã xuống. Vèo. Triệu Bân rất nhanh nhẹn thu thi khôi lại. Chỉ trong nháy mắt mà một cường giả chuẩn thiên đỉnh phong đã bị giết chết. Yên tĩnh. Hải vực đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Sắc mặt của đám cường giả Nhật Quốc đều trở nên tái nhợt, không thể tin vào mắt mình. Ngay cả thiên sư hộ quốc cũng phải chết một cách nghẹn khuất như vậy, bị chính thi khôi của mình giết chết. Giống. Tiếng kỳ lân giống truyền đến, Triệu Bân đã thi triển kỳ lân hóa. Thánh tử Thiên Tông bay lên, tay cầm kiếm Long Uyên đại khai sát giới. Phụt, phụt. Đám cường giả Nhật Quốc còn chưa kịp phản ứng thì đã ngã xuống trong vũng máu. Máu tươi phun ra chói mắt trên vòng trời, có rất nhiều kẻ đã bị Triệu công tử chém thành thịt vụn. Trạng thái kỳ lân hóa chính là trạng thái mạnh nhất của hắn, hắn nhịn lâu như vậy mới thi triển chính là để chờ giây phút đại khai sát giới này. Không có kẻ nào dám đứng ra ngăn cản hắn. Không phải là do không có kẻ nào có chiến lực đủ mạnh mà là do bọn chúng đã bị dọa đến sợ hãi tột cùng. Ngay cả thiên sư hộ quốc cũng đã bị tiêu diệt thì bọn chúng làm gì còn chiến ý trong đầu nữa, một khi con người không còn sĩ khí thì chắc chắn sẽ là một thảm họa. Một số lượng lớn cường giả Nhật Quốc lúc này chỉ có thể để mặc cho người khác đuổi giết. Tốc chiến, tốc thắng, Triệu Bân cùng ma tử một trái một phải tiến vào đảo, một bên thi triển kỳ lân hóa một bên thi triển hung hổ hóa. Hai con quái vật to lớn đi đến đâu cũng gây ra động tĩnh lớn, không biết bao nhiêu đỉnh núi đã bị đạp đổ xuống, bao nhiêu cường giả Nhật Quốc đã bị đạp thành thịt nát. Ngăn lại cho ta. Vương hầu Nhật Quốc quát lên, lại cầm kiếm chỉ ra phía trước. Đường đường là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong còn không dám tiến lên đánh nhau thì đám còn lại tuy nhiều nhưng đối với Triệu Bân và ma tử mà nói cũng chỉ là một đám tiểu lâu la. Là đại quân thì thế nào? Không đạt đến một số lượng nhất định thì cũng sẽ không tạo ra được cường thế. Đã không tạo ra được cường thế thì sẽ không thể nào trấn áp được Triệu Bân và ma tử. Thánh tử Ma Gia, Thánh tử Thiên Tông. Trên tường thành, người của Ma Điện đều ngẩn ra. Có phải là bọn họ đã ở Đông Hải lâu quá rồi hay không? Trong thời gian này vậy mà Thánh tử Thiên Tông lại liên thủ cùng với Thánh tử Ma Gia, thậm chí còn là liên thủ tới Đông Hải cứu viện Ma Điện. Ai mà không biết trong quá khứ họ từng là kẻ thù một mất một còn của nhau. Tốc chiến tốc thắng. Trong lúc bọn họ đang quan sát thì các trưởng lão của Ma Gia, Ma Sơn cùng Ma Cung cũng đã đánh vào đảo nhỏ. Mặt khác, các cường giả của Thành Thiên Thu cũng đã đánh vào, càn quét tất cả trên đường đi. Giờ phút này không ra, còn đợi tới khi nào? Đại trưởng lão Ma Gia quát lớn nói với người của Ma Điện. Không cần lão ta gọi thì người của Ma Điện cũng đã đánh ra ngoài. Ai cũng rất cảm động, không bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có ba dòng truyền thừa khác đến ứng cứu.
Đã biết bao nhiêu năm trôi qua nhưng bọn họ chưa từng kề vai chiến đấu với nhau. Giết! Đại chiến hết sức kịch liệt lan ra khắp đảo nhỏ. Người đến cứu viện đều đã tham chiến, chỉ có Thương Khung là thong thả, đám tiểu bối đang ở phía trước xung phong liều chết còn ông ta thì ở phía sau mang theo cái bao tải đi tầm bảo. Ông ta cũng đã tìm được lý do chính đáng, cho rằng chuyện đánh nhau với đám tiểu lâu la này thì để cho hậu bối làm là được rồi, những chuyện lớn hơn thì hẳn tìm đến lão phu. Lui, mau lui. Mệnh lệnh của Vương Hầu Nhật Quốc đã thay đổi. Không thể tiếp tục đánh nữa, nếu như cứ tiếp tục thì toàn quân sẽ bị diệt. Nói lui liền lui. Thân là thống soái, lúc này lão ta lại là người chạy nhanh nhất. Tuy nhiên, dù nhanh đến đâu thì lão ta cũng không thể nhanh hơn Triệu công tử, một mũi tên mang theo lôi uy cực mạnh đã bắn chết lão ta. Thống soái đã chết, đối phương lại càng mất đi chiến ý. Từ trên trời nhìn xuống có thể nhìn thấy bóng người mệnh mông giống như thủy triều đang rút khỏi đảo nhỏ. Xét về số lượng người thì bạn chúng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng xét về số lượng cường giả thì bạn chúng thật sự lép vế đảo, vậy thì phải chạy càng nhanh càng tốt. Trận đại chiến này tạm thời kết thúc tại đây. Hòn đảo nhỏ đẫm máu, thi thể chất thành đồng, có thi thể của Ma Điện cũng có thi thể của Nhật Quốc. Trước khi quân tiếp viện đến thì bạn học đã chiến đấu vô cùng bị thâm. Trước, tiếp, đa tạ. Các trưởng lão Ma Điện nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Nếu như không có sự tiếp viện của ba dòng truyền thừa còn lại thì Ma Điện đã sớm thành cho tàn. Ba dòng truyền thừa đã thống nhất, đại trưởng lão Ma ra vuốt râu nói. Điều này thật sự khiến cho lão phu kinh ngạc. Các trưởng lão của Ma Điện hít sâu một hơi, trước đây các dòng truyền thừa luôn luôn nội chiến vì muốn nuốt chửng đối phương, mới có vài tháng mà ba dòng truyền thừa đã thống nhất làm một. Có rất nhiều chuyện bọn họ vẫn không thể hiểu được. Ma Điện có quy thuận không? Thương Khung lại xuất hiện nhưng khuôn mặt không biết tại sao lại bầm dập, phong độ suy giảm nghiêm trọng. Đêm nay Triệu công tử chưa đánh đã tay, vừa mới đuổi đánh đám cường giả Nhật Quốc đi thì hắn cũng thuận tiện đánh luôn cả Thương Khung đang đi tầm bảo, tất cả bảo bối mà ông ta thu được đều bị hắn đẩy vào trong chiếc nhẫn ma của mình. Mấy lão cường giả nhìn thấy vậy thì ánh mắt đều lộ ra vẻ kỳ quái. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại bị đánh thành đầu heo thế này. Vị này chính là. Các trưởng lão Ma Điện đều nhìn về phía Thương Khung. Nói thật ra thì khi nhìn thấy ông ta lần đầu tiên bọn họ cũng cảm thấy rất quen. Ma tướng thứ 6, đại trưởng lão Ma Sơn cười nói. Chuyện này, làm sao có thể các trưởng lão Ma Điện khó có thể tin được. Đã 8.000 năm trôi qua, làm sao Thương Khung có thể sống lâu như vậy được. Một tia tàn hồn. Đại trưởng lão Ma Cung giải thích. Nói như vậy thì các trưởng lão Ma Điện mới có thể hiểu được phần nào, chuyện này đúng là tà hồ. Tà hồ thì tà hồ. Trong một lúc, họ vẫn không thể tin được. Bái kiến lão tổ. Trong trạng thái choáng váng, các trưởng lão đều đồng loạt hành lễ. Bọn họ cũng không chút nghi ngờ, người của những dòng truyền thừa ma vực thật sự không thích nói đùa, lúc trước bọn họ còn nghi hoặc vì sao ba dòng truyền thừa lại có thể thống nhất. Hiện giờ nhìn thấy Thương Khung thì bọn họ mới biết trong đó có nguyên do, là do có lão tổ ra mặt trấn áp cục diện rối rắm. Ma Điện có quy thuận không? Thương Khung lau máu mũi hỏi lại. Toàn bộ đều nghe theo lão tổ. Ma Điện không có ai phản đối. Bọn họ cũng đã rất mệt mỏi giống như Ma Cung và Ma Sơn ngày trước. Cùng được sinh ra từ một gốc, tại sao phải tranh đấu lẫn nhau? Ba dòng truyền thừa thống nhất, bọn họ cũng không có lý do gì để phản đối. Thời buổi rối loạn, phải liên thủ với nhau mới là đúng đắn, cũng không thể ở lại Đông Hải lâu hơn. Các người còn hoa huyết linh bảy màu không? Thấy sự việc đã giải quyết xong, Triệu Bân liền nhảy ra hỏi chuyện. Vừa nhìn thấy hắn thì thái độ của Ma Điện liền trở nên rất mất tự nhiên, thánh tử Ma Điện chính là bị hắn giết chết, không ngờ hôm nay hắn lại chạy tới đây tiếp viện. Vậy bây giờ bọn họ nên đối địch với hắn hay là nên cảm kích hắn? Cảm xúc mâu thuẫn liên tục phát sinh khiến cho nét mặt của bọn họ trở nên rất mất tự nhiên. Nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được. Thánh tử của bọn họ bị giết chính là do tự gieo gió gặt bão. Trên đời có nhiều người như vậy hắn ta không chọc lại đi chọc tới cơ ngân. Vẫn còn. Thật lâu sau mới thấy đại trưởng lão Ma Điện gật đầu. Nghe xong lời này, hai mắt Triệu Bân sáng lên, quả nhiên hắn đến đây không vô ích. Ma Điện cũng khẳng khái. Thật sự đưa nó cho Triệu Bân. Đúng như tên gọi, bông hoa này tỏa ra ánh sáng bảy màu, khi cất vào trong kho vẫn còn trong tình trạng tốt.
không chỉ Triệu Bân mà mấy lão già còn lại đều trợn tròn mắt vì lần đầu tiên nhìn thấy loại hoa này. Nhật quốc cùng thi tộc liên thủ mang theo đại quân muốn nuốt chọn các ngươi, rốt cuộc các ngươi đang giữ bảo bối gì, Thương Khung chậm rãi nói, đây cũng là câu mà mọi người muốn hỏi, ở đây không có ai là kẻ ngốc, nếu không có đại bảo bối thì đối phương cũng sẽ không sốt ruột giấy binh, thậm chí Nhật quốc còn liều mạng kéo quân vào lãnh thổ đại hạ. Chẳng lẽ là bát bộ phù đồ, mà tử nhỏ giọng nói. Mấy lão cường giả còn lại cũng có suy đoán này, đặc biệt là Bạch Gia. Ngày xưa thi tộc cùng huyết y môn liên thủ với các thế lực khác muốn tiêu diệt Bạch Gia chính là vì bát bộ phù đồ. Di theo ta đại trường Lào Ma Điện chậm rãi đi lên phía trước. Tất cả mọi người đều đi theo, ngay cả Triệu Bân cùng cất hoa bảy màu vào rồi đi theo là ta, ai cùng rất muốn biết Ma Điện rốt cuộc đang cất giấu đại bảo bối gì. Tất cả mọi người chậm rãi đi lên một đỉnh núi. Trước, tiếp, phía trên đỉnh núi có một tế đàn rộng chừng 15 trượng. Ở bốn phía của tế đàn có dán rất nhiều bùa che lấp, trên tế đàn có một chiếc quan tài băng ngọc, bên trong có một nữ tử đang nằm, được bao phủ bởi một lớp xương trắng. Chính là cô ta, tam trưởng lão ma ra nhướng mày nói. Thi tộc cùng Nhật quốc là vì người này mà đến, đại trưởng lão ma điện hít sâu một hơi nói. Là thi thể thiên võ sao? Thương Khung nói rồi lại bước về phía trước. Sau đó ông ta lại lui trở về. Chính xác mà nói thì ông ta đã bị một cỗ khí thế cường đại trấn áp. Bởi vì có bùa che lấp cho nên khí thế kia không hiển lộ ra ngoài, chỉ khi nào bước vào phạm vi của nó thì mới gặp phải uy hiếp, nếu như không có chân nguyên hộ thể bảo vệ trước uy thế thì hoàn toàn không thể tiếp cận được. Thi thể cấp tiên, Triệu Bân ngập ngừng hỏi. Đúng như ngươi nói, đại trưởng lão ma điện không giấu giếm. Lời này vừa nói ra thì tất cả mọi người đều cả kinh. Tiên là một tồn tại đáng sợ đến thế nào? Ngoại trừ Thương Khung và Triệu Bân thì ở đây không có ai từng nhìn thấy tiên. Bây giờ ở trước mặt bọn họ đang là một cỗ thi thể cấp tiên khiến cho bọn họ cảm thấy quá không chân thật, một cường giả vượt qua cảnh giới thiên võ lại bị mọi người nhìn thấy trong hoàn cảnh này. Ở đâu ra thi thể cấp tiên, tất cả các trưởng lão đều nhìn sang các trưởng lão ma điện. Mấy tháng trước bọn ta đào được dưới đáy biển, nhị trưởng lão ma điện nói. Để đưa thi thể này ra ngoài ma điện đã tốn rất nhiều công sức. Cũng không biết là ai đã làm lộ tin tức để cho Nhật quốc cùng thi tộc biết được cho nên mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay. Các ngươi có chắc chắn là mình không đi đào mộ nhà người ta không? Lục trưởng lão Ma Sơn trêu chọc. Ma điện bọn ta vẫn còn có liêm sỉ, các trưởng lão ma điện đồng loạt liếc mắt nói. Cũng may là đến kịp lúc, lão tổ Bạch Gia hít sâu một hơi nói. Lời này không ai phản bác. Nếu như Nhật quốc cùng thi tộc cướp được thi thể cấp tiên và biến nó thành thi khôi thì thiên hạ không đại loạn mới là lạ, nếu như cường giả thiên võ không ra mặt thì làm gì còn ai có thể chống lại. Thậm chí, nếu như thi thể này khi còn sống là một cường giả cấp tiên cường đại thì sợ là ngay cả cường giả thiên võ cũng không chống lại nổi. Thương Khung vận chuyển chân nguyên, lại một lần nữa bước lên tế đàn. Triệu Bân cũng không an phận, bởi vì rất tò mò cho nên cũng đi theo Thương Khung. Tiên mặc dù đã chết nhưng thi thể vẫn bộc phát uy lực cực đại, cho dù hắn có tiên lực hệ thế nhưng cũng không khỏi cảm thấy áp lực, khá trách trước đó Thương Khung lại bị chấn lui, thi thể cấp tiên thật sự không phải chuyện đùa vẫn là một đại mỹ nữ. Thương Khung nhìn thấy thì không khỏi sờ sờ cầm, Triệu Bân nhìn thấy thì ánh mắt liền lệ ra vẻ kỳ quái, nữ tử này nhìn thoáng qua thật sự rất quen mặt. Khuôn mặt này, Triệu Bân lẩm bẩm, quét nhìn thi thể từ trên xuống dưới. Thật lâu sau. Hắn mới ngoái đầu nhìn lại các trưởng lão của ma điện hỏi, các người không thấy thi thể này trông rất quen sao? Tất nhiên là quen mặt, đại hạ Hồng Tước đó. Đại hạ, Hồng Tước. Nghe bốn chữ này, các trưởng lão ma gia cũng vận chuyển chân nguyên để tiến lên vây quanh chiếc giường băng ngọc, vừa nhìn thấy dung nhan của thi thể cấp tiên thì cũng đồng loạt ngẩn ra. Tuy bọn họ chưa nhìn thấy đại hạ Hồng Tước tận mắt nhưng đều đã nhìn thấy bức họa của cô ta, giống hệt như thi thể này. Tỷ muội sinh đôi. Ta chưa bao giờ nghe nói về việc cô ta có tỷ muội sinh đôi. Thế giới này rất rộng lớn, chuyện hai người không có liên quan đến nhau lại giống nhau cũng không phải là không có khả năng. Không biết nếu như Hồng Tước nhìn thấy thi thể này thì sẽ cảm thấy thế nào? Mấy trưởng lão xì xào bàn tán không yên. Triệu Bân im lặng, hai mắt lóe lên tia sáng. Trong số những người có mặt, hắn là người duy nhất biết Hồng Tước đã chết. Bây giờ lại gặp một thi thể cấp tiên giống Hồng Tước như đúc khiến cho hắn ta không khỏi nghĩ rằng đây chính là Hồng Tước, như vậy thì nữ soái tà ma mạnh kinh khủng như thế cũng không phải là không có nguyên do.
tà ma cấp tiên hoàn toàn có thể so chiêu với cường giả thiên võ. Chuyện này hắn đã từng được trải nghiệm qua, cũng giống như đêm đó nữ soái tà ma đã đối chiến với môn chủ La Sinh Môn. Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán của hắn. Có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có phải hay không thì phải đem thi thể trở về tìm Hồng Uyên mới biết được. Mang một thi thể cấp tiên trở về, các ngươi không sợ thi thể vùng dậy sao, tam trưởng lão ma ra thổn thức nói. Cho nên bọn ta mới đặt nó trên đỉnh núi này, đại trưởng lão ma điện vuốt râu nói. Nếu như không có âm khí tích tụ thì khả năng thi thể vùng dậy là rất nhỏ. Lão phu thấy phải hỏa táng thi thể này thành cho thì mới an toàn nhất. Đừng nhiều lời nữa, mau mau thu thập hành lý và di chuyển, đại trưởng lão ma cung nói. Di chuyển. Nói đi liền đi. Các trưởng lão không nhiều lời vô nghĩa nữa, tất cả đều xuống núi hỗ trợ nhau. Trên đỉnh núi chỉ còn lại Thương Khung và Triệu Công Tử đi tới đi lui quanh giường băng ngọc. Nếu như luyện thành thi khôi thì sẽ mạnh đến thế nào chứ? Thương Khung nhàn nhạt nói. Sư phụ của ta đã dạy kẻ xấu xa sẽ gặp báo ứng, Triệu Bân đáp. Đã 8.000 năm trôi qua rồi, báo ứng mà lão phu gặp còn ít hay sao? Thương Khung mắng. Triệu Bân không để ý đến ông ta nữa, chỉ chăm chú quan sát thi thể. Thi thể cấp tiên này thật sự rất bất phàm, người đã chết nhưng vẫn để lại uy thế cường đại đến thế, người không có nội tình mạnh mẽ thì chắc chắn không thể tới gần. Như hắn cũng không thể nào bỏ được tiên lực hộ thể khi đứng đây. Thương Khung cũng là một lão già hiếu học, trên tay đã cầm sẵn một chiếc kính lúp từ lúc nào. Ông ta cũng chăm chú quan sát thi thể. Quan sát tới lui, thế mà ông ta lại chảy máu mũi. Triệu Công Tử liếc mắt nhìn ông ta, thấy ánh mắt của ông ta đã trở nên đen tối đến mức không thể đen tối hơn. Tốt xấu gì thì ông ta cũng là một lão tiền bối, sao lại mặt dày không biết xấu hổ như thế chứ? Thuốc bổ cũng không nên uống quá nhiều đâu. Thương Khung lau máu mũi nghiêm túc nói. Triệu Bân bĩu môi, chỉ liếc mắt nhìn lão ta một cái rồi xoay người bước đi. Hắn thỉnh ra vua Man. Sau khi đại chiến kết thúc thì hắn mới biết đây là vua Man đời thứ ba. Cho dù chỉ còn là một thi thể thì thi thể của vua Man đời thứ ba cũng rất nặng nề, nếu không dùng chân nguyên thì hắn không thể nào lay chuyển được cỗ thi thể này. Tiếp đến hắn tìm một khối đá lớn tạo thành một quan tài đá đặt thi thể vua Man vào. Bụi về với bụi, đất về với đất, Triệu Bân bắt đầu kết ấn. Đột nhiên, cỗ quan tài đá nặng nề đã chìm xuống đất từng tấc một. Đây đúng là thuật trầm quan nhưng lại không thể nào khiến cho cỗ quan tài nặng nề chìm hẳn xuống dưới, chỉ chìm được một nửa liền bất động, một nửa trong lòng đất, một nửa ở bên ngoài. Người học lỏm thuật trầm quan đúng không? Thương Khung liếc mắt nhìn Triệu Bân hỏi. Đám thi tộc mới là đám học lỏm, Triệu Bân ý vị thâm trường nói, thuật trầm quan của hắn là do Nguyệt Thần dạy cho nên tuyệt đối chính tông, nguyên nhân chính là vì tuyệt đối chính tông nên cỗ quan tài này mới không thể chìm hẳn xuống dưới. Tại sao lại không chìm xuống hẳn được? Chắc chắn trong cõi hiểu minh đã xảy ra vấn đề trước đây hắn đã từng cố gắng thịnh ra vua Man đời thứ nhất cùng vua Âm Nguyệt ra trợ chiến nhưng cũng đã chặt đứt liên hệ. Về phần tại sao thi tộc lại có thể thi triển thuật trầm quan dễ dàng hơn hắn mà không bị hạn chế chính là do thi khối của bản chúng không chìm vào cối ừ minh thật sự. Hai loại thuật trầm quan này không thể so sánh được với nhau, cục diện giờ đây lại có chút nực cười, chính tông không thể thực hiện được nhưng hàng nhất thì lại có thể. Hắn thử nhiều lần nhưng vẫn không hiệu quả. Bất đắc dĩ, hắn lại phải lôi quan tài đá lên. Đợi hắn trở về sẽ tìm một mảnh đất phong thủy tốt an táng vua Man đời thứ ba. Lúc này hắn mới khoanh chân ngồi xuống, lấy hoa huyết linh bảy màu ra trước mặt. Bông hoa vừa nhìn là biết không phải vật tầm thường, thảo nào lại tuyệt tích ở bên ngoài. Triệu Bân vừa vận chuyển công pháp vừa tĩnh tâm hấp thu. Tinh túy của hoa huyết linh bảy màu chậm rãi rót vào trong cơ thể của hắn, mang theo một nguồn năng lượng thần bí hỗ trợ khí lực cùng căn nguyên dung hợp. Quả nhiên nó có năng lực này. Tuy nhiên, năng lực này rất yếu. Dù sao thì đây cũng chỉ là một loại ngoại lực. Thương Khung vẫn còn ở đó. Ông ta cũng rất chuyên nghiệp, thấy Triệu Bân đã khoanh chân nhắm mắt, trên đỉnh núi lại không có người thì liền lén lấy một con dao găm cắt qua cổ tay của thi thể cấp tiên lấy một giọt máu. Chỉ có điều, khi máu vừa chảy ra thì đã biến thành xương tiêu tán trong thiên địa. Ông ta không thể nào quan sát được rõ ràng. Vì không thể quan sát rõ ràng cho nên ông ta lại tiếp tục lấy máu. Hừ! Trong chốc lát, đột nhiên Triệu Bân lại kêu lên một tiếng. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại kêu rên,
không biết mình lại đau ở chỗ nào. Nguyệt thần đã nhìn thấy tất cả những chuyện này. Nhưng giờ phút này cô ta cũng không có thời gian để ý tới Triệu Bân. Cô ta đang chăm chú quan sát chúc phúc và lời nguyền, cả hai bên đều có ánh sáng vĩnh hằng bao phủ, cẩn thận xem xét thì mới thấy hai bên đang triệt tiêu lẫn nhau, Triệu Bân kêu rên chính là vì nguyên do này. Phát hiện được điều này, hai mắt cô ta liền sáng lên. Cô ta thật sự đã xem thường chúc phúc, không ngờ nó lại ẩn giấu sức mạnh vô cùng to lớn, còn có thể hóa diệt lời nguyền. Đương nhiên tiêu hao cũng không nhỏ, lời nguyền diệt vong thì chúc phúc cũng hao tổn, đây là tình thế lượng bại câu thương cho nên cả phúc chúc phúc lẫn lời nguyền rủa đều đang chậm rãi tiêu tán cùng với nhau. Như thế cũng tốt, khi lời nguyền bị hóa diệt thì cô ta cũng không cần phải ở lại nơi quỷ quái này nữa. Nghĩ đến đây, cô ta lại một lần nữa rút kiếm công phạt, trợ chiến cho chúc phúc. Ở bên kia, chúc phúc chín kiếp cũng giống như cô ta. Kể từ khi lời nguyền xuất hiện thì đây là lần phản công lớn nhất của bọn họ. Hự, Triệu Bân càng lúc càng kêu rên thường xuyên hơn. Thương Khung trầm mặc nhìn hắn. Trước, tiếp, dung hợp căn nguyên là chuyện rất thoải mái, tại sao trông hắn lại thống khổ đến như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ hoa huyết linh bảy màu còn có thể giúp cho ngươi lột xác biến hình? Nhưng hắn thật sự đã lột xác. Đắm mình trong ánh sáng, khí lực của Triệu Bân dâng lên. Toàn thân của hắn cũng lóe sáng, ngay cả khí tức toát ra ngoài cũng vàng rực, sinh mệnh lực tràn đầy, mênh mông cuồn cuộn. Dị tượng huyết mạch của hắn cũng đã rõ ràng hơn rất nhiều. Ồ, Thương Khung bỏ qua thi thể, chậm rãi bước đến bên cạnh Triệu Bân. Rồi ông ta lại giống như một con chó liên tục đánh hơi trên người Triệu Bân. Đánh hơi hồi lâu thì ông ta mới ngưng lại, trước khi rời đi còn xin chút khí huyết của Triệu Bân để nghiên cứu. Khí huyết nằm trong lòng bàn tay của ông ta nhưng ông ta nhìn mãi cũng chẳng biết đây là huyết mạch truyền thừa gì. Xem đi, con người một khi bị chọc giận thì chuyện gì cũng làm được. Đúng là lão già mất nết. Cũng không biết đang nghĩ gì mà Thương Khung lại đi truyền khí huyết của Triệu Bân vào trong thi thể cấp tiên kia. Không ngờ chỉ trong một khoảnh khắc mà thi thể đã thật sự mở mắt ra. Thi thể cấp tiên mở mắt, uy thế đáng sợ hiển lộ ngay lập tức. Quan tài băng ngọc ở trên tế đàn cũng sụp đổ. Hự, Thương Khung kêu lên một tiếng thảm thiết, ông ta đã bị uy thế của thi thể cấp tiên chấn trở mình. Triệu Bân cũng bị hất tung, hắn không biết mình bị hất văng đến tận đâu, chỉ có cảm giác cả người như bị người khác đánh bay ra ngoài rồi va thẳng vào một vách đá. Chuyện còn chưa kết thúc. Thi thể cấp tiên kia lại đứng dậy. Y phục cùng mái tóc của thi thể không gió mà tự bay, trên thi thể còn hiện lên một tầng ánh sáng màu tím lan tràn ra bốn phương tám hướng. Ánh sáng đó mang theo uy áp đáng sợ khiến cho bất cứ nơi nào mà nó tràn tới đều lần lượt bị nghiền nát hoặc sụp đổ. Đỉnh núi ở dưới chân thi thể là thảm nhất, trong nháy mắt đã bị nghiền nát. Thương Khung và Triệu Bân phải gánh chịu tai ương, lập tức bị đất đá vùi lấp. Không chỉ có hai người chật vật mà những người trong thành cũng đều như vậy. Hầu hết bọn họ đều đang thu xếp hành lý cùng với Trận Văn, không biết tại sao đỉnh núi kia lại đột nhiên sụp đổ, đến các lầu các xung quanh cũng bị nghiền nát cho nên có không ít người đã bị chôn vùi ở bên trong. Trên gương mặt của thi thể cấp tiên không có một chút cảm xúc nào. Ánh mắt của thi thể thì mờ mịt, không hề có tiêu cự. Hình thái này trông giống hệt một con rối. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao thi thể cấp tiên lại thức tỉnh? Thi thể vùng dậy thật sao? Khắp hòn đảo nhỏ đều vang lên những tiếng cả kinh, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên hết sức khó coi, lấm lem bụi đất. Triệu Bân cũng là một trong số đó, hắn đang bò ra khỏi đống đổ nát cùng với Thương Khung. Ông đã làm cái gì vậy? Triệu Bân mắng. Ta chẳng làm gì cả, chỉ truyền vào trong thi thể một chút khí huyết của ngươi mà thôi, Thương Khung đáp. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì thi thể cấp tiên đã từ trên trời giáng xuống. Hai người chỉ vừa mới đứng vững thì lại bị chấn trở mình. Triệu Bân thì không sao bởi vì hắn có nội tình hùng hậu cho nên có thể miễn cưỡng gánh chịu được, nhưng Thương Khung thì rất thảm. Ông ta bị uy lực cực mạnh chấn đến mức máu thịt be bét rồi rơi vào một vũng nước, sau đó nhuộm đỏ cả vũng nước đó. Thi thể cấp tiên không để ý đến Thương Khung, chỉ đi thẳng tới chỗ Triệu Bân. Toàn thân của thi thể lúc này toàn là tử khí. Triệu Bân thấy vậy thì sắc mặt trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Đây là điềm báo của thi biến, âm khí tích tụ khiến cho thi thể vùng dậy, chuyện này bên trong Thiên Thư Huyền Môn đã có viết.
Thương Khung lại dám dùng khí huyết của người sống đẩy vào bên trong một thi thể cho nên mới dẫn đến sự biến đổi quái dị này. Nghĩ đến đây, hắn lại phất tay biến ra bùa phong ấn. Những lá bùa phong ấn giống như tiền giấy từ trên trời rơi xuống dán lên khắp nơi trên thi thể cấp tiên, mỗi một lá bùa đều nở rộ ánh sáng làm gia tăng lực phong ấn. Thi thể dừng lại, hai cánh tay cũng chậm rãi buông thõng xuống. Thấy vậy Triệu Bân mới có thể thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn tới gần thì thi thể lại bộc phát ra âm khí mãnh liệt. Phụt! Triệu Bân hộc máu, lần thứ ba bị chấn trở mình. Hắn còn chưa kịp rơi xuống thì thi thể đã xiêng tới muốn chộp lấy hắn, đôi mắt mở một lúc giao quang, âm khí mà thi thể bộc phát ra quét đến từng đợt lạnh thấu xương khiến cho chân nguyên cùng tiên lực của người có khí huyết trị cương chi dương như Triệu Bân cũng đều chậm rãi đóng thành băng, vèo. Triệu Bân nhanh nhẹn phi thân về phía sau. Tuy tốc độ của hắn không hề chậm nhưng vẫn không tránh được âm khí đang tràn đến. Vai trái của hắn bị âm khí chém ra một vết thương, hàn ý xâm nhập vào khí lực của hắn, tác loạn bên trong thân thể của hắn khiến cho hắn không khỏi rùng mình. Phá cho ta! Hắn mạnh mẽ lưu chuyển tiên lực xua tan âm khí. Các trưởng lão khác đã đến nơi, khi nhìn thấy cục diện này thì cũng không ai nói lời nào mà đều thi triển bí thuật phong ấn. Thi thể cấp tiên còn chưa đứng vững thì đã bị trúng chiêu. Tuy nhiên chỉ như vậy thì chưa đủ. Âm khí mãnh liệt mà thi thể bộc phát ra đã chấn diệt hoàn toàn tất cả phong ấn. Các trưởng lão lần lượt hộc máu, tất cả những người vừa thi triển thuật phong ấn đều bị chấn bay, nội tình hơi yếu như lão tổ Mộ gia còn bị nát một cánh tay. Thi thể cấp tiên không hề để ý đến người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Bân. Điều này khiến Triệu công tử rất khó hiểu, thậm chí còn có vẻ bối rối. Ở đây có nhiều người như vậy tại sao ngươi chỉ nhìn chằm chằm vào ta, chẳng lẽ vì ta đẹp trai quá hay sao? Cho dù ta có đẹp trai đến cỡ nào thì cũng không nên theo đuổi như thế chứ. Thật ra chuyện này chẳng liên quan gì đến ngoại hình của hắn. Tất cả là bởi vì khí huyết của hắn đang nằm bên trong thi thể cấp tiên cho nên thi thể mới dõi theo hắn, nếu như khí huyết là của Thương Khung thì thi thể cũng sẽ chú ý đến Thương Khung như vậy thôi. Tóm lại. Lão già 8.000 tuổi đó đã cố ý muốn hãm hại Triệu Bân. Mau chóng rời khỏi Đông Hải. Triệu Bân chỉ để lại một câu rồi ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Hắn phải dẫn thi thể cấp tiên này đi chỗ khác, nếu như thi thể đại khai sát giới ở đây thì tất cả mọi người trên đảo đều sẽ phải gánh chịu tai ương. Thi biến cấp thiên võ bọn họ còn có thể ứng phó nhưng thi biến cấp tiên thì lại là một câu chuyện khác. Vèo. Thi thể cấp tiên ngay lập tức đuổi theo hắn ra ngoài. Nhìn lại các lão cường giả khác, tình trạng của bọn họ không có chật vật nhất, chỉ có chật vật hơn, đa phần đều, không thể đứng vững, khóe miệng tràn đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Đây chính là uy lực của tiên hay sao? Dù chỉ còn là một thi thể nhưng vẫn có thể bộc phát ra uy thế đáng sợ đến như vậy, nếu như là một vị tiên thật sự thì còn khủng khiếp đến mức nào nữa? Họ không đuổi theo. Đuổi theo chỉ thêm vướng chân vướng tay. Đi nhanh. Đại trưởng lão Ma Điện lập tức hạ lệnh. Đem theo tất cả những thứ có thể mang đi, còn những thứ không thể mang đi thì cứ để đấy. Lỡ như một lúc nữa thi thể cấp tiên kia quay lại thì bọn họ chắc chắn không thể kháng cự nổi. Thương Khung ở bên kia cũng đã được đỡ lên. Nhưng sắc mặt của các trưởng lão đều đã đen lại, bọn họ đều nghe thấy lời mắng mỏ vừa rồi của Triệu công tử cho nên liền biết chuyện này có liên quan đến Thương Khung. Chỉ có trời mới biết vị lão tổ này đã làm chuyện gì với thi thể cấp tiên kia. Ngay sau đó, một đám đông người ngựa đã lao ra khỏi đảo nhỏ. Dưới ánh trăng, Đông Hải dậy sóng ngập trời. Uy thế của thi thể cấp tiên tràn đến đâu là ở đó dậy sóng. Cô ta vừa giống như một con rối lại vừa giống như một bóng ma, rõ ràng chỉ là một thi thể nhưng lại có thân pháp biến hóa kỳ dị, Triệu Bân giỏi nhất là chạy trốn nhưng cũng không thể chạy thoát. Thương Khung khốn kiếp, gương mặt Triệu Bân cũng đen lại, hắn mắng ầm cả lên. Mắng thì mắng nhưng trốn thì vẫn phải trốn. Hắn tất nhiên biết rõ ràng nhất bản lĩnh của mình cao bao nhiêu. Ngay cả thi khôi cấp thiên võ hắn còn không đánh lại thì đừng nói đến cấp tiên. Vèo. Dưới ánh trăng, hắn đã chạy trốn đến một hòn đảo nhỏ hoang vắng. Ngay trước khi rơi xuống, hắn biến ra rất nhiều phân thân, để chúng chạy ra khắp nơi bày sẵn trận pháp. Xác tiên quá nhanh và mạnh, hắn phải dùng triệu hồi ngược hướng để thoát thân. Sau đó thì chạy càng nhanh càng tốt. Đùng. Xác tiên đuổi theo sát nút. Âm khí mà bà ta mang theo vẫn lạnh lẽo như băng vậy,
nhấn chìm từng cánh rừng, hoa cỏ cây cối đều bị thứ âm khí kia ăn mòn nên khô héo trong thoáng chốc, mặt đất còn phủ một lớp băng vụn. Sau đó, cả ngọn núi bị một chưởng của bà ta đánh sập. Trong lúc đất đá bay loạn xạ, Triệu Bân chạy thoát ra ngoài, trước khi xác tiên lao tới đã thuấn thân biến mất, dùng thuật triệu hồi ngược hướng, đồng thời dùng vài lần cùng lúc, thoát ra khỏi khu vực này. Nhưng hắn đã đánh giá thấp xác tiên rồi. Hắn vừa mới đứng vững, xác tiên đã đuổi tới nơi. Đừng tưởng bà ta là nữ tử, thực chất thân thể kia vô cùng nặng nề, bước chân dẫm xuống mà nền đất rung chuyển, một dãy núi ở bên cạnh ầm một tiếng vỡ nát, mặt biển cũng chịu ảnh hưởng, sóng gió cuộn trào. Khóa chặt mục tiêu vậy sao? Triệu Bân nhíu mày, hắn dùng cả trận triệu hồi rồi, thế mà bà ta vẫn theo kịp được. Điều này khiến hắn bất giác nghĩ rằng xác tiên đã khắc lạc ấn nào đó lên người hắn, có thể truy đuổi cùng có thể khóa chặt mục tiêu. Ở phía đối diện, âm khí cuồn cuộn bốc lên, từ nơi âm khí che phủ, xác tiên bước từng bước ra ngoài. Trước, tiếp, Triệu Bân xách kiếm Long Uyên, nhưng sau đó thu lại, đổi thành một vật khác. Hắn lấy đàn đá ra, đặt nó lơ lửng trước mặt, tự giác gảy một khúc vô xương. Khúc nhạc do hắn tự sáng tác, cầm âm tràn ngập đau thương, trong đau thương còn ẩn giấu cầm ý bá đạo. Tiếc rằng thứ này không có tác dụng gì với xác tiên. Cầm ý của hắn đụng phải âm khí như hòn đá chìm xuống biển, không thấy chút bọt sóng nào, bước chân của xác tiên không hề chậm lại, hiển nhiên khúc vô xương không có tác dụng với bà ta. Tiền bối, có gì từ từ nói. Ta đâu đụng gì tới tiền bối, tại sao cứ nhắm vào vãn bối mãi thế? Hay là ta đốt cho người ít tiền giấy nha? Triệu Bân bắt đầu dùng tới chiêu khua môi múa mép, nói hết câu này đến câu khác không ngừng nghỉ, nhưng bất kể hắn nói thế nào, xác tiên cũng không phản ứng, hay nói cách khác là ngôn ngữ bất đồng, mới thấy được tầm quan trọng của việc học một môn ngoại ngữ. Nếu hắn thông hiểu ngôn ngữ của xác chết, chắc chắn có thể trao đổi với bà ta. Bây giờ có nói nhiều cũng thành phí lời, người ta đâu thèm để ý tới hắn. Đùng! Xác tiên giơ tay lên, vung trưởng tới. Tiểu Kỳ Lân gầm gào, điều động chút sức mạnh còn lại để giúp Triệu Bân mở Kỳ Lân hóa, cũng trong khoảnh khắc ấy, Triệu Bân gắng gượng dùng lồng thiên cương, sau đó còn thêm cả rồng thần vẫy đuôi. Nhưng những thứ này dường như chỉ là vật trang trí. Lồng thiên cương vỡ tan trong một khoảnh khắc, rồng thần vẫy đuôi quật lên xác tiên chẳng những không lay chuyển được gì, mà còn khiến nó vỡ nát luôn, thế nhưng một chưởng của xác tiên đánh bay Kỳ Lân hóa, dư chấn từ chưởng kình khiến ngũ tạng của Triệu Bân nứt ra, xương cốt cũng kêu lên răng rắc. Quá lớn, cách biệt quá lớn. Nếu đổi lại là võ tu địa tạng bình thường khác, một chưởng này là đủ thành cho. Hồng tước, ma xui quỷ khiến thế nào, Triệu Bân thét lên như vậy. Chỉ hai chữ này thôi, xác tiên bỗng dừng lại, đứng lặng ở đó, cử động của một cách cứng nhắc. Điều này khiến Triệu Bân nhớn mày, là hồng tước của đại hạ thật à? Nếu không tại sao lại có thần thái này? Hồng tước, người nào đó phấn khởi hắn, gọi thêm lần nữa. Sợ xác tiên không nghe thấy, âm thanh này còn được cộng hưởng cùng võ hồn. Vừa gào thét, hắn vừa không quên giải bùa thành từng mảng, bởi vì lúc này đây âm khí bị tắt ngúm, khí thế cũng đang sụt giảm, chưa biết chừng còn có thể phong ấn được bà ta. Trước, tiếp. Xác tiên không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng cử động cổ, mặc cho bùa chú gắn lên cơ thể mình. Thấy vậy, Triệu Bân càng thêm hăng hái, bùa phong ấn trong chiếc nhẫn ma cũng bị lôi ra hết, hắn không hề quan tâm đến giá trị của chúng, cứ thế quấn người ta hết lớp này đến lớp khác, sức mạnh phong ấn biến thành luồng sáng lóe ra. U. Đột nhiên, gió lạnh trong rừng thổi rất mạnh. Triệu Bân vô thức liếc mắt nhìn sang. Đập vào mắt là cả đoàn người mặc áo giáp và cầm thương từ đằng xa đi tới, giống như binh lính đánh trận vậy, xếp thành hai đội đều tăm tắp, bước chân cũng đồng đều. Kỳ lạ ở chỗ trên vai mỗi người bám đầy bụi bặm, ánh mắt đờ đẫn như con rối, chẳng khác nào những cái xác biết đi không có cảm xúc. Âm binh mượn đường. Triệu Bân trông thấy mà hai mắt khẽ nheo lại. Hắn từng thấy được cảnh tượng này ở bên ngoài lăng mộ của vua Man. Lúc đó tu vi còn thấp. Lão đạo mặc áo liệm nhỏ một thứ nước thuốc kỳ lạ vào mắt hắn, hắn mới trông thấy âm binh. Bây giờ hắn đã đạt đỉnh cao địa tạng, cộng thêm cả thiên nhãn nên có thể trông thấy rõ ràng. Chính vì trông thấy nên ánh mắt của hắn mới rất lạ, vô thức đảo quanh. Lão đạo áo liệm từng nói, nơi nào có âm binh mượn đường, nơi đó sẽ có mộ lớn. Mộ hay không, không quan trọng.
Quan trọng là âm binh ngừng lại và đồng loạt nhìn về phía này. Ánh mắt ấy khiến toàn thân Triệu Bân lạnh ngắt, chắc hẳn là cái nhìn nhòm ngó từ cõi âm. Trên thực tế, âm binh không nhìn hắn mà đang nhìn sát tiên. Đùng, đùng. Âm binh cử động rồi, đội ngũ chỉnh tề với bước chân đồng nhất ấy nên xuống đất bình bịch, trong lúc đi lại còn chia làm hai tốp, một tốp tiến về phía sát tiên, một tốp hướng về Triệu Bân. Triệu Bân nhớn mày, ý gì đây? Âm binh muốn bắt sát tiên, hắn hoàn toàn hiểu được, có lẽ vì chức trách. Nhưng với khí thế của âm bệnh, dường như còn định trái luôn cả hắn. Nghĩ đến đây, hắn âm theo xác định chạy. Thế nhưng, chạy được vài bước trời đất bằng đổi sang màu xa quám, ngẩng đầu trông thấy, dường như có tấm màn đen che phủ, không còn trông thấy bầu trời cũng không thấy tinh tú hay ảnh trăng nữa. Xung quanh chẳng còn rừng cây hay đỉnh núi đập vào mắt chỉ thấy đen ngâm ngâm, thậm chí hắn còn không phân biệt được phương hướng, giống như rơi xuống âm phủ không trông thấy ánh sáng. Phải rồi, hình như nơi này là âm ti thật. Lão đạo Áo Liệm cũng từng nói, cõi âm và dương gian sẽ giao thoa trong một khoảnh khắc và một địa giới nào đó, ví dụ như hiện giờ, vùng đất này thuộc về cõi âm mà cũng thuộc về dương gian, sở dĩ trời đất thay đổi là vì đám âm binh này. Nói thật lòng, đây là lần đầu hắn gặp cảnh ấy. Đặt bà ấy xuống, đi theo ta. Âm binh đi đầu điềm nhiên nói. Câu nói này khô khốc và không chút tình cảm nào, giống như âm thanh từ địa ngục, lạnh lẽo và tịch mịch. Lời này vừa dứt, gió lạnh trong bóng tối điên cuồng thổi thốc, tạo thành những tiếng ù ù như lệ quỷ đang gào khóc. Đi đâu, Triệu Bân hỏi. Âm Tào địa phủ. Âm binh nhe hàm răng trắng ẩn, bộ dạng trông còn đáng sợ hơn lệ quỷ. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, cố gắng nhẫn nhịn để không chửi thề. Cha mụ nội ngươi, tiên sư bà nhà ngươi, dám chạy tới dương gian bắt người. Ta đã chết quái đâu, xuống âm Tào địa phủ cái đuổi bầu ấy. Âm binh không nói gì thêm, cầm chiến mâu lao tới. Triệu Bân không sợ, đặt xác tiên vào trong chiếc nhẫn ma rồi lôi kiếm Long Uyên ra. Ông đây không gầm gừ, người tưởng ta là con chuột chắc. Trong lúc này, âm binh đã lao đến, chiến mâu trong tay rất kỳ quặc, nó phát ra một thứ ánh sáng rùng rợn khiến võ hồn của Triệu Bân đau nhức, chắc chắn là binh khí nhắm vào linh hồn. Hắn né qua trong thoáng chốc, trở tay vung kiếm chém nứt đầu kẻ đó, âm binh thứ hai lập tức trở tới, há miệng phun lửa, nhưng ngọn lửa này vô cùng lạnh lẽo khiến tâm trí của hắn hoảng hốt. Thần rồng vẫy đuôi. Triệu Bân thét lên, con rồng lớn màu vàng kim đột nhiên xuất hiện. Âm binh thứ hai nổ tung ngay tại chỗ, đến cả âm binh thứ ba nhào tới cũng bị nổ tung luôn. Dù là như thế, âm binh vẫn không ngừng nhào tới, không hề sợ hãi, giống như những con rối vậy. Họ liên tục và nối tiếp nhau, Triệu Bân cũng dũng mãnh thiện chiến, tay cầm Long Uyên chém bừa chém loạn. Chủ yếu là vì tức. Âm binh thì ghê gớm lắm à. Âm binh có thể đến dương gian bắt người sống sao, ghê gớm quá nhỉ. Đùng, keng, phụt. Trong bóng tối, nhiều âm thanh hỗn tạp vang lên. Âm binh tuy nhiều, nhưng không giỏi chịu đòn. Triệu công tử giải quyết vấn đề nhanh gọn, chém hết đám này đến đám khác. Âm binh đen thùi lùi không chấn áp nổi một người như hắn, bị chém cho đổ dạp tứ tung, cả âm binh lẫn binh khí đều bị chém nứt. Âm binh chết xong thì biến thành một làn khói. Sau đó biến mất trong bóng tối. Điều khiến Triệu Bân nhớn mày là hắn càng chém thì âm binh càng nhiều. Trước, tiếp, hay nói cách khác, âm binh bị hắn tiêu diệt lại tái sinh, từ trong bóng tối lao ra. Triệu Bân ngước nhìn lên phía trên. Hắn vẫn không trông thấy bầu trời sao, đứng trong bóng tối giống như đứng trong màn đêm vô hạn của Sở Vô Xương, dường như bị ngăn cách nên không có cảm nhận gì về thế giới bên ngoài. Thậm chí không cảm nhận được phân thân của mình. Hắn phải ra ngoài. Cái chỗ quái quỷ này, càng ở lại lâu càng không an toàn. Âm binh còn đỡ, chúng chỉ là đám tép siêu, lỡ như chọc phải nhân vật lão làng, hắn không trụ được đâu. Đùng! Âm binh đi đầu không nhìn nổi nữa, đích thân xách chiến mâu lao tới. So với các âm binh khác thì kẻ này đã được coi là nhân vật máu mặt, dùng chiến mâu làm bút, vẽ vòng sáng trên mặt đất. Nhốt Triệu Bân vào bên trong. Bên trong vòng sáng này có lửa cháy ngùn ngụt, tuy chẳng gây tổn hại gì cho thân xác, nhưng lại thiêu đốt võ hồn bản mệnh, hủy hoại hồn lực ở mức độ cao nhất. Phá! Triệu Bân quát một tiếng, vung kiếm chém đứt. Âm binh đi đầu mặt mày u ám, chiến mâu trong tay cũng biến thành một sợi xích đen ngòm, phóng ra khỏi tay hắn ta như con rắn điện, quấn lên cơ thể Triệu Bân, ngó lơ thân xác, chỉ tấn công võ hồn.
Một sợi xích cũ nát mà cũng đòi trói ta ư? Triệu Bân cười khẩy, giơ tay giật đứt sợi xích. Đòn tấn công này khiến âm binh đi đầu rất khó chịu, hắn ta rên rỉ. Triệu Bân nhanh như chớp, chỉ vài bước đã lao tới, đâm kiếm xuyên qua lồng ngực hắn ta. Á! Tiếng la thảm thiết của âm binh đi đầu vô cùng thê lương. Cũng giống như đám âm binh khác, hắn ta cũng biến thành một làn khói lẫn vào trong bóng tối. Quỳnh! Triệu Bân lấy bảo liên đăng, dùng tiên lực để thắp sáng nó. Liên hỏa rực rỡ, kim quang chói lọi mang đến một vùng sáng cho bóng tối nơi này, đã thế, ánh sáng rất bá đạo, âm binh nào chạm phải sẽ bị tiêu diệt ngay. Điều này khiến hắn cảm thấy bất ngờ, vốn tưởng ngọn đèn này có thể tìm được đường ra, không ngờ lực sát thương khủng khiếp đến vậy. Không tìm được đường ra. Nhưng ánh sáng từ bảo liên đăng lại gọi được thứ ánh sáng rực rỡ hơn. Đó là ánh mặt trời. Ánh mặt trời buổi ban mai ở dương thế. Ánh mặt trời khiến cõi âm ở khu vực này biến thành dương gian. Triệu Bân cảm thấy hai mắt tối thuê. Trước, tiếp, đến khi mở mắt ra lần nữa, cảnh vật xung quanh trở lại dáng vẻ ban đầu, không thấy bóng tối, cũng không thấy âm binh, nhưng tiếng gào thét thê thảm của âm binh dường như vẫn quanh quẩn bên tai, chỉ nghe thôi cũng thấy rùng rợn. Một lúc lâu sau, Triệu Bân vẫn chưa hoàn hồn. Trải nghiệm đêm qua của hắn thật sự quá ly kỳ, bị sát tiên truy sát thì thôi. Đụng phải âm binh mượn đường còn bị mời tới cõi âm đánh một trận, nói ra chắc chẳng ai tin. Nhắc đến sát tiên, hắn hoảng loạn lôi bà ta ra. Sát tiên đã nhắm mắt, nằm yên ở bên trong, tòa thân dán đầy bùa phong ấn, nhưng trạng thái của bà ta không hề ổn định, mi mắt vẫn rung rung, có thể mở mắt ra bất cứ lúc nào. Ra đây! Triệu Bân khẽ quát một tiếng, ép ra được khí huyết màu vàng từ trong cơ thể sát tiên. Thương khung đã rót khí huyết của hắn vào trong cơ thể sát tiên nên mới xảy ra biến dị. Thậm chí hắn còn nghi ngờ, sát tiên truy sát hắn là vì điều này. Phụt! Ánh sáng ấm áp của buổi sáng tiêu diệt hết âm khí của sát tiên. Tinh thần căng thẳng của Triệu Bân bấy giờ mới dịu lại, một tia khí huyết mà suýt thành đại hỏa. Nếu sát tiên đại khai sát giới, đó sẽ là hạo kiếp, có trời mới biết bao nhiêu người sẽ gặp nạn. Sau khi bình ổn được tâm trạng, hắn mới chắp tay đi một vòng quanh sát tiên. Chắc đến tám phần rằng vị này là Hồng Tước, đêm qua hắn phải gọi tên thì sát tiên mới chịu dừng. Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán. Chuyện trùng hợp, thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Hửm! Đột nhiên, hắn nghe thấy âm thanh lạ ở sau lưng. Đợi khi nhìn lại, đột nhiên thấy một bóng người chui lên từ dưới lòng đất, là một ông già tóc tai rũ rượi, trong tay cầm theo món đồ kỳ lạ, la bàn. Lại là một nhân tài đào mộ, Triệu Bân thầm nghĩ. Nơi có âm binh mượn đường chắc chắn có mộ lớn. Nhìn ông già tóc tai rũ rượi mặt mày trắng bệch, xung quanh còn vương đầy âm khí này là biết ông ta vừa từ trong mộ chui ra, làm công việc đòi hỏi kỹ năng nhưng rất thiếu âm đức. Khi hắn nhìn sang, ông già tóc tai rũ rượi đã bước tới. La bàn trong tay ông ta là một món đồ thần kỳ, trong phạm vi nhất định, nếu có cổ thi lớn mạnh, la bàn sẽ có phản ứng. Hiển nhiên, ông ta nhìn theo hướng chỉ của la bàn rồi lần mò tới đây, tìm cũng rất chuẩn nên chạy thẳng tới, ngó lơ Triệu Bân, chỉ nhìn chằm chằm vào sát tiên mà hai mắt lóe ra ánh sáng, suýt chút nữa bùng cháy luôn. Dường như đây là một cổ thi cấp tiên. Thi thể này thuộc về ta rồi. Trước, tiếp, ông già tóc tai rũ rượi điềm nhiên nói, tay chân không hề rảnh rỗi, bàn tay đã mò về phía sát tiên. Ông ta không ngốc, biết rằng đây là một báu vật. Nếu có thể luyện thành con rối thì đi đâu cũng đường hoàng mà cất bước. Đã bảo rồi, trước khi ra đường ông ta đã xem hoàng lịch, hôm nay chắc chắn sẽ gặp cơ duyên. Soạt, Triệu Bân còn nhanh nhẹn hơn, phất tay cất xác tiên đi. Bây giờ các lão bối vênh váo như vậy à, giá cả còn chưa thương lượng đã đòi cướp đòi giật rồi. Võ tu địa tạng quen, thích chết à. Bàn tay khô quắt của ông già tóc tai rũ rượi biến thành trường đao, chém thẳng về phía Triệu Bân. Triệu Bân đột nhiên đứng bật dậy, cất bước tránh đi, tiện thể tóm lấy cổ tay của ông già xóa tóc, sau đó quật ông ta một cái, chắc là lần đau nhức nhất từ khi ông già tóc tai rũ rượi này tu đạo đến nay. Nền đá cứng ngắc cũng vỡ ra, đá vụn bay khắp nơi. Ông già tóc xóa dù là cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên cũng bị quật cho ngũ tạng hao tổn. Thêm nữa nào, Triệu Bân khí huyết tràn dâng, thắt lưng gồng sức, tiếp tục quăng ông ta lên. Người căn cơ vững vàng như ông già này cũng rất giỏi chịu đòn,
quăng quật vài ba lần chắc là rất cần thiết đấy. Phụt, ông già tóc xóa cũng là một nhân vật tàn nhẫn, chẳng buồn nghĩ gì đã chặt đứt một cánh tay, bay ra ngoài trốn chạy. Mái tóc vốn đã rũ rượi, nay sắc mặt còn dữ tợn, chẳng khác nào một ác quỷ. Hôm nay Hoàng Lịch nói không sai. Tiếc rằng dường như ông ta đánh giá thấp đối thủ mới bị đánh cho không kịp trở tay. Lực đạo của cuộc tấn công này đã vượt qua phạm vi của cảnh giới địa tạng từ lâu, từ đó cũng đủ thấy căn cơ của tên tiểu tử này hùng hậu cỡ nào. Nghĩ đến đây, ông ta lấy ra một tấm gương màu đen, dùng máu nhuộm nó, ánh sáng đen từ mặt gương tỏa ra, vọt thẳng lên trời. Ánh sáng của tấm gương này mang theo sức mạnh xuyên thấu, đã vậy còn là đòn tấn công không chút sai lệch. Triệu Bân không sợ, vung tay ra chu tiên quyết. Răng rắc, tấm gương đen ngòm yêu dị bị chọc thủng một lỗ lớn. Ánh sáng bắn ra từ tấm gương tắt ngúm trong thoáng chốc, ông già tóc tai rũ rượi phải rên lên khe khẽ, tấm gương nhuốm máu của ông ta, tinh thần cũng gặp phản vệ khi tấm gương bị phá hủy. Binh, Triệu Bân chỉ cần vài ba bước đã lao tới, tung hám sơn quyền mạnh mẽ và bá đạo. Uy lực đáng sợ của nó khiến ông già xóa tóc biến sắc. Tên võ tu địa tạng này rốt cuộc là thứ quái thai dị dạng gì, mạnh đến khó hiểu. Trong lúc chớp nhoáng, ông ta niệm ấn chủ bằng một tay, ngưng tụ được một tấm khiên màu vàng chắn trước cơ thể. Uy lực từ nắm đấm của Triệu Bân không gì địch nổi, một cú đấm tan tấm khiên, dư chấn vẫn rất bá đạo, làm về luôn chân nguyên hệ thể của ông già sư tóc, để lại một vết làm sâu trên lồng ngực ông ta, xương cốt bắn ra, máu thịt văng tung tác. Ông già tóc xóa sợ rồi, bị đánh cho sợ hẳn, quay đầu chạy trốn. Đáng lý ra, cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên mà chạy trốn thì rất khó ngăn cản. Nhưng vận may của ông ta chẳng ra làm sao, gặp ngay phải Thánh Tử Thiên Tông, dù nhanh đến mấy cũng không bằng mũi tên sấm sét được. Sau lưng chúng ngay một mũi tên đâm xuyên qua đan điền, chân nguyên lập tức vỡ nát, tu vi cạn sạch, biến thành kẻ tàn phế. Á! Tiếng gào thét của ông già tóc rũ rượi quá mức thê thảm. Bấy giờ ông ta mới biết mình đã chọc phải kẻ không nên chọc. Khai chiến chưa được ba đòn đánh mà đã gục rồi, đến ông ta còn thấy không tin nổi. Triệu Bân bước tới, đặt tay lên đầu ông ta, cưỡng ép soát hồn. Lần soát hồn này thu được kết quả rất khá. Thu hoạch gì nào, hóa ra người này biết hang ổ của nước Tiểu Nhật ở đâu. Đây là một niềm vui bất ngờ, sau này giao xác ông ta cho đại hạ, đủ làm nước Tiểu Nhật tức chết. Ngoài ra, ông ta còn có một cái kho báu. Tên này là nhân tài trong việc đào mồ trộm mả, trộm rất nhiều ngôi mộ lớn nên tất nhiên cũng tích lũy được khá nhiều tài sản. Thứ này được thể hiện hoàn hảo trong trí nhớ, nếu đã lục soát được, hắn cũng không khách sáo. Tiếng gào thét nhanh chóng tắt ngúm. Ông già tóc xóa bỏ mạng, bị hủy thi diệt tích. Triệu Bân không đi ngay mà tới một chỗ sâu trong khu rừng. Kho báu của ông già kia ở ngay trên hòn đảo này. Nói cho đúng hơn là giấu ở một ngôi mộ lớn trong lòng đất. Nơi nào âm binh mượn đường chắc chắn có mộ lớn, đúng là không sai được. Hắn không biết là mộ của ai, chỉ biết ngôi mộ này đã bị ông già kia khoáng sạch bách, sau đó còn xây một địa cung ở bên dưới cổ mộ để tích trữ tài vật, tiền tài châu báu, binh khí vật liệu, bí tịch cổ thư. Nhiều vô số kể. Chuyến này không uổng rồi. Triệu Bân nhấp một hớp rượu, tiện thể ném luôn bầu rượu đi. Bắt đầu càn quét như một người thu phế liệu. Mỗi khi cầm một thứ lên, hắn đảo qua một vòng, xác định nó không có gì đặc biệt mới nhét vào chiếc nhẫn ma. Mấy thứ tầm thường này về sau sẽ đem đi bán, còn đồ tốt tất nhiên phải giữ cho người nhà mình dùng. Cướp bóc sướng nhất thời, cướp mãi sướng cả đời. Chạy tới kho báu của người ta nhặt bảo bối, sướng hơn mọi thứ trên đời. Lâu như vậy rồi, chắc cũng nên ra rồi chứ. Hắn vừa nhặt báu vật vừa lầm bầm. Người nên ra ngoài ở đây là Vân Phượng và Tử Y Hầu, một người ở Cấm Địa Thiên Tông, một người ở Hình Tháp Đế Đô. Hắn phái rất nhiều phân thân trông chừng suốt ngày đêm mà không thấy hai kẻ này ra ngoài. Vân Phượng thì không sao, cô ta mới tiến cấp lên chuẩn thiên chưa được bao lâu, trong thời gian ngắn sẽ không có động tĩnh gì lớn, còn Tử Y Hầu đã đạt đỉnh chuẩn thiên nhiều năm, nếu không cẩn thận để ông ta đạt tới cảnh giới thiên võ thì khó xử lý lắm. Đột nhập vào Hình Tháp Hành Thích, Triệu Bân thầm nghĩ. Nói thật lòng, suy nghĩ này của hắn, rất nguy hiểm. Trước, tiếp, Tử Y Hầu không đáng sợ, cường giả trong Hình Tháp cũng không đáng sợ là tiên trận chu sát. Tiểu tử, tình hình thế nào rồi? Trong đầu Triệu Bân đột nhiên vang lên một câu như vậy.
Đại trưởng lão Ma Gia đang hỏi Triệu Bân thông qua phân thân của hắn. Bảo lão tổ nhà ông tắm rửa sạch sẽ rồi đợi ta. Triệu Bân vừa nói vừa nhặt một viên đá quý, nhìn từ trên xuống dưới từ trái sang phải. Là một thứ tốt, đem ra ngoài có thể bán được kha khá tiền. Hắn cũng không nỡ bán, đồ tốt chỉ có thể vô tình gặp chứ đâu thể cưỡng cầu. Đại trưởng lão Ma Gia ho khan. Các trưởng lão khác cũng ho khan, đồng loạt nhìn sang một phía. Thương Khung vẫn còn nằm trên giường bệnh đây nè. Bao nhiêu người chỉ có ông ta bị thương thê thảm nhất, suýt nữa còn bị xác tiên đánh thành đống bùn nhão. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không thể trách ai được. Là do Thương Khung tự tìm kích thích, còn suýt nữa hại chết Triệu Bân. Cứ đợi đi, với tính tình của Triệu công tử, đợi hắn về, hắn sẽ xử đẹp ông ta ngay. Nói tóm lại, ai nấy thở phào một hơi. Triệu công tử còn rảnh rang nói đùa chứng tỏ hắn không sao, chỉ không biết hắn đã xử lý xác tiên thế nào. Ở phía bên này, Triệu Bân khẽ một tiếng, hắn bới ra được một thứ vuông vức từ trong đống châu báu, được đúc từ kim huyền thiết và khắc hoa văn hình rồng bên trên, lấp lánh ánh sáng. Đối với các vương triều mà nói, thứ này là biểu trưng của vương triều, ngọc tỷ. Vương triều phong cổ. Triệu Bân nhìn xuống dưới đáy, nhận ra đây là ngọc tỷ của nước nào. Hắn cũng từng nghe về vương triều phong cổ này, nó tồn tại cùng thời đại với vương triều âm nguyệt, vận mệnh cũng giống hệt vương triều âm nguyệt khi bị diệt vong, không ngờ ngọc tỷ truyền quốc lại lưu lạc tới nơi này. Đồ tốt! Triệu Bân hà hơi vào ngọc tỷ, dùng ống tay áo trà sạch sẽ. Đợi lúc nào đó gặp nguyệt thần, hắn sẽ dùng thứ này đập quả óc chó cho tú nhi nhà hắn ăn. Cất ngọc tỷ đi, hắn tiếp tục càn quét. Đồ tốt vẫn còn chứ, ví dụ như một viên linh châu màu bạc. Hắn để nó lơ lửng giữa lòng bàn tay, nhìn ngắm hồi lâu. Chắc hẳn đây là một viên Phật châu, bởi vì khắc hoa văn Phật ra, cũng có Phật quang lấp lánh, lắng tai nghe kỹ còn thấy Phật âm vang vọng, hàm chứa ma lực, đến cả hắn nghe xong cũng thấy hoảng hốt. Niệm lực Phật ra bên trong thứ này có cả lạc ấn, mang theo sức mạnh độ hóa. Trong đan điền, Tiểu Kỳ Lân nhảy nhót tung tăng. Hiển nhiên viên Phật châu này là một báu vật. Triệu công tử không ngốc. Thứ khiến tâm trí hắn hoảng loạn không thể là Phật châu tầm thường được. Về rồi nghiên cứu cẩn thận. Triệu Bân nói rồi tiện tay nhét vào chiếc nhẫn ma. Thế nhưng, hắn vừa nhét vào chưa đầy một giây Phật châu đã bay ra, uỳnh một tiếng. Sau đó soạt một cái bay đi. Triệu Bân sững người, ôi chao, chạy đâu thế? Hắn nhanh như cắt, đuổi theo Phật châu ra khỏi địa cung, thầm nghĩ, chắc hẳn đây là viên Phật châu có linh trí, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải vậy. Không Phật châu có linh, mà là ai đó đang triệu hồi nói. Điều này rất khó tin nhé. Đã vào chiếc nhẫn ma của hắn mà còn chạy ra được. Hắn đoán không sai, có người đang triệu hồi Phật châu, bởi vì hắn nhìn thấy một bóng đèn điện, à không, chắc là một cái đầu sáng bóng. Người đó có vẻ là lão hòa thượng, mặc theo áo cà sa, toàn thân được Phật quang bao phủ. Chính lão hòa thượng này triệu hồi nó, Phật châu cũng lao về phía đó. Triệu Bân không chịu, dùng tiên lực ngưng tụ thành một tay lớn, tóm lấy Phật Châu. Đây là chiến lợi phẩm của hắn, vừa triệu hồi đã muốn lấy đi, sao mà ghê gớm quá vậy? Phật Châu rung lên, định thoát khỏi tay hắn. Triệu Bân khẽ quát trong lòng, cưỡng ép phong cấm. Lão Hòa Thượng cũng nhanh chóng tới khu vực này. Bấy giờ Triệu Bân mới thấy bên cạnh Lão Hòa Thượng còn có một tiểu Hòa Thượng, tròn xoe như một quả bóng vậy, từ đầu đến chân đen thui như than. Nếu đặt vào ban đêm, chắc hẳn sẽ không ai trông thấy. Ngưu Anh, Triệu Bân trông thấy mà sững sờ. Đúng vậy, là người bạn tốt của hắn ở thành Vong Cổ, tên mập vô liêm sỉ. Ngày trước, khi Triệu gia bị truy sát, Ngưu Anh còn dẫn người đi cứu viện. Thật không ngờ, tên này ở Đông Hải làm tín đồ của Phật gia. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất là Ngưu Anh không nhận ra hắn, đôi mắt trong veo lấp lánh Phật quang nhu hòa. Chuyện gì thế này, Triệu Bân lầm bầm. Làm đệ tử Phật gia, đến cả trí nhớ cũng bị xóa sạch. Hay là được đệ hóa triệt để từ trong ra ngoài roi. Lão Hòa Thượng mỉm cười hiền lành, còn hành lễ Phật. Triệu Bân thu hồi ánh nhìn, đáp lễ theo phép lịch sự, tiện thể đảo mắt nhìn Lão Hòa Thượng từ trên xuống dưới, vị này rất mạnh, Phật quang phổ chiếu niệm lực dồi dào, khiến hắn không nhìn thấu được tiểu hữu và Phật ta hữu duyên, có nguyện quy của Phật không, Lão Hòa Thượng mỉm cười. Trước, tiếp, vãn bối lười biếng quen rồi, không ngộ được Phật Pháp đâu, Triệu Bân nói.
Thí chủ có tuệ căn, cho phép lão nạp chỉ bảo một phen. Lão hòa thượng mỉm cười, khẽ phất tay áo, Phật quang bay ra, phủ lên người Triệu Bân. Tiền bối cũng dùng cách này dẫn dụ hắn vào Phật môn, Triệu Bân điềm tĩnh hỏi, hắn ở đây tất nhiên là Ngưu Anh. Nói là chỉ dẫn, nhưng Phật quang mà lão hòa thượng trải ra có sức mạnh độ hóa cực lớn, nếu tâm trí không vững hoặc căn cơ yếu ớt, sẽ bị cưỡng ép độ hóa thành tín đồ Phật gia. Hắn cũng có duyên với Phật, lão hòa thượng mỉm cười ôn hòa. Có duyên, là cưỡng ép độ hóa. Triệu Bân cười khẩy, tiên lực trên cơ thể trào dâng, cưỡng ép đẩy Phật quang ra ngoài, cơn giận đùng đùng bốc lên. Tên mập vốn tung tăng cỡ nào, là một người có máu có thịt, bây giờ chỉ đứng ở đó bất động, giống như một con rối. Đây, đều là kiệt tác của Phật. Ôi! Lão hòa thượng thở dài. Toàn thân ông ta toát ra Phật quang, niệm lực cuồn cuộn tập trung lại như đại dương, nhấn chìm Triệu Bân. Đại sư, tại sao ngươi thở dài? Triệu Bân điềm tĩnh hỏi. Tiểu hữu chấp mê bất ngộ, đã rơi vào bể khổ, lão hòa thượng lại thở dài. Không vào Phật môn là chấp mê bất ngộ, đạo lý của môn tử nào vậy? Triệu Bân cười khẩy. Keng! Hắn dùng tới khí huyền hoàng, một đòn chém bay đại dương niệm lực. Đôi mắt của lão hòa thượng tràn ngập vẻ kinh ngạc, đối phương bị niệm lực nhấn chìm mà vẫn có thể phá giải được. Đùng! Trong lúc ông ta kinh ngạc, Triệu Bân đã lao tới, hám sơn quyền dũng mãnh vô biên. Lão hòa thượng thu hồi ánh mắt, chỉ thấy Phật quang nở rộ bao trùm cơ thể ông ta. Phật quang này rất kỳ lạ, rõ ràng là hư ảo nhưng lại giống như thực thể, nắm đấm của Triệu Bân như đấm vào tấm thép, không thể phá lớp Phật quang, ngược lại uy lực từ nắm đấm còn bị diệt gọn trong nháy mắt. Đùng! Lão hòa thượng cũng không khách sáo, vung nắm đấm hất bay Triệu Bân. Trong quá trình này, hai tay Triệu Bân trụm lại, chém ra Chu Tiên Quyết. Thế nhưng Chu Tiên Quyết chạm Phật quang cùng không thể phá được nó, chỉ tóc ra ánh lửa, điều này khiến hắn không khỏi nheo mắt. Phật quang hệ thể của lão hòa thượng đã được tu luyện đến đỉnh cao, dùng niệm lực làm cơ sở, sức mạnh cuộn cuộn không dứt, niệm lực không mất thì Phật quang cùng không bị phá. Phật ta từ bị thi chủ nên sớm giác ngộ. Lão hòa thượng cất tiếng như chuông đồng, trang nghiêm và hùng hồn. Ông ta vừa dứt, một bàn tay năm ngón từ trên trời giáng xuống, lòng bàn tay còn khắc chữ Vạn Phật giáo, uy lực kinh khủng, sức mạnh dồi dào, giống như một ngọn núi 8.000 trượng đang dội xuống. Triệu Bân chẳng buồn nhìn, tung rồng thần vẫy đuôi hất bay bàn tay kia. Không đợi hắn tấn công đã nghe thấy Phật âm xa xăm. Lão hòa thượng đọc chú Đại Bi, mỗi từ mỗi chữ như sấm rền. Ẩn chứa ma lực vô cùng vô tận, có thể độ hóa tâm trí con người, cũng có thể mê hoặc tâm trí con người, chỉ cần lơ đễnh là có thể bị cuốn mất tâm trí. Triệu Bân từng gặp rồi nên biết rõ mức độ kỳ dị của chú này. Nhưng chỉ dựa vào chú pháp này mà muốn hạ gục hắn thì đúng là mơ tưởng hão huyền. Chú Đại Bi dù mạnh, nhưng hắn có võ hồn, hoàn toàn có thể đối đầu được. Lão hòa thượng bất động, không ngừng đọc kinh. Ông ta thêm một ít chú tịnh thế vào chú Đại Bi. Rào. Đáp lại ông ta là tiếng gầm trầm đục của loài rồng. Rồng ngâm hổ gầm của Triệu Bân bá đạo không gì tả nổi, gắng gượng trụ vững trước hai chú pháp kia. Lại một lần nữa, trong ánh mắt lão hòa thượng lóe lên vẻ kinh ngạc. Chỉ trong một khắc thôi, sau đó ông ta khôi phục vẻ bình thường, dùng tới chú diệt thế. Đùng. Ba loại chú pháp hợp nhất, uy lực vô tận. Chú pháp của Phật gia cũng phải xem người dùng là ai. Trước đó Bát Nhã cũng từng kết hợp cả ba chú pháp này, nhưng so với ông ta thì đúng là đồ đệ gặp sư phụ, xét về uy thế thì không thể cùng đẳng cấp được. Vẫn ổn. Triệu Bân cũng không phải võ tu quèn của ngày xưa. Hắn dùng tới đàn đá, tiện tay gảy dây đàn. Khúc vô xương thong dong, bi thương, ai oán, trong bi và lụy còn ẩn giấu cẩm ý bá đạo, gặp phải Phật chú mà bất phân thắng bại. Hai thứ này vô hình vô dáng, nhưng cũng va chạm với nhau trong vô hình. Lóe ra vô số ánh lửa trắng xóa. Phật chú đang tiêu diệt cầm ý cũng đang hóa giải Phật chú. Rừng cây gặp nạn rồi. Cầm ý và Phật chú đối đầu tạo ra vô số kiếm khí, những cây cổ thụ liên tục bị gãy ngang và đổ rạp, đến cả tảng đá cứng rắn cũng bị khắc lên vô số vết nứt. Triệu Bân nhíu mày, lập tức phất tay đẩy Ngưu Đồng Tình của trận chiến quá lớn, hắn sợ Ngưu Anh chịu trận. Trên thực tế, Ngưu Anh đã chịu trận rồi, hắn ta bị kiếm khi chém ra một vết thương đáng sợ trên lồng ngực, máu nhuộm cả Phật quang, cùng nhuộm theo cẩm ý, chém gây xương ức của hắn ta.
bởi và Triệu Bân đẩy Ngưu Oanh ra là mất một nhịp nên chiêu thức của hắn rơi vào thế hạ phong. Ba Phật chú của lão hòa thượng thoáng chốc tăng thêm uy lực, cưỡng ép đè nén khúc vô xương, Phật âm vô hình xâm nhập vào thể phách của Triệu Bân, chém một vết lên võ hồn của hắn. Sau đó tới đại dương niệm lực. Triệu Bân cất đàn đá đi, lần thứ hai chém nứt niệm lực. Đập vào mắt hắn là một ngón tay quấn đầy Phật quang của lão hòa thượng. Phụt! Máu me tóe ra. Là Triệu Bân phun máu, lồng ngực bị đục ra một lỗ. Dính phải chiêu này, hắn đâu còn có thể rút lui được nữa, bèn dùng thể ánh sáng làm ông ta lóa mắt. Triệu Bân đột ngột đứng thẳng, rồi lại lao tới như một bóng ma. Đáng lý ra, nếu bị hắn áp sát, đối phương sẽ gặp tai họa. Nhưng lần này hắn gặp phải đối thủ khó xơi, bởi vì Phật quang hộ thể của lão hòa thượng này quá cứng, giống như lớp áo giáp vậy, làm thế nào cũng không phá nổi, tiên thuật trộm cắp còn bị ngăn cản. Bùa nổ chắc sẽ hữu dụng. Triệu công tử dán liền lúc mấy chục lá bùa cho người này. Vậy mà khi bùa nổ tung, chúng vẫn không lay chuyển được Phật quang hộ thể. Đùng! Cơ thể của lão hòa thượng rung lên bần bật, ánh sáng Phật bắn ra khắp nơi. Triệu Bân bị hất văng, lại một lần nữa lộn đầu ra ngoài, không đợi hắn tiếp đất đã có luồng Phật quang khác chém tới. Nào, đổi chỗ đi. Triệu Bân dùng thiên nhãn, thi triển thuật di thiên hoán địa. Vị trí thay đổi rồi, Phật quang vốn đánh về phía Triệu Bân được lão hòa thượng hứng chọn, dùng mâu của mình đánh vào thuẫn của mình, bí pháp lừa đảo được thi triển vào lúc này hết sức phù hợp. Răng rắc. Phật quang hộ thể của lão hòa thượng xuất hiện vết nứt. Đòn tấn công này khiến ông ta không kịp trở tay, tự dưng bị đổi vị trí. Keng, Triệu Bân nhân lúc này sử dụng ngay thuần thân tuyệt sát. Nhát kiếm này được sấm sét hỗ trợ nhằm chuẩn vào vết nứt kia. Cách đánh rất khá chiến lược cùng không thành vấn đề. Tiếc rằng lão hòa thượng này không chỉ có Phật quang hộ thể mà còn có kim Phật hộ thể, gặp phải tuyệt sát sẽ tự động hiển hóa. Nhát kiếm tuyệt sát của Triệu Bân bị kim Phật ngăn lại, uy lực dù mạnh nhưng không phá nổi lớp phòng ngự. Thân kiếm Long Uyên gặp chấn động nên rung lên bần bật. Chịu đòn khá đấy, Triệu Bân nhếch miệng chặt lưỡi. Cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên hắn cũng từng chém cả đống rồi, chỉ có ông già này phí sức nhất. Niệm lực. Nguồn cơn nằm ở niệm lực. Có trời mới biết lão già này đã hưởng bao nhiêu hương hỏa thờ cúng. Niệm lực cuồn cuộn không dứt, rất khó phá vỡ lớp phòng ngự của ông ta. Một tầng Phật quang hộ thể cộng thêm một lớp kim Phật hộ thể. Hai tầng phòng thủ như vậy khiến ai nhìn vào cũng thấy lợm giọng. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đúng là người nhà Phật, nói năng bài bản ghê. Chủ yếu là thần thái, từ đầu đến cuối, lúc nào trông ông ta rất bi thương. Diễn thì diễn, chứ ông ta giật mình lắm. Một võ tu địa tạng nhỏ bé mà có thể thông hiểu hai bí pháp không gian, một là di thiên hoán địa, hai là thiên nhãn thuấn thân. Nếu không vì lớp phòng ngự của ông ta đủ mạnh thì có thể bị tiêu diệt bởi hai chiêu này rồi. Có lẽ ông ta ẩn thế lánh đời quá lâu, không biết rằng trên thế gian này có lớp hậu bối yêu nghiệt đến vậy. Triệu Bân không nghe ông ta nói nhảm. Mấy kẻ như thế này, hắn lười cãi lại. Gặp phải mấy kẻ như vậy, nếu động thủ được thì đừng động khẩu. Ôi! Lão hòa thượng lại diễn rồi, sau một tiếng thở dài, ông ta dùng đại chiêu. Đại chiêu ở đây là một vị đại Phật bằng ảo ảnh hùng vĩ như cả ngọn núi, thể sức mạnh của nó bao trùm lấy lão hòa thượng, chỉ nhìn thôi đã thấy đáng sợ rồi, Phật huy sáng lấp lánh. Lại là chiêu này. Tất nhiên Triệu Bân nhận ra chiêu này, ngày xưa đấu cùng Bát Nhã, hắn cũng từng gặp anh bạn đại Phật to lớn ấy, chẳng qua khi ấy tu vi của Bát Nhã còn thấp, không mời được đại Phật hoàn chỉnh mà chỉ gọi ra được một bàn tay. Lão hòa thượng này tu vi cao thâm, mời ra được cả một đại Phật. Triệu Bân ngẩng đầu, hết sâu một hồi mẹ hiếp, đại Phật này là thật, không kém gì Kỳ Lan Hê A Tiểu Kỳ Lân cùng muốn lực chiến đấy, tiếc là sức lực không đưa. Trước, tiếp, Triệu Bân thu kiếm Long Uyên, xoay cổ kêu răng rắc. Hiếm khi gặp được kẻ chịu đòn giỏi vậy, thế thì hôm nay hắn phải cho lão hòa thượng này mở mang tầm mắt. Đùng, đại Phật thò bàn tay từ trên xuống. Triệu Bân lập tức né sang một bên, hai tay ôm lấy bàn tay của đại Phật. Nếu có người quen ở đây, chắc sẽ tưởng rằng hắn định quật đại Phật, trước kia lúc đánh cùng Bát Nhã hắn đã làm như thế đấy, lôi cả kim Phật của Bát Nhã ra phơi nắng, sau đó quật mạnh, làm đại điện trong nội môn nát bấy như bột. Nhưng lần này thì khác. Lão già này chịu đòn rất khá, nếu để hắn quật, hắn cũng không quật vỡ được.
nhưng quật không được thì mượn lực mà đánh. Mượn lực của ai nào? Của không gian chứ ai? Thời khắc ấy, hắn cố gắng dùng triệu hồi ngược hướng, mang theo đại Phật, mang theo lão hòa thượng, nhanh chóng biến mất. Chịu đòn giỏi lắm đúng không? Để xem kim Phật của ông cứng rắn hay vết nứt không gian sắc bén nào. Thực tế chứng minh, vết nứt không gian quá bén. Đợi khi ra khỏi không gian, đại Phật của lão hòa thượng đã bị tiêu hủy mất một nửa, trên thân Phật đầy dấu tích, bị sức mạnh không gian chém ra từng vết một, lão hòa thượng ở bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn, Phật quang hộ thể vỡ nát, kim Phật hộ thể cũng tiêu biến. Ông ta đần mặt ra. Đại Phật đã mời ra, vốn định làm màu một tí. Nào ngờ đối phương dùng chiêu này, ngoại trừ thiên nhãn thuấn thân, thiên nhãn đổi vị trí, thậm chí còn thông thạo bí pháp không gian thứ ba. Kiểu truyền tống kỳ dị này khiến ông ta khó chịu vô cùng, kim Phật rắn chắc thật đấy, nhưng đối diện với vết nứt không gian thì yếu ớt vô cùng. So với ông ta thì Triệu Bân ổn hơn nhiều. Hắn có vạn pháp trường sinh quyết, có năng lực tái sinh, cộng thêm vết nứt mà hắn gặp phải cũng không quá mạnh, có thể miễn cưỡng hồi phục được. Tất nhiên vẫn có vết thương, nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ ít là đỡ hơn lão hòa thượng. Vẫn có vấn đề. Triệu Bân đưa mắt nhìn quanh, nơi này đã không còn là hòn đảo kia nữa. Trước đó khi đưa môn chủ La Sinh Môn cùng truyền tống cũng gặp bất trắc, rơi thẳng vào đọa tiên Vân Hải. Bây giờ lại kéo người ta cùng truyền tống, lại bị lệch vị trí. May mà lần này sai lệch không quá đà, vẫn còn ở Đông Hải. Thí chủ, người chọc giận Phật rồi. Thần thái của lão hòa thượng lần đầu tiên đanh lại. Biểu cảm này của tiền bối, vãn bối thấy khá thuận mắt đấy, Triệu Bân móc mỉa, dạng người thế nào thì cứ tỏ ra như thế đi, cố tình ra vẻ từ bi giả dối, nếu không phải ta trông thấy mà là người không biết trông thấy, còn tưởng ngươi là người tốt thật ấy chứ. So với ông ta thì tên đầu chọc Hồ Lai kia hợp với khẩu vị của hắn hơn. Hồ Lai tuy là một ông sư phá giới, tuy rất vô liêm sỉ, nhưng chí ít còn chân thật. Vị này thì... Triệu Bân lại xách kiếm Long Uyên ra, thân kiếm rung lên bần bật. Lão hòa thượng cười khẩy, đại Phật vỡ nát lại thò bàn tay ra lần nữa, dù sứt mẻ nhưng uy thế vẫn mạnh như cũ, một bàn tay từ trên trời hạ xuống trông như cả ngọn núi, khí thế rất hùng mạnh. Uyên! Triệu Bân vung kiếm chỉ lên trời, ngự kiếm phi tiên. Bí pháp này là bí thuật của Bát Nhã, khi còn ở Tỷ Thí Tân Tông đã bị hắn học mót được. Triệu Bân làm thử vô số lần, có thể coi là đại chiêu tấn công tập thể, chẳng qua ngày thường rất ít khi dùng. Hôm nay có vẻ phù hợp. Hắn vừa dứt lời, kiếm mang màu vàng vọt thẳng lên tầng mây, tiếng kiếm ngân chói tai vọng khắp đất trời, mỗi một kiếm mang đều mang theo kiếm uy vô địch khiến tầng không nổ ra vô số tia lửa. Đùng! Bàn tay của kim Phật lập tức bị hủy diệt. Tàn dư thân thể của kim Phật cũng bị kiếm quang chém hỏng từng tấc một. Phụt! Lão hòa thượng phun máu, khó lòng giữ được đại Phật và kim quang hộ thể. Chiêu ngự kiếm phi tiên này khiến ông ta vô cùng khó chịu, thêm cả phản phệ khi kim Phật vỡ ra cũng rất hung mãnh. Ngoài ra, còn có cả sức mạnh không gian. Vết thương này làm ông ta quá lợm giọng. Thêm nữa nào! Triệu Bân thét lớn, vung kiếm lần thứ hai. Lần này, hắn chĩa thẳng vào lão hòa thượng, không cho ông ta cơ hội nghỉ xả hơi. Đợi khi ông ta hoàn hồn, lại tạo ra Phật quang hộ thể, lại tạo ra một đại Phật nữa cho mà xem. Tú Nhi nói rồi, nhân lúc ông ta đau ốm, kết liễu ông ta cho sớm. Lão hòa thượng nhăn mặt, lập tức chắp hai bàn tay lại. Đột nhiên dưới chân hắn mọc lên một cánh cổng đá, đó là một cánh cổng đá nguy nga khổng lồ, chính là Phật Pháp Tu La Môn. Từ cánh cổng trận ra một nguồn năng lượng thần bí khiến cho những luồng kiếm quang mà Triệu Bân chém tới liên tục bị hóa diệt. Lại là thứ này, Triệu Bân thầm thờ dài trong lòng, hắn nhận ra cảnh công này. Người của Phật gia quả nhiên xuất chúng. Trước có Bát Nhã, sau có Tà Niệm Mặt Quỷ, phương pháp mà bọn họ sử dụng đều khiến cho hắn phải mở rộng tầm mắt. Phật Pháp Tu La Môn mà lão hòa thượng này thi triển ra có thể nói còn mạnh hơn nhiều so với thứ mà Tà Niệm Mặt Quỷ thi triển. Ngẫm lại thì chuyện này cũng hợp lý. Tà Niệm Mặt Quỷ không có thân thể thật cho nên cũng không có căn cơ cùng tu vi. Lão hòa thượng này thì khác, lão ta rõ ràng có thân thể, tụ tập được niệm lực vô hạn, chỉ riêng điểm này thì Tà Niệm Mặt Quỷ liền không thể nào so sánh được, nếu không thì nó cũng sẽ không lao lực tìm cách đoạt xác người khác. Ông! Tu La Môn rung động, hai cánh cổng mở rộng ra. Bên kia cánh cổng là một vùng tối đen như mực giống như một cái hố đen.
Triệu Bân biết đó không phải hố đen mà là một vùng không gian, lúc ở trong di chỉ ma vực hắn đã từng thấy qua. Không cần suy nghĩ nhiều thì hắn đã phi thân bay đi. Tuy nhiên, Tu La Môn đã được mở ra bộc phát lực cắn nuốt đáng sợ. Leng keng. Tiếng xích sắt từ Tu La Môn bật ra ngoài nghe hết sức chói tai. Xích sắt này lại trận văn giống như những con lôi xà ngay lập tức khóa chặt Triệu Bân và kéo hắn vào, dường như hắn còn không thể kháng cự được. Ngay cả trước kia ở trong trạng thái kỳ lân hóa hắn còn không kháng cự được chứ đừng nói là vào lúc này. Nhưng không sao. Bí pháp này cũng không khó phá. Ngay khi bị lôi vào Tu La Môn thì hắn đã lấy ra Bảo Liên Đăng rồi dùng tiên lực thắp đèn. Ở trong bóng tối bắn ra một tia sáng, hắn liền đi theo tia sáng đánh ra ngoài. Ngươi! Lão Hòa Thượng khiếp sợ, rõ ràng trở tay không kịp. Từ trước đến nay bất kể kẻ nào bị lôi vào trong Phật Pháp Tu La Môn cũng không thể thoát ra, cho dù là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong. Tên này chỉ là võ tu cảnh giới địa tạng, sao có thể chạy ra ngoài chỉ trong chớp mắt. Phách Thiên Trảm! Triệu Bân quát lên một tiếng rồi từ trên không trung chém xuống. Kiếm quang chém xa hơn 10 trượng bá thiên tuyệt địa bổ đôi Tu La Môn. Phụt! Lão Hòa Thượng hộc máu lui về phía sau. Triệu Bân mạnh mẽ phản công, trước chém một kiếm phá tan đại Phật, sau lại chém một kiếm bổ đôi Tu La Môn, hai lần phản vệ khủng khiếp đã khiến cho Phật quan trên cơ thể Lão Hòa Thượng dần dần mai một. Không thể tiếp tục đánh. Ông ta thậm chí còn không cần suy nghĩ liền xoay người bỏ chạy. Người chịu đòn giỏi cũng bỏ trốn rất giỏi. Trong nháy mắt đã phóng ra xa. Triệu Bân cũng là bậc thầy chạy trốn, vừa nhìn thấy vậy thì liền cau mày. Lão già này chạy còn nhanh hơn thỏ, nhìn từ xa giống như một đạo Phật quang đang vượt biển. Còn muốn chạy. Triệu Bân cầm theo kiếm Long Uyên trên tay đuổi sát không buông. Hai người một đuổi một chạy khiến cho mặt biển dậy sóng. Những người đi ngang qua đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu như bọn họ không nhìn làm thì một vị Phật đang bị đuổi giết. Tuy nhãn giới của bọn họ không đủ cao để nhìn thấy hình dáng thật của Triệu Bân nhưng khi nhìn thấy kiếm Long Uyên thì không ít người đều sờ sờ cằm, thanh kiếm này thật giống với kiếm của Thánh Tử Thiên Tông. Ầm, ầm, ầm. Trên biển không ngừng vang lên những tiếng ầm ầm. Lão Hòa Thượng chạy trốn không thoát, Triệu Công Tử đang rất phẫn nộ đuổi đánh. Lão già này rất đáng hận, dám đánh huynh đệ tốt của hắn thành một tên ngốc không còn nhận ra hắn là ai, tình hình bây giờ giống y chang như một con rối. Còn chưa biết có thể khôi phục bình thường được hay không. Càng nghĩ thì hắn lại càng phẫn nộ. Càng phẫn nộ thì hắn càng hung hãn đuổi giết. Loại Phật giả từ bi này hắn không đánh thành bụi thì quyết không ngừng tay. Đạo hữu, cứu lão nạp. Giống lên một tiếng, Lão Hòa Thượng chui vào một đảo nhỏ. Bên trong hòn đảo này có một tòa thành cổ, Lão Hòa Thượng không phải là kẻ ngốc, đã ngay lập tức nhảy vào. Từ Thiện Đại Sư. Trong thành đang rất huyên náo. Dường như ai cũng nhận ra Lão Hòa Thượng này. Chính vì nhận ra cho nên trong mắt ai cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ông ta là cao tăng đắc đạo của Phật gia, là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong hàng thật giá thật, chỉ còn cách nửa bước nữa là đạt đến cảnh giới thiên võ, có thể nói là niệm lực vô hạn, Phật pháp tinh thâm, thế nhưng lại bị đuổi giết, là kẻ nào lại có năng lực lớn như vậy. Vừa nhìn thấy Triệu Bân thì bọn họ lại sửng sốt. Bạn họ vẫn còn lượng kẻ đuổi giết là một lựa cường giả ở đâu. Không ngờ chỉ là một tiểu bồi hơn nữa còn là một tiểu bối cảnh giới địa tạng, chuyện này đã khiến cho bốn phương chấn động, bạn họ khiếp sợ chiến lực của Triệu Bản lại càng khiếp sợ huyết mạch của Triệu Bản thật sự là mạnh đến bệnh người. Trong những thanh âm cả kinh, Lão Hòa Thượng đã tiến vào một quán trà dường như ông ta biệt trong quán trà này có cường giả cho nên mới đến đây nương lựa am. Trước, tiếp, Triệu Bân đã đuổi đến nơi, sát khí ngập trời. Trên đường hắn đi tất cả mọi người đều run sợ. Hắn có sát ý quá mạnh mà cũng quá nồng hậu, khiến cho người ta bất giác nghĩ rằng hắn là một sát thần đáng sợ đã từng tắm qua biển máu. Quán trà này không lớn, tình hình kinh doanh cũng ảm đạm. Khi Triệu Bân bước vào thì ngoài Lão Hòa Thượng chỉ còn có một lão già tóc trắng đang pha trà. Triệu Bân nhìn ra được người này rất không tầm thường, tu vi cao cường, nội tình hùng hậu. Tiểu hữu, nên khoan dung mà độ lượng. Lão già tóc trắng mỉm cười nói nhưng không nhìn Triệu Bân. Chỉ chú tâm pha trà. Lão ta thật sự không tầm thường, tuy rằng nói ở trong quán trà nhưng giọng nói lại âm vang truyền ra tận bên ngoài. Ta phải giết ông ta, Triệu Bân thản nhiên nói. Oan oan tương báo khi nào mới dứt, hãy nể mặt lão phu mà buông bỏ.
Nếu ông ta biến huynh đệ của ông thành con rối thì tiền bối có bình tĩnh như vậy được không? Ngươi đang chất vấn lão phu. Nụ cười của lão già tóc trắng nhạt dần, lộ rõ vẻ không hài lòng. Ở Đông Hải này không ai không biết lão ta đã mua Triệu Bân nể mặt thế mà hắn lại không nể mặt, dù sao lão ta cũng là tiền bối, chưa từng bao giờ bị người khác xem thường như thế này. Vãn bối chỉ đang nói sự thật, Triệu Bân bình thản nói. Nhất định phải giết. Không chết không ngừng. Tốt lắm. Lão già tóc trắng vô cùng tức giận, khí thế bộc phát. Quán trà nhỏ ngay lập tức bị tốc mái. Những người bên ngoài đều hết sức khiếp sợ. Họ đều biết chủ nhân của quán trà là ai. Tên tiểu bối này thật sự rất to gan, đã dám đuổi giết Từ Thiện đại sư mà còn dám mạo phạm lão tiền bối. Ầm. Trong lúc đó quán trà đã ầm ầm sụp đổ. Hai thân ảnh phóng lên cao, một bên là Triệu Bân một bên là lão già tóc trắng, hiển nhiên hai người đã bắt đầu chiến đấu với nhau. Về phần lão hòa thượng thì đang chật vật không chịu nổi, bước đi chậm chạp còn bị ngói đá rơi trúng người. Đại sư, có rất nhiều người tiến lên đỡ ông ta ra. Hai, lão hòa thượng lại tiếp tục diễn vẻ mặt từ bi. Nhưng khi ông ta ngửa mặt lên nhìn Triệu Bân trên bầu trời thì trong mắt đã lóe lên một tia hung quang. Ông ta đang đợi lão già tóc trắng đánh trước để tiêu hao chiến lực của đối phương, khi có thời cơ thì ông ta cũng không ngại đánh lén một kích. Dù thế nào đi nữa, tên nhóc này hôm nay cũng phải chết ở đây. Ầm, lại một tiếng nổ vang, vang vọng phía chân trời. Triệu Bân đã va chạm với lão già tóc trắng, cả hai bên đều bị đẩy lui. Triệu Bân vẫn ổn, nhưng trong mắt của lão già tóc trắng đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chiến thì không biết, vừa chiến liền cả kinh. Tên nhóc cảnh giới địa tạng này còn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của lão ta, uy lực của một quyền vừa rồi không hề kém cường giả chuẩn thiên đỉnh phong, hơn nữa lão ta còn thấy được huyết mạch của tên nhóc này quá cường đại, người có kiến thức uyên bác như lão ta cũng không thể nhìn ra được lai lịch của huyết mạch này, chỉ biết là nó bá đạo vô cùng. Đã có chiến lực như vậy thì ngươi cũng không phải là hạng người vô danh, lão già tóc trắng thản nhiên nói. Tất cả mọi người bên dưới, bao gồm cả lão hòa thượng đều vểnh tai lên muốn biết tên nhóc cảnh giới địa tạng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Việc này ông cũng muốn xen vào sao? Triệu Bân không trả lời, chỉ hỏi ngược lại. Nếu như lão già tóc trắng này muốn can thiệp đến cùng thì hắn cũng không ngại ra tay đại khai sát giới. Mau nhận sai với lão phu rồi bỏ qua chuyện này đi. Lão già tóc trắng nói, rất có uy nghiêm của bậc trưởng bối. Lão ta nghĩ mình đang cho Triệu Bân một bậc thang để bước xuống, dù sao tên nhóc này cũng không đơn giản, nói không chừng sau lưng của hắn còn có thế lực lớn. Nếu như lão ta quá đáng thì rất có thể còn sẽ bị trả thù. Triệu Bân không đáp, chỉ tiếp tục công kích mạnh mẽ. Nhận sai. Nhận sai cái rắm. Nếu như ông đã muốn nhúng tay vào thì tiếp tục đánh đi. Đã nể mặt ngươi mà ngươi còn không biết điều. Lão già tóc trắng hừ lạnh một tiếng. Không kìm được tức giận. Đây là lần thứ hai tên nhóc này dám xem thường lão ta, điều đó đã khiến cho lão ta hoàn toàn phẫn nộ. Nhìn thấy Triệu Bân đánh tới, lão ta cũng không chút lưu tình mà đánh ra một chưởng. Triệu Bân kêu rên một tiếng, hắn đã bị chưởng ấn đẩy lui. Diệt! Lão già tóc trắng quát lên một tiếng, hóa ra một tia chớp từ trên trời đánh xuống. Lão già này đúng là cũng có chút năng lực, đã có chiến lực mạnh mẽ mà còn có huyết mạch đặc biệt. Tia chớp vừa rồi là do lực huyết mạch của lão ta biến thành hiện ra dưới hình thái lôi điện. Veo, hắn còn chưa kịp đứng vững thì lão già tóc trắng lại đánh tới lần nữa. Triệu Bân bị đánh đầm máu, xương vai nát. Lão ta đúng là không hề nương tay, dùng một ngón tay đâm thẳng vào mệnh môn của Triệu Bân. Triệu Bân vươn tay ra nắm lấy ngón tay của lão ta. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngón tay của lão ta đã bị bẻ gãy. Trong chớp mắt đó hắn cũng thi triển kim quang. Dùng lực huyết mạch phóng ra hai tia sáng bắn vào khuôn mặt của lão già tóc trắng khiến cho nó trở thành máu thịt be bét, thậm chí mắt trái suýt chút nữa còn bị khoét ra ngoài. Lão già tóc trắng kêu rên thảm thiết, lập tức phi thân bỏ chạy. Triệu Bân còn nhanh hơn lão ta, đuổi theo như hình với bóng, khi tiếp cận được lão ta thì hắn ngay lập tức mở ra đấu chiến thánh pháp. Ôi! Tất cả mọi người bên dưới đều kêu lên sợ hãi. Không thể trách được bọn họ. Chỉ vì tên nhóc trên kia đánh nhau thật sự không có đạo đức, đánh thì đánh sao lại còn đi lột hết y phục của người ta ra. Lão già tóc trắng có đau hay không thì bọn họ không biết, chỉ biết lão ta lúc này đang hết sức mát mẻ.
Tất cả y phục của lão ta đều đã bị lột xuống, chỉ trong chớp mắt mà chỉ còn một cái quần cộc. Thật ra thì, Triệu Bân làm như vậy là đã nể mặt đối phương lắm rồi. Nếu như hắn ra tay độc ác hơn thì ngay cả cái quần cộc của lão ta hắn cũng đã lột xuống. Đánh nhau cũng phải xem mình đang đánh nhau với ai. Lúc hắn đánh nhau với lão hòa thượng thì ông ta có kim quang hộ thể cho nên có thể ngăn chặn được tiên thuật trộm cắp, nhưng lão già này thì khác. Mặc dù lão ta có chiến lực rất mạnh nhưng không có cách nào ngăn cản được tiên thuật trộm cắp của hắn. Như thế thì còn khách khí gì nữa? Nói thật, đánh nhau với lão già này còn thoải mái hơn đánh nhau với lão hòa thượng. Á! Lão già tóc trắng giận dữ giống lên, không còn có thái độ bình tĩnh như trước đó nữa. Lão ta ngày hôm nay thật sự đã bị mất hết mặt mũi. Từ khi lão ta học võ đạo đến nay chưa bao giờ bị kẻ khác lột sạch y phục trong lúc chiến đấu như thế này, chỉ có quỷ mới biết được đây là bí pháp tà môn gì, từ đầu đến cuối lão ta không thể nào phòng bị được. Lão ta lại hiến tế lực huyết mạch, mạnh mẽ đẩy lui Triệu Bân. Trong lúc bay ngược ra phía sau, Triệu Bân đã quát lên kích hoạt bùa nổ. Hắn đã lột sạch y phục của đối phương thì làm sao có thể không dán lên người đối phương thêm vài lá bùa nổ. Mặc dù chiêu thức này không thể sử dụng được với lão hòa thượng nhưng lão già này thì hắn nhất định phải cho nổ chết. Bùa nổ nổ tung, máu tươi văng đầy trời. Lão già tóc trắng kêu rên. Lão ta đã bị rất nhiều bùa nổ làm cho nổ đến mức biến thành máu thịt be bét từ trên không trung rơi xuống, không đau đớn mới là lạ. Bên dưới ngay lập tức vang lên những tiếng nuốt nước miếng. Bị nhiều bùa nổ như vậy dán lên người, đừng nói là người bị nổ, ngay cả người đứng nhìn cũng cảm thấy đau thay. Cường giả chuẩn thiên đỉnh phong thì thế nào, cuối cùng cũng phải sợ bùa nổ. Hơn nữa, xem chừng những lá bùa nổ này còn có cấp bậc không hề thấp. Chính là hắn. Là Cơ Ngân, là Thánh Tử Thiên Tông. Không biết là ai đã đột ngột gào to. Không cần người đó gào lên thì mọi người cũng đã nhìn thấy. Mặc dù Cơ Ngân đã khoác hắc bào nhưng trong lúc bị đánh bay bởi lực huyết mạch của lão già tóc trắng thì khả năng che lấp cũng lộ ra sơ hở. Người có nhãn giới cao liếc mắt một cái liền biết được thân phận của hắn chính xác là Thánh Tử Thiên Tông. Khó trách. Khó trách chiến lực của hắn lại cao đến như vậy. Thì ra hắn chính là yêu nghiệt nghịch thiên Cơ Ngân. Thế nhân hiểu rõ. Cho nên thế nhân cũng hoang mang. Cơ Ngân không phải đang ở Thiên Tông hay sao? Tại sao hắn lại chạy đến Đông Hải? Hơn nữa trước đây hắn làm gì có huyết mạch đặc biệt? Bây giờ nhìn khí huyết của hắn mênh mông cuồn cuộn, nhất định là đã được truyền thừa một loại huyết mạch đặc biệt rất cường đại. Tất cả những người có huyết mạch đặc biệt khác ở đây nhìn thấy căn nguyên huyết mạch của hắn đều cảm thấy áp lực. Dường như tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên bầu trời. Thế nên lão hòa thượng bỏ chạy mà không một ai hay biết. Không sai, lão chọc chết tiệt đó đã bỏ chạy. Vốn dĩ hắn còn đang đợi thời cơ thích hợp, tiến lên bồi thêm cho một đao nữa cơ. Ai ngờ lão già tóc trắng lại tệ đến vậy, mới đánh có mấy hiệp mà đã bị đánh tàn phế rồi. Vì thế rút sớm vẫn hơn. Theo sau tiếng thét thảm thiết, lão già tóc trắng đã rớt từ trên trời xuống. Lão ta rất mạnh, chiến lực đáng sợ. Ít nhất cũng có khả năng công phá không ai bì lại. Cả thế giới đều tin vào việc đó. Triệu Bân cũng tin tưởng vô điều kiện. Đáng tiếc, người mà lão ta gặp phải lại là Cơ Ngân, vừa để lộ sơ hở là đã không kịp trở tay, biết bao nhiêu tuyệt chiêu, biết bao nhiêu bí thuật chưa kịp dùng là đã bị đánh tàn phế mất rồi. Bởi vậy mới nói khi đánh nhau với Triệu Bản thì tốt nhất đừng nên em lại. Nếu không, đến cơ hội dùng cũng không có, lão tóc trắng là ví dụ điển hình. Lão già tóc trắng rơi xuống đất tông sập một tàu lâu. Tiếp sau đó là một tiếng ầm cực lớn, đấy là tiếng Triệu Bân đáp đất. Không lo nữa. Ta không quan tâm đến chuyện này nữa. Lão già tóc trắng vội vã nói, lão ta đã bị đánh đến mức mất hết cả uy nghiêm. Mọi người có cảm giác câu nói đó như đang có ý cầu xin, nhưng mà cũng đúng thôi, tình thế mang tính quyết định mà, lão ta đã bị Cơ Ngân đập thê thảm đến mức đó rồi. Nếu còn tiếp tục đánh thì chỉ có nước tự tìm cái chết. Keng! Triệu Bân vung kiếm, chặt đầu đối phương. Những người đứng xem đều hít hơi ngược vào trong, người ta đồn Thánh Tử Thiên Tông giết người chưa từng nương tay đúng là không sai, cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao thế kia mà nói giết là giết ngay. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đâu có sai, đã đánh nhau đến mức này rồi thì còn nói gì đến nhân từ nữa, nếu đổi lại là họ, kết cục vẫn là giết thôi.
Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách lão già tóc trắng kia đã xen vào chuyện không quan tâm. Đúng vậy, lúc sắp chết, lão già tóc trắng đã hối hận, ngoan ngoãn đun trà đi, tự dưng cứ muốn đi tìm cảm giác kích thích, cứ muốn nhúng chân vào vũng nước lầy này để phải nhận kết cục là cái chết. Triệu Bân bỏ đi, nhắm thẳng về một hướng. Hắn đã đoán trước được nên đã sớm để lại ấn ký truy tung của thiên nhãn trên người lão hòa thượng, trong một khoảng thời gian nhất định, chỉ cần ấn ký vẫn chưa biến mất đi thì hắn có thể theo dấu hiệu đó mà đuổi theo ông ta đến tận chân trời. Mau, mau, mau lên. Những người đứng xem cũng đua nhau đuổi theo. Xem được một màn kịch rất đã mắt, không chừng phía sau còn đặc sắc hơn. Cơ Ngân là một nhân tài, đi đến đâu là náo nhiệt đến đó, lời đồn kia truyền lâu thế thì đúng là không hề sai. Vụt, Triệu Bân nhanh như một tia chớp, phút qua trên bầu trời. Lão hòa thượng đó chạy cũng không chậm, mới đó mà đã ra khỏi vùng biển, may mà hắn có thiên nhãn truy tung, nếu để mất dấu mà muốn tìm lại thì chẳng khác gì mò kim đáy biển. Khi màn đêm buông xuống, hắn mới bước lên một hòn đảo.